Cậu Thanh, võ thuật của cậu đã thực sự mất hết, Thượng quan Hoàng hỏi lại lần nữa. Dương Thanh gật đầu, tuyệt đối là thật, Thượng quan Hoàng lập tức trầm mặc, Thượng quan Nhu đứng cạnh đó bồn chồn lo lắng không thôi, nhưng không biết phải làm thế nào để giúp Dương Thanh. Bất kể tu vi võ thuật của cậu Thanh đây còn hay mất, trong lòng tôi, cậu mãi mãi là một người bạn lớn của hoàng tộc họ Thượng quan tôi. Sau này, xin cậu cứ yên tâm ở lại hoàng tộc Thượng quan này. Tôi sẽ sai người của hoàng tộc chăm sóc cậu chu đáo. Thượng quan Hoàng bỗng nói, sắc mặt thoáng lộ vẻ tiếc nuối, sau đó đột nhiên nhìn sang phía thượng quan Nhu, bảo, Nhu Nhu, cháu đi làm việc của mình trước đi, ông có chuyện muốn nói riêng với cậu Thanh đây. Ông nội, thượng quan Nhu lo âu nhìn thượng quan Hoàng, thấy thượng quan Hoàng cười cười vẻ hiền hòa, dục đi đi. Dương Thanh cũng nhìn sang thượng quan Nhu, khẽ gật đầu, bấy giờ cô ta mới quay đầu bước đi. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh và thượng quan Hoàng dương thanh nheo mắt cười cười nhìn chằm chằm vào thượng quan hoàng hỏi không biết thượng quan hoàng chủ còn có điều gì muốn sai bảo thượng quan hoàng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm dương thanh vài giây sau đó mới cất lời có một việc này tôi vốn không định nói với cậu nhưng bây giờ nếu cậu đã mất hết tu vi võ thuật thì tôi có nói với cậu cũng không có gì không ổn dương thanh nhíu mày không biết hoàng chủ có điều gì muốn nói với tôi sắc mặt thượng quan hoàng lộ vẻ nặng nề nói hôm nay nhà họ lý phái người tới làm mai nói là muốn cưới nhu nhu nhà tôi về bên đó ban đầu tôi đã từ chối nhưng nhu nhu lại đồng ý dương thanh nghi hoặc hỏi hoàng chủ đây chẳng phải là một chuyện tốt sao vì sao trông hoàng chủ có vẻ buồn bã khó xử như thế nói với tôi chuyện này thì có ích gì thượng quan hoàng nhìn dương thanh nói ban đầu tôi định từ chối nhưng nhà họ lý rất ngang ngạnh tôi cũng chẳng còn cách nào chỉ đành đồng ý cậu cũng biết đó Ông tổ nhà họ Lý là Lý Trọng còn sống, hiện đã là cao thủ siêu phàm tứ cảnh, người bảo vệ của hoàng tộc thượng quan không chịu ra mặt thì không ai có thể làm gì được nhà họ Lý. Nhưng Nhu Nhu lại đã đồng ý rồi, cậu có biết vì sao nhà họ Lý lại thả cho cậu rời khỏi đó không? Lòng Dương Thanh bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành, anh hỏi: "Vì sao?" Thượng quan Hoàng trầm giọng bảo: "Là bởi Nhu Nhu đã nói, trừ khi nhà họ Lý đồng ý để cậu rời khỏi đó thì mới chịu kết hôn với người nhà họ, chính vì điều này Nhà họ Lý mới thỏa hiệp nhượng bộ, thả cậu ra. Cái gì? Dương Thanh lập tức giận dữ, người nhà họ Lý đề tiện khốn nạn đến thế sao? Thượng quan Hoàng thở dài, ai bảo con bé thích cậu chứ? Lần này, Dương Thanh lại càng kinh ngạc, hoàng chủ, quan hệ giữa tôi với cô thượng quan nhu hết sức trong sạch, không có bất cứ điều gì bất chính cả. Hơn nữa, tôi đã có vợ con, sao có thể nảy sinh tình cảm với cô ấy được. Thượng quan Hoàng bất đắc dĩ nói, người ta thường nói mỹ nữ thích anh hùng, trước đây tôi còn khinh thường những lời như vậy, không ngờ, ngay cả cô cháu gái cưng của hoàng tộc họ thượng quan tôi lại thích một anh hùng đã có gia đình như cậu. Hoàng Thúc, chuyện vừa rồi, chú đã thấy hết rồi chứ ạ? À? Chú có thể nhìn ra được, võ thuật của Dương Thanh đã thực sự bị mất sạch hay chưa? Thượng quan Hoàng nhìn về phía lão giả áo trắng, hỏi. Lão giả áo trắng chính là thượng quan phó, hoàng thúc của thượng quan Hoàng. Sắc mặt thượng quan phó thoáng lộ vẻ nghiêm nghị, lão ta lắc đầu nói, tên nhóc này có rất nhiều điểm cổ quái, rõ ràng không có lấy một chút hơi thở võ thuật nào tiết ra ngoài, nhưng lực huyết mạch của cậu ta lại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả chú cũng cảm thấy có áp lực. Thượng quan hoàng lập tức cả kinh, ý của chú là, có thể võ thuật của cậu ta đã thực sự bị phế bỏ, nhưng lực huyết mạch lại vô cùng mạnh mẽ. Mấy ngày sau đó, Dương Thanh ngày đêm thúc giục bản thân điên cuồng tu luyện đại đạo thiên diễn kinh. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi, anh đã có thể duy trì liên tục tầng thứ nhất trong phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Vết thương của anh cũng gần như đã khỏi hẳn. Chỉ có điều, cảnh giới võ thuật của anh trước sau vẫn chưa hề khôi phục, hơn nữa, anh cũng không cách nào sử dụng được tầng thứ hai trong phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Mỗi lần nỗ lực cưỡng chế bản thân sử dụng tầng thứ hai trong phép hô hấp, anh đều sẽ cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, đầu như sắp nổ tung. Nếu như không thể khôi phục thực lực mình hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào ngăn cản được hôn lễ của Thượng quan Nhu với Lý Bảo Tuấn. Dương Thanh ngừng tu luyện, đi qua đi lại trong phòng, sắc mặt cực kỳ nặng nề và căng thẳng. Ngay khi anh đang suy tư xem nên làm thế nào để có thể khôi phục võ thuật trong vòng 2 ngày, tại nơi ở của Thượng quan Hoàng, trong thời gian này, Dương Thanh đang làm những gì? Thượng quan Hoàng nhìn về phía Thượng quan Tử Khiêm đang đứng trước mặt mình, cất tiếng hỏi. Thượng quan Tử Khiêm vội vàng thưa, năm ngày gần đây Cậu ta một mực ở yên trong phòng, không hề đi ra. Thượng quan Hoàng nhíu mày, không ra đến cửa. Thượng quan Tử Khiêm gật đầu, trừ người đưa ba bữa cơm mỗi ngày được cậu ta cho phép đi vào, thời gian còn lại luôn đóng cửa không ra, không cho phép bất cứ kẻ nào tới quấy rầy mình. Nghe Thượng quan Tử Khiêm nói thế, Thượng quan Hoàng càng thêm nghi hoặc, lão ta thực sự không hiểu, rốt cuộc Dương Thanh đang làm gì. Theo những gì lão ta hiểu về con người Dương Thanh, khi biết Thượng quan Nhu sẽ phải làm dâu nhà họ Lý, hẳn dương thanh sẽ đứng ra ngăn cản chí ít cũng sẽ tới nói một câu với lão ta mới đúng nhưng nay dương thanh lại thờ ơ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình anh vẫn chăm chú làm việc của mình mà thôi phụ hoàng hẳn là cậu ta đang tu luyện thượng quan tử khiêm bỗng nói thượng quan hoàng không đáp lời lão ta vẫn đang mải suy tư lão ta cũng nghĩ đến khả năng này song lão ta đã cài một số cao thủ ở quanh khu nhà dương thanh đang ở nhưng căn cứ theo báo cáo của họ Căn phòng của Dương Thanh chưa từng tiết ra một chút hơi thở võ thuật nào. Khi đang tu hành, bất luận cao thủ võ thuật cấp bậc nào đều không thể hoàn toàn che giấu hơi thở võ thuật trên người mình. Lão ta đang hoài nghi, cao thủ lão ta phái đi rõ ràng không hề cảm thụ được hơi thở võ thuật của Dương Thanh, nhưng Dương Thanh lại đóng cửa không ra tròn năm ngày nay, nếu không phải đang tu luyện thì là đang làm gì? "Con ra ngoài trước đi." Thượng quan Hoàng nói. Sau khi thượng quan tử khiêm rời khỏi đó, một lão già mặc đồ trắng lại bước ra. Thượng quan hoàng hỏi, hoàng thúc, chú cho rằng, tay dương thanh này rốt cuộc đang làm gì vậy? Thượng quan phó lắc đầu, loại tình huống này có vẻ trừ tu luyện thì không thể nào làm chuyện gì khác được. Nhưng mấu chốt là, trên người cậu ta hoàn toàn không có một chút hơi thở võ thuật nào tiết ra, ngay cả chú cũng đã âm thầm qua đó vài lần, đúng là không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở võ thuật nào cả. Thượng quan hoàng kinh ngạc nói, ngay cả chú cũng không cảm nhận được sao. Chẳng lẽ, tu vi võ thuật của cậu ta thực sự bị mất sạch rồi? Thượng quan phó gật đầu, không loại trừ khả năng này. Có lẽ mấy ngày nay cậu ta đóng cửa không ra ngoài là để nghĩ cách tu luyện, chỉ có điều, võ thuật đã bị phế mất, vẫn không có cách nào khôi phục cảnh giới. Nghe thượng quan phó nói thế, thượng quan Hoàng bỗng thấy hơi thất vọng. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi nhà họ Lý tới hỏi cưới, ngày kia thượng quan Nhu sẽ phải lấy chồng, nếu đến khi đó Dương Thanh còn đóng cửa không ra, thượng quan Nhu sẽ thực sự phải làm dâu nhà họ Lý. Mặc dù đây là một kế hoạch không có khả năng thất bại do chính lão ta thiết kế, nhưng lão ta đã nhịn gia tộc họ Lý này quá lâu rồi. So với việc để thượng quan nhu về làm dâu nhà đó, lão ta càng tha thiết mong Dương Thanh có thể tiêu diệt gia tộc họ Lý này. Dù sao lão ta cũng là chúa tể của hoàng thành thượng quan, nhưng nay nhà họ Lý lại có một cao thủ siêu phàm tứ cảnh, đương nhiên lão ta không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Điểm quan trọng nhất cần nhắc tới là thượng quan nhu chính là thiên kiêu do một tay lão ta bồi dưỡng nên, mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc. Mặc dù là nữ giới, còn rất trẻ tuổi, nhưng Thượng quan Nhu đã đủ tư cách kế thừa vị trí này rồi. So với ba đứa con trai của lão ta, Thượng quan Nhu mới chính là người thừa kế thích hợp nhất. Lão ta sợ là mình không đợi được ngày thấy ba đứa con trai vượt qua được Thượng quan Nhu, mà tương lai cũng không có khả năng này rồi. Xem ra, lần này thật sự phải gả con bé Nhu vào nhà họ Lý rồi. Một hồi lâu sau, Thượng quan Hoàng thở dài, nói: "Thượng quan phó lại bảo cháu đừng quá bi quan." Còn chưa tới phút chót, chúng ta không thể bảo đảm sẽ có chuyện gì xảy ra." Thượng quan Hoàng gật đầu, "Cháu cũng chẳng có gì mà bi quan quá, nếu Dương Thanh quả thật đã thành thứ bỏ đi thì để con bé Nhu về làm dâu nhà họ Lý cũng là một lựa chọn tốt." Tuy các mặt đều không bằng Thượng quan Nhu nhưng dù sao Thượng quan Tử Khiêm cũng là bố ruột của Thượng quan Nhu, nếu Thượng quan Hoàng truyền lại ngôi vị của mình cho Thượng quan Tử Khiêm, Thượng quan Nhu nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp, như vậy thì cũng coi như cả gia tộc họ Lý giúp toàn lực trợ giúp Thượng quan Tử Khiêm rồi. Chỉ cần cảnh giới võ thuật của Lý Trọng không đột phá được thì gia tộc họ Lý cũng chẳng phải đối thủ đáng gờm gì, dù sao hoàng tộc họ Thượng Quan còn có một thượng quan phó, lại thêm một người bảo vệ hoàng tộc đang ẩn mặt chưa xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lý. Chính xác, Lý Trọng gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, hiện tại chính cậu ta cũng không rõ rốt cuộc Dương Thanh có mất sạch tu vi võ thuật hay không. Vì thế, thượng quan hoàng mới muốn dùng mối liên hôn này để ép Dương Thanh bởi vì quan hệ giữa Dương Thanh và Thượng quan Nhu vốn cực kỳ tốt, quan trọng nhất là Dương Thanh rất trọng tình trọng nghĩa, nếu Dương Thanh biết Thượng quan Nhu bị ép gả cho người nhà họ Lý ta, con nghĩ cậu ta sẽ làm thế nào? Lý Giang Hùng hít mạnh một hơi, lập tức nói, nhất định cậu ta sẽ cản trở hôn lễ này, chỉ cần cậu ta ra tay liền đã rõ, võ thuật của cậu ta không hề bị phế mất. Đến khi đó, nhà họ Lý ta sẽ phải nhận lửa giận của cậu ta, còn về hoàng tộc họ Thượng quan, sợ là đã sớm coi chúng ta như cái gai trong mắt nhất là từ sau khi bố xuất hiện, bọn họ càng không cách nào bỏ qua nhà họ Lý ta. Như thế, Thượng quan Hoàng có thể mượn tay Dương Thanh, diệt nhà họ Lý ta, từ nay về sau, Hoàng thành Thượng quan không còn ai có thể đe dọa đến địa vị của Hoàng tộc họ Thượng quan nữa. Sau khi thốt ra suy đoán của mình, Lý Giang Hùng lập tức cảm thấy ớn lạnh tới tận xương tủy. Lão ta lập tức luống cuống, bố, Thượng quan Hoàng thật quá đê tiện khốn nạn, định mượn tay Dương Thanh hủy diệt chúng ta. Vậy thì hôn lễ ngày kia chúng ta không thể đồng ý được. Lý Trọng lạnh lùng nói, "Không đồng ý. Đừng quên, hoàng tộc họ Thượng Quan còn có một người bảo vệ hoàng tộc, nếu chúng ta dám từ chối, chỉ sợ hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ có lý do chính đáng để ra tay với chúng ta." Bố từng nghe nói, trong hoàng tộc họ Thượng Quan, ngoài người bảo vệ hoàng tộc, bọn họ còn có một cao thủ siêu phàm cảnh nữa. Nghe Lý Trọng nói thế, Lý Giang Hùng đã sợ ngây người, lão ta chỉ biết người mạnh nhất trong hoàng tộc họ Thượng Quan chính là Thượng Quan Hoàng, có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh. Lão ta chưa từng nghe nói đến một cao thủ siêu phàm cảnh khác của hoàng tộc họ thượng quan. Vậy giờ chúng ta phải làm sao ạ? Chẳng lẽ khoanh tay ngồi chờ Dương Thanh tiêu diệt chúng ta sao? Lý Giang Hùng thấp thỏm lo âu nói. Lý Trọng im lặng, chỉ đi qua đi lại trong phòng, khuôn mặt tràn đầy suy tư. chừng 5 phút sau, Lý Trọng mới dừng bước, quay sang nhìn Lý Giang Hùng, nói, hôn lễ ngày kia không thể hủy bỏ. Bố cần con tới hoàng tộc họ thượng quan một chuyến ngay bây giờ. Bố cứ sai bảo. Chỉ cần có thể để nhà ta tránh qua tai họa lần này, bảo con làm gì con cũng tình nguyện, Lý Giang Hùng vội nói. Lý Trọng gật đầu, bảo, con tới hoàng tộc, tìm Dương Thanh, nói cho cậu ta biết, không phải nhà họ Lý muốn cưỡng ép Thượng quan Nhu kết hôn mà do Thượng quan hoàng phái Thượng quan Tử Khiêm tới nhà ta, nói muốn làm thông gia với nhà ta, nhà họ Lý ta cũng biết Thượng quan Nhu là bạn của Dương Thanh, nhưng chịu áp lực của hoàng tộc họ Thượng quan, hiện tại không biết nên làm sao cho phải. Lý Giang Hùng lập tức tỉnh ra, nói, bố, vậy là bố định hợp tác với Dương Thanh, chơi hoàng tộc họ thượng quan một vố. Lý Trọng lắc đầu, nếu Dương Thanh bảo chúng ta cứ tiếp tục cử hành hôn lễ thì chứng tỏ võ thuật của cậu ta đã khôi phục trở lại, có năng lực ngăn cản hôn lễ này, thậm chí, rất có thể còn muốn nhân cơ hội này để ra tay với nhà họ Lý ta. Nếu cậu ta bảo chúng ta hủy bỏ hôn lễ đi, đồng thời còn cảnh cáo chúng ta, vậy có nghĩa là cậu ta đang cố gắng phô trương thanh thế, nhưng thực tế đã mất sạch tu vi võ thuật, cho nên mới nỗ lực lấy lời nói uy hiếp để ngăn cản hôn lễ này. Nghe vậy, Lý Giang hùng lập tức vui vẻ, con hiểu rồi, Thượng quan hoàng muốn mượn tay Dương Thanh để đối phó với chúng ta, nếu quả đúng Dương Thanh đã mất sạch võ thuật, nhà họ Lý ta có thể bình yên vô sự, còn có thể lấy được một thiên kiêu của hoàng tộc họ Thượng quan về làm dâu, đây chính là chuyện vui lớn của gia tộc ta. Lý trọng gật đầu, nếu tu vi võ thuật của Dương Thanh không hề bị mất đi thì dù phải làm mất lòng hoàng tộc họ Thượng quan Chúng ta cũng cần nhanh chóng hủy bỏ cuộc hôn nhân này, khiến Dương Thanh không có lý do ra tay với chúng ta. Hơn nữa, chuyện Thượng quan hoàng muốn lợi dụng Dương Thanh sẽ khiến cậu ta tức giận, chỉ cần chúng ta kích động đúng chỗ, chưa biết chừng còn có thể khiến Dương Thanh ra tay với hoàng tộc họ Thượng quan đấy chứ. Mắt Lý Giang Hùng đã sáng rực lên, lão ta càng lúc càng sùng bái Lý Trọng, vốn nhà họ Lý này đã rơi vào thế nguy hiểm, Lý Trọng chỉ nói đôi ba câu đã biến thành cơ hội mới cho gia tộc. Một khi Dương Thanh đối đầu với hoàng tộc họ Thượng Quan, thực lực của hoàng tộc họ Thượng Quan nhất định sẽ bị suy giảm cực lớn. So sánh hai bên, thực lực của nhà họ Lý sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu hoàng tộc không cho phép chúng ta gặp mặt Dương Thanh thì sao ạ? Lý Giang Hùng bỗng hỏi. Lý Trọng Cao chặt mày, sắc mặt cũng hiện vài tia lo lắng. Những điều lão ta vừa nói cần điều kiện tiên quyết là gặp được Dương Thanh. Nếu không thể gặp mặt Dương Thanh, mọi chuyện coi như đổ sông đổ bể. Con cứ đi đi, nếu họ không cho gặp chúng ta chỉ có thể đối mặt với mọi chuyện trước mắt thôi, Lý Trọng nói. Hiển nhiên, ngay cả lão ta cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Chẳng bao lâu sau, Lý Giang Hùng đã tới hoàng tộc họ thượng quan. Sao ông chủ Lý lại tới đây? Lý Giang Hùng vừa tới hoàng phủ họ thượng quan, thượng quan hoàng lập tức nhận được tin này, bèn phái thượng quan tử khiêm đến gặp Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng mỉm cười nói, chuyện là thế này, trước đây cậu Thanh có ở lại trong nhà họ Lý tôi một thời gian, có vài thứ quan trọng để quên ở đó, tôi mới tới đây trả lại." Thế à, Thượng quan Tử Khiêm cũng cười nói, ông chủ lý phái người đưa tới là được rồi, sao còn phải đích thân tới một chuyến như vậy." Lý Giang Hùng cười cười bảo, "Đồ cậu Thanh để quên khá là quan trọng, cho nên tôi phải tự mình đưa tới, xin nhờ Tam hoàng tử dẫn tôi tới gặp cậu Thanh một chuyến." Thượng quan Tử Khiêm không phải kẻ ngu, ngày kia là đám cưới của hai bên gia tộc rồi, lúc này Lý Giang Hùng lại muốn gặp Dương Thanh chỉ e không phải đơn giản là trả đồ mà thôi. Ông chủ lý cứ đưa cho tôi, để tôi chuyển lại cho cậu Thanh là được rồi. Thượng quan tử khiêm cười nói. Lý Giang Hùng đã sớm nghĩ tới chuyện hoàng tộc họ thượng quan không dễ dàng để lão ta vào gặp Dương Thanh, cho nên hoàn toàn không hề bất ngờ, cũng cười cười bảo, không phải tôi không yên tâm về tam hoàng tử mà vì đồ vật cậu Thanh bỏ quên ở nhà tôi vốn liên quan đến việc riêng của cá nhân. Bố tôi đã nhấn mạnh rằng tôi phải tự tay đưa cho cậu ấy mới được, mong tam hoàng tử thứ lỗi cho. Được, nhìn Thượng quan Tử Khiêm quay đầu rời đi, đáy mắt Lý Giang Hùng thoáng lóe lên một tia sáng lạnh. Chẳng bao lâu sau, Thượng quan Tử Khiêm đã tới gặp Thượng quan Hoàng, thông báo lại chuyện Lý Giang Hùng muốn gặp Dương Thanh. Thượng quan Hoàng nhíu mày, thời điểm này, ông ta muốn gặp Dương Thanh, chỉ e có điều khác thường. Vậy phụ hoàng đồng ý cho ông ta gặp hay không cho gặp ạ?" À? Thượng quan Tử Khiêm hỏi. Thượng quan Hoàng cũng rơi vào tình thế khó xử. Dù sao Lý Giang Hùng cũng là chủ gia tộc họ Lý. Hơn nữa, còn do Lý Trọng phái tới gặp Dương Thanh, bất kể thế nào, nếu không cho lão ta gặp Dương Thanh thì nói ra cũng rất khó coi. Nếu ông ta muốn gặp thì cứ để ông ta tới một chuyến đi. Trầm mặc hồi lâu, Thượng quan Hoàng mới cất lời. Lão ta quả thật không có lý do gì để ngăn trở, nếu cố tình cản lại thì không chỉ làm mất lòng nhà họ Lý mà còn có thể khiến Dương Thanh không vui. Thượng quan Hoàng lại bổ sung, nhưng còn phải tự mình đi theo, xem rốt cuộc ông ta định nói gì với Dương Thanh. Vâng, thưa phụ hoàng, thượng quan tử khiêm quay người đi khỏi đó. Khi thấy thượng quan tử khiêm quay về, Lý Giang Hùng cười hỏi, tam hoàng tử, hoàng chủ có đồng ý cho tôi gặp cậu Thanh không? Thượng quan tử khiêm cười cười, nói, để tôi đưa ông chủ lý tới gặp cậu ấy. Chỉ lát sau, hai người đã đi tới nơi ở của Dương Thanh, thượng quan tử khiêm thận trọng tiến lại gần, e rè gõ cửa phòng Dương Thanh, nói, cậu Thanh, ông chủ lý tới, nói là cậu có để quên đồ vật quan trọng ở nhà họ Lý, hôm nay ông ấy đưa tới cho cậu ngay sau đó lý giang hùng cũng lên tiếng cậu thanh cậu xem tôi có thể mang đồ vào trả lại cậu không dương thanh đang tu luyện trong phòng nghe thấy thượng quan tử khiêm nói thế bèn chậm rãi mở mắt mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc đương nhiên anh biết rõ mình không để quên thứ gì ở nhà họ lý vậy thì lý giang hùng nói thế là có ý gì để ông chủ lý vào đi dương thanh nói vọng ra cửa phòng mở ra lý giang hùng và thượng quan tử khiêm cùng đi vào dương thanh liếc nhìn thượng quan tử khiêm lên tiếng, vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với ông chủ lý, mời tam hoàng tử cứ đi trước đi. Thượng quan tử khiêm sừng sốt, thượng quan hoàng đã căn dặn ông ta phải ở lại bên cạnh xem bọn họ định nói gì. Nhưng không ngờ, Lý Giang Hùng còn chưa lên tiếng, Dương Thanh đã thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách. Việc này, thượng quan tử khiêm thoáng do dự, nói, cậu Thanh, dù sao sức khỏe của cậu cũng mới hồi phục, phụ hoàng tôi không yên tâm lắm, có dặn tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cậu. Lý Giang Hùng lặng lặng nở nụ cười sao lão ta lại không hiểu được những lời bóng gió của thượng quan tử khiêm chứ dương thanh hơi nhíu mày lộ vẻ không vui sao thế tam hoàng tử đang lo ông chủ lý sẽ làm hại tôi à thượng quan tử khiêm lập tức hoảng sợ vội vàng lắc đầu đâu có tôi xin đi ngay đây ạ à. tuy thượng quan hoàng đã bảo ông ta ở lại nghe xem dương thanh và lý giang hùng nói gì nhưng thượng quan tử khiêm lại không dám làm mất lòng dương thanh dẫu sao tu vi võ thuật của dương thanh đã khôi phục hay chưa hiện còn không ai hay biết Thượng quan tử khiêm đi khỏi, lát sau, Dương Thanh mới nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Giang Hùng, hỏi, ông chủ lý muốn nói gì, hiện tại có thể nói được rồi đấy nhỉ. Lý Giang Hùng lại liếc mắt nhìn ra phía cửa, thấy xung quanh không có ai mới hạ giọng thật thấp, nói với Dương Thanh, cậu Thanh có biết chuyện hoàng tộc họ thượng quan muốn kết thông ra với nhà họ Lý tôi rồi chứ ạ? À? Dương Thanh không ngờ Lý Giang Hùng lại nhắc tới chuyện này, anh lạnh nhạt nhìn lão ta, hỏi, ông định nói gì? Lý Giang Hùng vội vàng bảo, thực ra, đây là một cái bẫy, một cái bẫy do thượng quan Hoàng bày ra. Hừ, Dương Thanh lộ vẻ có hứng thú lắng nghe, anh nói, hãy nói rõ hơn đi. Lý Giang Hùng vội vàng thuật lại những lời phân tích của Lý Trọng cho Dương Thanh nghe, bao gồm cả chuyện thượng quan Tử Khiêm đích thân tới nhà họ Lý, chủ động đề nghị hai bên kết làm thông gia. Lòng Dương Thanh hốt hoảng đến lạnh cả sống lưng, anh vẫn cho rằng thượng quan Nhu bất đắc dĩ đồng ý tới làm dâu nhà họ Lý là để cứu mình, lại không ngờ, từ đầu đến cuối Chuyện này đều do thượng quan hoàng chủ động đề nghị gả thượng quan Nhu tới nhà họ Lý. Cậu Thanh, tôi nói với cậu những điều này, có thể cậu không tin, nhưng tôi biết cậu cực kỳ thông minh, chỉ cần phân tích một chút là có thể nhận rõ nguyên do chính trong chuyện này. Lý Giang Hùng tiếp tục nói, ai cũng biết cậu Thanh đây là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu cậu đã biết chuyện này, nhất định sẽ ngăn cản hôn lễ của thượng quan Nhu trong ngày tổ chức. Nếu tôi đoán không sai, hoàng tộc họ thượng quan đã cố ý tiết lộ tin tức cho cậu nói rằng để cứu cậu ra khỏi nhà họ lý nên thượng quan nhu mới đồng ý về làm dâu nhà họ lý tôi đúng không ạ dương thanh âm thầm kinh ngạc nhưng sắc mặt vẫn không biểu lộ bất cứ điều gì nghe lý giang hùng nói xong anh cười lạnh một tiếng bảo cái này thì ông đoán sai rồi không ai trong hoàng tộc họ thượng quan nói với tôi rằng thượng quan nhu đồng ý kết hôn với người nhà họ lý chỉ để cứu tôi cả hiện giờ tôi chỉ là một kẻ bỏ đi ngay cả nhà họ lý cũng đã phản bội tôi thì sao hoàng tộc họ thượng quan lại coi trọng tôi được chứ Ông chủ lý, ông nói cho tôi biết những chuyện này chẳng phải đang muốn tôi chống lại hoàng tộc họ thượng quan à. Hiện tại tôi có thể nói cho ông hay, hai gia tộc các ông, muốn kết thông ra cũng được, không kết cũng thế, chẳng hề liên quan gì đến tôi, tuyệt đối đừng kéo tôi vào chuyện này. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, không có tư cách động đến chuyện giữa hai gia tộc lớn của các ông đâu. Lý Giang Hùng sửng sốt, vội vàng nói, cậu Thanh, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý ly gián hai bên, gây xích mích gì mỗi câu tôi nói đều là thật đấy ạ à. Dương Thanh lạnh nhạt bảo nếu nói xong rồi thì đi ra đi dứt lời Dương Thanh nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh Dương Thanh không phải kẻ ngu trước không thấy Thượng Quan Hoàng đến tìm mình nay Lý Giang Hùng vừa gặp mình Thượng Quan Hoàng liền vội vàng tới nhất định là vì chuyện vừa rồi cậu Thanh hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với cậu một câu bất kể khi nào cậu sẽ luôn là khách quý của hoàng tộc họ Thượng Quan chúng tôi lý giang hùng có nói gì với cậu thì nhất định cậu cũng đừng nên tin lời ông ta thượng quan hoàng bỗng nói thẳng dương thanh cười nhẹ nói dĩ nhiên tôi sẽ tin tưởng thượng quan hoàng chủ rồi hơn nữa ông chủ lý cũng không nói gì chỉ mang đồ tới trả cho tôi có thế thôi thượng quan hoàng cười cười thật sự chỉ có thế thôi sao trong đáy mắt lão ta bất chợt toát ra vài tia sáng lạnh cảm nhận được tia lạnh lẽo toát ra từ trên người thượng quan hoàng sống lưng dương thanh cứng đờ toàn thân buốt giá nay anh chỉ là một người thường có được thân thể của cao thủ siêu phàm tam cảnh mà thôi, còn thượng quan hoàng lại là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Nhìn vào tình thế có thể đoán được, lúc này Dương Thanh đang phải chịu một áp lực lớn cỡ nào. Nhưng anh vẫn không hề đổi sắc mặt, chỉ cười cười, nheo mắt nhìn chằm chằm vào thượng quan hoàng, châm chọc nói, hoàng chủ không tin tôi. Hay là, hoàng chủ đang muốn ra tay với tôi, thượng quan hoàng lập tức cười phá lên, nhanh nhẹn thu lại uy lực võ thuật của mình, nói, cậu thanh đùa gì thế, Sao tôi dám ra tay với cậu chứ? Không phải tại tôi không tin cậu mà vì người nhà họ Lý quá đê tiện, tôi sợ cậu bị bọn họ lừa thôi." Dương Thanh thản nhiên cười nhạt một tiếng, "Việc này không nhọc hoàng chủ lo cho tôi, tuy võ thuật của tôi đã mất sạch nhưng cũng không phải một kẻ không đầu óc mặc cho người khác muốn làm gì thì làm." Thượng quan hoàng đứng dậy, cười nói, "Nếu vậy thì tôi đây yên tâm rồi, ngày kia là ngày vui của Nhu Nhu nhà tôi, mong cậu Thanh đừng quên tới tham gia nhé." Dương Thanh cười cười, "Chắc chắn rồi." Nhìn theo bóng Thượng quan Hoàng đi xa, ánh mắt Dương Thanh dần trầm xuống, vừa rồi, anh đã cảm nhận được một ý muốn giết người mãnh liệt từ phía Thượng quan Hoàng. Trước đây, khi tiếp xúc với lão già này, anh đã cảm thấy đối phương thâm sâu khó lường, ngay cả chính anh cũng không thể nhìn thấu bản chất lão ta, nhưng thật không ngờ, lão già khốn kiếp này lại giấu sâu đến thế. Hiển nhiên, hiện tại Thượng quan Hoàng cũng không cách nào xác định Dương Thanh có thực sự mất sạch tu vi võ thuật hay không, bằng không lão ta đã không phí nhiều lời với anh đến thế. Dương Thanh nghiến răng lẩm bẩm, còn hai ngày, dù không thể hoàn toàn khôi phục, mình cũng phải nghĩ cách lấy lại được thực lực siêu phàm cảnh. Nếu đã biết hoàng tộc thượng quan chủ động muốn gả thượng quan nhu vào nhà họ Lý thì anh anh sẽ không phải ái náy vì điều này nữa. Nhưng anh cũng biết, hoàng tộc thượng quan và gia tộc họ Lý đều coi anh là quân cờ để ngăn chặn đối phương, đợi đến ngày kia, khi hôn lễ của thượng quan nhu kết thúc, đó cũng sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất của anh. Hôm nay, mặc dù anh chỉ có một thân một mình, không cần lo lắng sẽ làm liên lụy đến người bên cạnh, nhưng nơi này là hoàng tộc họ Thượng Quan, khắp nơi đều có cao thủ thần cảnh, quả thật anh gần như không có chút hy vọng nào trong việc rời khỏi đây. Có thể nói, hiện tại anh đã bị giam lỏng ở hoàng tộc họ Thượng Quan, trừ khi anh khôi phục được thực lực võ thuật, bằng không, không cách nào trốn thoát khỏi hoàng thành Thượng Quan này. Cả hoàng tộc Thượng Quan và gia tộc họ Lý, hai bên đều sẽ không để anh rời khỏi đây. Trong tay Dương Thanh đột nhiên xuất hiện một bình gốm được chế tạo tinh xảo, trong bình có một viên đan dược, đây là thứ Lý Trọng từng lấy ra để tả tội với anh. Lão ta nói, viên đan dược này được phát hiện cùng với đại đạo thiên diễn kinh, chỉ có điều, chính Lý Trọng cũng không biết cụ thể công hiệu của nó là gì. Dương Thanh có thể cảm thụ được một tia dao động của một hơi thở cực mạnh từ viên đan dược này, hơn nữa, nó còn có mùi đan dược rất đậm đà. Viên đan dược này có thể lưu giữ hoàn chỉnh sau mấy trăm năm, chứng tỏ nó phải có công hiệu cực mạnh. Điểm mấu chốt là, Viên đan dược này được phát hiện cùng với Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, Dương Thanh có lý do để hoài nghi, viên thuốc này là thứ được sử dụng kèm với Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, rất có thể nó lại là thứ có tính chất chí mạng với người dùng. Trừ thứ này, trong tay anh còn có hai viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa cho anh trước khi rời đi. Loại thuốc này một khi dùng có thể khiến thực lực của anh nháy mắt khôi phục đỉnh cao, nhưng chỉ có thể duy trì trong 10 phút. Hơn nữa, sau khi hết dược hiệu, người sử dụng có tỷ lệ chết rất cao mặc dù không chết cũng sẽ khiến thân thể bị thương nặng đến không cách nào khôi phục được từ đó về sau sẽ luôn phải sống trong đau đớn tột cùng anh thà chết còn hơn phải biến thành một kẻ tàn phế nếu anh chết rồi đám người muốn đẩy anh vào chỗ chết còn có thể buông tha người thân của anh nhưng nếu anh không chết chỉ biến thành một kẻ tàn phế thì chỉ làm liên lụy đến người bên cạnh cố gắng thêm hai ngày nữa nếu đến ngày hôn lễ vẫn không thể khôi phục tu vi võ thuật mình buộc lòng phải lựa chọn sử dụng viên thuốc này." Dương Thanh lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Không đến thời khắc cuối cùng, anh tuyệt đối không bỏ cuộc, đương nhiên, tốt nhất vẫn là không cần sử dụng bất cứ loại thuốc nào cũng có thể khôi phục được thực lực. Bên kia, sau khi rời khỏi chỗ Dương Thanh, Thượng Quan Hoàng về lại cung điện của mình. "Hoàng thúc, chú nói xem, rốt cuộc Lý Giang Hùng đã nói gì với Dương Thanh?" Thượng Quan Hoàng thuật lại toàn bộ việc vừa phát sinh sau đó hỏi thượng quan phó thượng quan phó trầm tư một lát mới nói có hai khả năng một là cậu ta tới thử dương thanh muốn xem xem võ thuật của dương thanh rốt cuộc có thực sự mất sạch hay không thượng quan hoàng gật đầu đúng là có khả năng này vậy còn loại thứ hai thượng quan phó nhìn thượng quan hoàng sắc mặt nặng nề nói khả năng thứ hai nhà họ lý đã đoán được mục đích của chúng ta trong việc liên hôn lần này cho nên lý giang hùng tới để thanh minh với dương thanh lão ta vừa nói đến đây Sắc mặt Thượng quan Hoàng lập tức biến đổi kịch liệt, nếu là khả năng này, chưa biết Trừng Dương Thanh và nhà họ Lý đã thỏa thuận với nhau điều gì, hôn lễ ngày kia chỉ e sẽ có biến động lớn đây. Thượng quan phó khinh thường cười cười, nếu bọn họ đã thực sự đạt được thỏa thuận cùng đối phó với chúng ta thì ngày kia chính là ngày diệt vong của bọn họ. Thượng quan phó là cao thủ từ thế hệ trước của hoàng tộc họ Thượng quan, thực lực của lão ta đã mạnh cỡ nào, ngay cả Thượng quan Hoàng cũng không thể biết rõ. Nhưng lão ta tự tin mình có năng lực đối phó với liên minh của nhà họ Lý và Dương Thanh. Điểm quan trọng nhất là, trong hoàng tộc họ Thượng Quan còn có một người bảo vệ hoàng tộc chưa ra mặt. Thậm chí, anh còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, sau khi được đại đạo thiên diễn kinh xoa dịu, gân cốt của mình đã mạnh hơn trước, chưa biết chừng đã đạt tới độ mạnh của gân cốt trong thân thể cao thủ siêu phàm tứ cảnh rồi cũng nên. Nhưng thân thể anh vẫn không cách nào lưu giữ lại hơi thở võ thuật. Dù gân cốt có mạnh cỡ mấy cũng không thể đối kháng được với cao thủ siêu phàm cảnh chân chính. Bởi vì cao thủ mặc đồ đen đứng trước mắt này, Dương Thanh đã từng gặp mặt. Đây là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong bên cạnh Thượng Quan Hoàng, hầu như mỗi lần Thượng Quan Hoàng ra ngoài đều có thể thấy người này đứng sau lưng, tên là Lý Thái Bạch. Lúc này, Lý Thái Bạch đột ngột xuất hiện trong phòng anh, sắc mặt còn đằng đằng sát khí, đây không phải là muốn thử Dương Thanh mà thật sự muốn giết anh. Sắc mặt Dương Thanh trở nên khó coi lạnh lẽo nhìn chằm chằm lý thái bạch nói đêm hôm khuya khoát ông xông vào phòng tôi còn muốn giết tôi thượng quan hoàng có biết chuyện này không hay là ông đã sớm phản bội thượng quan hoàng có người bảo ông ra tay với tôi nếu có thể giết tôi thì là tốt nhất nếu không giết được thì vẫn có thể khơi lên mối thủ giữa tôi và hoàng tộc họ thượng quan con người của lý thái bạch co rút lại lão ta không ngờ dương thanh chỉ vừa nhìn thấy lão ta liền đoán được mục đích của lão quả đúng thế rồi Dương Thanh cũng chỉ định thử một phen, nhưng từ ánh mắt Lý Thái Bạch, anh đã nhận ra chân tướng sự việc. Nơi này dù sao cũng là hoàng phủ họ thượng quan, nếu thượng quan hoàng thật sự muốn giết anh thì đã sớm ra tay rồi, chẳng cần đợi đến lúc này. Hơn nữa, nếu thượng quan hoàng muốn ra tay giết anh, chỉ ít cũng sẽ phái một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh mà không phải chỉ phái một gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Trong hoàng phủ họ thượng quan, kẻ có cơ hội tiếp cận anh chỉ có người trong hoàng phủ, người ngoài muốn ra tay phải thông qua thám tử cài trong hoàng phủ này. Chẳng nói gì hoàng tộc, ngay cả trong các gia tộc lớn khác cũng có rất nhiều thám tử nằm vùng do các thế lực bên ngoài cài vào. Hừ, Lý Thái Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, một người chết, không có tư cách biết nhiều như vậy. Vừa dứt lời, chân lão ta đã di động, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Dương Thanh, giơ tay đánh ra một đòn. Uyên, một tiếng động trầm trầm vang lên, Nắm tay của Lý Thái Bạch đã đánh trúng giữa ngực Dương Thanh. Nhưng ngay sau đó, lão ta khiếp sợ trừng mắt, Dương Thanh chỉ bị bắn ngược ra sau rồi lại bình thản đứng lên, thoạt nhìn hoàn toàn không hề bị thương. "May, tu vi võ thuật của mày không bị mất." Con người Lý Thái Bạch đã bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Tuy rất nhiều người đều đang hoài nghi, không rõ Dương Thanh có thực sự mất hết võ thuật hay không, nhưng khi thật sự xác định được tu vi võ thuật của Dương Thanh không hề bị phế bỏ, điều này vẫn làm người ta vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, Lý Thái Bạch còn không biết, Dương Thanh chỉ bị mất đi cảnh giới võ thuật, nhưng sức mạnh thân thể vẫn còn duy trì ở cấp độ cao thủ siêu phàm tam cảnh. Chính bởi điều này, tuy Dương Thanh đã bị lão ta đánh bay trong một quyền nhưng lại hoàn toàn không hề bị thương tổn. Dương Thanh âm thầm mừng rỡ trong lòng, trước đó anh chỉ suy đoán, thân thể mình vẫn đang duy trì gân cốt như cao thủ siêu phàm tam cảnh, hôm nay rốt cuộc đã được nghiệm chứng. Lý Thái Bạch là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, một đòn của lão ta lại chỉ khiến anh bay ngược ra sau thân thể hoàn toàn không bị tổn thương gì không đúng lý thái bạch cũng đã nhanh chóng phản ứng lại nếu quả thật dương thanh vẫn còn tu vi võ thuật như trước vì sao lại bị lão ta đánh bay được nếu dương thanh đã không còn tu vi với thực lực thần cảnh đỉnh phong của lão ta một đòn vừa rồi đã có thể lấy mạng dương thanh nhưng nếu quả thật dương thanh đã mất hết võ thuật điều vừa rồi nên giải thích thế nào đây vì sao dương thanh còn có thể đứng lên thậm chí thoạt nhìn còn không hề bị ảnh hưởng gì võ thuật của mày rốt cuộc có bị phế mất hay không lý thái bạch nghiến răng hỏi đồng thời nỗi sợ hãi cũng đang lan tràn trong lòng lão ta bất kể dương thanh có mất tu vi võ thuật hay không sức mạnh này của anh hoàn toàn không phải là cấp bậc mà lão ta có thể chống lại nổi dương thanh hơi nheo mắt đáy mắt lóe lên một ý muốn giết người ông cảm thấy thế nào ngay khi anh vừa dứt lời thân hình đã vào tới trước mặt lý thái bạch tốc độ không nhanh chỉ nhỉnh hơn người thường một chút. Nhưng ngay thời điểm anh di chuyển, Lý Thái Bạch chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai chân như nhũn ra, lão ta thực sự sợ hãi, sợ đến sụi lơ cả người. Đợi khi lão ta lấy lại được ý thức, đoán được rằng có lẽ Dương Thanh chỉ có sức mạnh thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh thì đã quá muộn, Dương Thanh đã đứng trước mặt lão ta, vung tay đánh ra một quyền vào thẳng đầu lão. Uinh! Một quyền rơi xuống, hai mắt Lý Thái Bạch trợn trừng, mắt, mũi, tai, miệng đều trào máu tươi, thân thể đổ dầm xuống đất. Lão ta chết không nhắm mắt. Trong gian phòng tràn ngập mùi máu tanh, Dương Thanh lại đang hưng phấn tột cùng vì sức mạnh một quyền này. Cuối cùng mình đã thành công rồi sao? Anh kích động kêu lên, tùy tốc độ di chuyển còn rất chậm, may sao Lý Thái Bạch đã biết anh từng mạnh cỡ nào, cho nên khi đang hoài nghi tu vi võ thuật của anh không hề bị phế mất, lão ta đã sợ vỡ mật rồi, mới khiến Dương Thanh có cơ hội đến gần, sau đó dùng một quyền đánh vỡ đầu lão ta. Một quyền của người sở hữu thân thể siêu phàm tam cảnh thì một cao thủ mới thần cảnh đỉnh phong sao có thể chịu nổi. Chỉ có điều, ngay sau đó, Dương Thanh đã bình tĩnh lại. Anh đoán rằng một quyền này có thể đánh chết cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Nhưng mấu chốt là, thân thể anh không cách nào ngưng tụ được hơi thở võ thuật, tốc độ cũng không bằng được cao thủ cấp bậc siêu phàm cảnh, chỉ có thể nhanh hơn người thường đôi chút mà thôi. Hôm nay coi như may mắn, lão giả Lý Thái Bạch này đã sợ đến mất mật. Nếu như anh gặp phải kẻ to gan lớn mật hơn, nhanh nhẹn lấy tốc độ nhanh nhất để thoát đi, thì dù anh có năng lực giết chết đối phương cũng không đuổi kịp đối phương. Xem ra, mình chỉ có thể ra tay tấn công bất ngờ thôi, Dương Thanh thở dài, lẩm bẩm. Lý Trọng đã thông báo cho Lý Thái Bạch ra tay tấn công Dương Thanh, dựa theo kế hoạch của bọn họ, lúc này Lý Thái Bạch hẳn đã ra tay rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có tin hồi âm. Điều này làm cho Lý Trọng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Lão ta nặng nề nói: chẳng lẽ nào, Lý Thái Bạch đã gặp chuyện rồi. Lý Thái Bạch thật ra là người nhà họ Lý. Mấy chục năm trước, khi Lý Trọng còn là chủ gia tộc họ Lý, lão ta đã cải Lý Thái Bạch vào hoàng tộc họ thượng quan. Có thể nói, Lý Thái Bạch chính là quân cờ lớn nhất trong tay Lý Trọng. Nhưng hôm nay, mới lần đầu tiên sử dụng đến, quân cờ này hình như đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Lý Trọng chưa từng nói với ai chuyện mình xếp mật thám vào hoàng tộc họ thượng quan, điều này cho thấy lão ta coi trọng Lý Thái bạch cỡ nào. Lão ta vốn cho rằng, đợi đến ngày nhà họ Lý phá đổ hoàng tộc họ thượng quan hẳn để quân cờ này phát huy tác dụng. Nhưng không ngờ, lão ta phải dùng sớm như vậy, càng không ngờ rằng, vừa mới dùng đến, quân cờ dường như đã gặp chuyện chẳng lành. Thưa bố, đã trễ thế này, bố tìm con có chuyện gì cần sai bảo sao ạ? À? Lý Giang Hùng nhanh chóng tới chỗ Lý Trọng, nghi hoặc hỏi. Lý Trọng nặng nề nói, đã có chuyện xảy ra rồi. Lý Giang Hùng hoảng sợ giật mình, toàn thân run lên, mắt vốn đang nhập nhèm vì buồn ngủ nay đã lập tức tỉnh táo trở lại. Bố, suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Muộn thế này còn bị gọi tới, chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng rồi. Lý Trọng thuật lại chuyện mình đã cài cắm quân cờ là Lý Thái Bạch vào hoàng tộc họ thượng quan cho Lý Giang Hùng nghe, Lý Giang Hùng lập tức thấy cực kỳ khiếp sợ. Đương nhiên lão ta cũng biết vì cao thủ Lý Thái Bạch này, nhưng chưa bao giờ ngờ được người này lại là người của gia tộc họ lý bố bố đã cho ông ta ra tay với dương thanh nay ông ta lại mất tung mất tích chẳng lẽ đã bị dương thanh giết rồi lý giang hùng hỏi sắc mặt trắng bệch ra chuyện này thực sự rất quan trọng nếu quả đúng như vậy thì chứng tỏ dương thanh trước nay vẫn luôn diễn trò võ thuật còn nguyên vẹn nghĩ tới đây mặt lý giang hùng đã tái nhợt đi nếu quả như vậy thì thời gian qua Dương Thanh hoàn toàn chỉ diễn trò để khảo nghiệm những thế lực đang kết giao với mình. Cậu ta muốn xem thử, khi mình biến thành kẻ tàn phế thì có bao nhiêu người còn tình nguyện đứng về phía cậu ta. Lý Trọng cũng nghiêm nghị nói, đây chỉ là suy đoán thôi, còn một khả năng nữa, đó là khi Lý Thái Bạch ra tay với Dương Thanh thì đã bị người của hoàng tộc họ Thượng Quan phát hiện, nay ông ta đã bị hoàng tộc họ Thượng Quan khống chế rồi. Bất kể khả năng nào đều là một nguy cơ cực lớn với chúng ta. Sắc mặt Lý Trọng tràn đầy lo lắng sau khi biết mọi chuyện lý giang hùng càng thêm khiếp sợ đúng như lý trọng nói bất kể khả năng nào là thực nhà họ lý đều sẽ gặp nguy hiểm nếu không phải tu vi võ thuật của dương thanh còn nguyên vẹn thì chính là hoàng tộc họ thượng quan đã phát hiện lý thái bạch là quân cờ bị cài vào nếu võ thuật của dương thanh vẫn còn nguyên vẹn dù hiện tại không ra tay với nhà họ lý thì sớm muộn cũng sẽ ra tay mà thôi nếu hoàng tộc họ thượng quan đã phát hiện lý thái bạch là quân cờ do thế lực khác cài vào vậy khả năng lớn là bọn họ sẽ dùng hình cực nặng tra tấn Lý Thái Bạch, cuối cùng sẽ moi ra tin tức Lý Thái Bạch là người của nhà họ Lý. Cho nên, bất kể khả năng nào đều là mối nguy lớn với nhà họ Lý. Sáng mai con hãy tới hoàng tộc họ thượng quan một chuyến, gặp thượng quan hoàng, quan sát phản ứng của cậu ta xem sao, Lý Trọng bỗng nói. Lý Giang Hùng gật đầu, con hiểu, bố muốn con qua đó thử phản ứng của Thượng quan Hoàng để xác định xem việc Lý Thái Bạch mất tích rốt cuộc là do Dương Thanh giết hay là bị hoàng tộc họ Thượng quan phát hiện. Lý Trọng gật đầu, chỉ khi nào xác định được Lý Thái Bạch đã gặp chuyện gì thì chúng ta mới dễ tìm phương pháp đối phó đúng đắn. Lý Giang Hùng nói, "Vâng." Sáng hôm sau, Lý Giang Hùng lại tự mình tới hoàng tộc họ Thượng quan, gặp được Thượng quan Hoàng trong điện Thượng quan Hoàng. Thượng quan Hoàng ngồi trên ngai vàng, cười cười hỏi: ngày mai chính là ngày vui của hai gia tộc chúng ta, sao hôm nay ông chủ lý lại tới đây? Lý Giang Hùng mỉm cười nói, là thế này, hôm nay tôi đến để hỏi một chút xem, trong hôn lễ ngày mai, liệu Hoàng chủ có dặn dò thêm gì không? Chỉ cần nhà họ Lý chúng tôi có thể làm được, chúng tôi nhất định sẽ không để Hoàng chủ phải bận tâm. Thượng quan Hoàng nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Giang Hùng, lão ta luôn cảm thấy mới sáng Lý Giang Hùng đã đến, nhất định có mục đích khác nếu không thì vì sao phải đích thân tới hỏi đến loại chuyện nhỏ này ông chủ lý hẳn ông còn chuyện khác muốn nói đúng không thượng quan hoàng cười cười hỏi nghe thượng quan hoàng hỏi như vậy lòng lý giang hùng lập tức trầm xuống chẳng lẽ lý thái bạch thật sự bị hoàng tộc họ thượng quan bắt được nếu quả đúng như vậy lão ta vội vã tới đây thử bọn họ liệu có làm bọn họ nghi ngờ nhà họ lý không sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi lý giang hùng bỗng nói không dối gạt hoàng chủ đúng là tôi có chuyện muốn tìm ngài Hừ, thượng quan hoàng cười hỏi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu không tiện nói ở đây thì để tôi bảo những người khác ra ngoài. Lý Giang Hùng lắc đầu, không có gì mà không tiện cả. Lão ta thận trọng tổ chức lại ngôn từ rồi mới lên tiếng, là như vậy, ngày mai là ngày vui của Lý Bảo Tuấn cháu tôi cùng với công chúa Nhu. Tôi nghe nói công chúa Nhu và cậu Thanh là bạn tri kỷ, tôi muốn mời cậu Thanh làm người chứng hôn cho đôi trẻ, mong hoàng chủ chấp thuận cho. Lão ta vừa thốt ra lời này, Nụ cười trên mặt Thượng quan Hoàng lập tức tắt ngấm, một luồng hơi lạnh như có như không tràn ra từ trên người Thượng quan Hoàng. Lần trước Lý Giang Hùng tới tìm Dương Thanh đã khiến lão ta vô cùng bất mãn, lần này, Lý Giang Hùng lại dám tới đề nghị Dương Thanh làm người chứng hôn, rốt cuộc nhà họ Lý này với Dương Thanh đã thỏa thuận với nhau những gì? Thượng quan Hoàng có lý do hoài nghi rằng, ngày đó Lý Giang Hùng tới tìm Dương Thanh đã bàn luận chuyện hợp tác với nhau cùng đối phó với hoàng tộc họ Thượng quan. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng hấp tấp chạy vào hô lên hoàng chủ không thấy lý thái bạch đâu nữa hắn ta vừa thốt lên lý giang hùng lập tức run cả người lúc này lại có người tới báo cáo lý thái bạch mất tích liệu đây có phải là việc thượng quan hoàng cố tình sắp xếp không hay là thật sự đến lúc này hoàng tộc mới phát hiện lý thái bạch đã mất tích bãi chiều lão ta vung tay lên quay đầu nhanh chóng rời đi đám người của hoàng tộc đứng bên dưới quay sang nhìn nhau ngày thường thượng quan hoàng rất hiếm khi nổi giận nhưng hôm nay tâm trạng của thượng quan hoàng dường như không khống chế được nữa. Dương Thanh không hề do dự nhất chiếc bình chứa đan dược đặt chung với đại đạo thiên diễn kinh lên. Ngoài bình còn có ba chữ, sinh tử đan. Dương Thanh nhìn tên chiếc bình, lẩm bẩm sinh tử đan nghĩa là không sống thì chết sao. Trừ ba chữ sinh tử đan, trên chiếc bình không còn thông tin gì khác. Nhưng cái tên này lại khiến Dương Thanh cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mà bây giờ, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Hôm nay Thượng quan Nhu sẽ phải gả vào nhà họ Lý. Anh không ra mặt ngăn cản đám cưới này chứng tỏ võ công của anh thực sự bị phế. Đến lúc đó, cho dù nhà họ Lý không ra tay, hoàng tộc Thượng quan cũng sẽ không tha cho anh. Người thường không có tội, kẻ giấu ngọc có tội, không phải vì anh có bảo vật gì, mà là anh có thể đạt tới siêu phàm tam cảnh khi mới 30 tuổi, người khác sẽ tưởng anh có bí mật gì đó nhất là đối với gia tộc đứng đầu chiêu châu như hoàng tộc thượng quan, bí mật giúp thực lực võ thuật tăng mạnh chính là bí mật động trời. Nếu đã không còn lựa chọn tốt hơn, mình chỉ có thể uống viên sinh tử đan này. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên kiên định, lập tức mở nắp bình đựng sinh tử đan kia. Mùi thuốc nồng nặc tràn vào chóp mũi, Dương Thanh vừa ngửi đã cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Giờ phút này, trong đầu anh bỗng thoáng hiện lên một cuộn phim, từng cảnh tượng khi ở bên tần thanh tâm và con gái lần lượt hiện ra anh khẽ cong môi nở nụ cười, dịu dàng nói, vợ, tiêu tiêu, anh nhất định sẽ thành công. Hai mẹ con hãy chờ anh. Nói xong, anh dứt khoát nhét viên sinh tử đan kia vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra như sô-cô-la chảy dọc ít hầu tràn vào trong người. Cả gian phòng đều ngập tràn mùi thơm nồng đậm. Lúc này, Dương Thanh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay vút lên, đầu óc vô cùng minh mẫn. Anh còn có thể cảm giác được, sinh tử đan vào dạ dày liền bị xương cốt và nội tạng của anh hấp thu cả quá trình không hề đau đớn khí thức võ thuật cũng không có gì thay đổi anh chỉ thấy mình đang từ từ hấp thu sinh tử đan một tiếng sau dương thanh mới cảm giác được sinh tử đan đã bị mình hấp thu hoàn toàn kết thúc rồi sao dương thanh trợn tròn mắt vẻ mặt khó tin anh vốn đã chuẩn bị tinh thần một là sống hai là chết cũng chuẩn bị chịu đựng nỗi đau đớn chết đi sống lại nhưng từ khi uống sinh tử đan cho đến khi hấp thu toàn bộ, anh chỉ thấy mỗi một tế bào trong người đều ngứa ngáy. Ngoài ra, anh chẳng còn cảm giác gì khác. Dương Thanh vốn ôm hy vọng rất lớn với viên đan dược này, bây giờ chỉ thấy thất vọng tràn trề. Chẳng lẽ Lý Trọng lừa mình, đây không phải đan dược được đặt chung với đại đạo thiên diễn kinh, thậm chí còn chẳng phải đan dược, Dương Thanh thì thào. Nếu không phải như vậy, tại sao viên đan dược này không có chút tác dụng nào với anh? cùng lúc đó trong mật thất của lý trọng ở nhà họ lý bối ơi còn một tiếng nữa là tới giờ lành lý bảo tuấn sẽ tới hoàng tộc thượng quan đón dâu con đã sắp xếp cao thủ thần cảnh của chúng ta ở khắp cả khách sạn trong hoàng thành chỉ cần xảy ra tình huống bất thường bọn họ sẽ lập tức ra tay lý giang hùng kho người đứng trước mặt lý trọng cung kính nói lý trọng không lên tiếng im lặng một lúc mới nói trừ cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh còn lại rút hết về đi Lý Giang Hùng kinh ngạc nói: "Bố ơi, bây giờ tính cả con, nhà họ Lý cũng chỉ có 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh. Ít người như vậy, một khi hoàng tộc ra tay, chúng ta sẽ không chống lại được." Lý Trọng cau mày: "Con cứ làm theo lời bố đi, không cần lo những chuyện khác." Nghe thấy thế, Lý Giang Hùng vội đáp: "Vâng thưa bố." Nghe vậy, Lý Giang Hùng kinh hãi nói: "Ý của bố là muốn con cướp người trong tay hoàng tộc thượng quan sao? Nếu làm vậy, Chẳng phải nhà họ Lý sẽ hoàn toàn đắc tội hoàng tộc thượng quan sao? Lý Trọng cười lạnh, bọn họ đã bắt đầu tính kế chúng ta rồi, trở mặt với họ thì đã sao? Đến lúc đó con cứ dẫn cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh đi bắt Dương Thanh về, chuyện còn lại để bố giải quyết. Vâng. Lý Giang Hùng vội đáp, nhưng trong lòng lại càng khiếp sợ. Lão ta bỗng có cảm giác mình không hiểu rõ Lý Trọng. Lão ta rất tự tin, dường như mọi chuyện đều nắm rõ trong lòng bàn tay đến cả hoàng tộc thượng quan có người bảo vệ cũng không sợ. Đúng 9 giờ sáng, hơn chục chiếc xe hơi sang trọng xuất phát từ nhà họ Lý đi về phía hoàng phủ thượng quan. Dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce phiên bản dài biển 66.666. Lý Bảo Tuấn ngồi trên ghế, vẻ mặt tràn đầy kích động. Mặc dù thực lực tổng hợp của nhà họ Lý rất mạnh nhưng đến đời Lý Bảo Tuấn lại không có ai xuất sắc. Đến cả anh ta cũng chỉ được coi là miễn cưỡng đạt chuẩn anh ta không có cửa so với cô gái tài ba thượng quan Nhu. Cậu Tuấn sắp tới hoàng tộc thượng quan rồi, một cao thủ nhà họ Lý bên cạnh anh ta cười nói. Lý Bảo Tuấn gật đầu, kích động nói, sau ngày hôm nay, thượng quan Nhu chính là vợ của tôi. Cao thủ nhà họ Lý cười nói, thượng quan Nhu là người thừa kế của hoàng tộc thượng quan, hôm nay lại gả cho cậu Tuấn. Nói không chừng sau này cậu còn có cơ hội kế thừa hoàng vị nữa đấy. Lý Bảo Tuấn giật nảy mình vội quát, đừng có nói linh tinh. Nếu người ngoài nghe thấy lời này, nhà họ Lý sẽ gặp phiền phức vì ông đấy." Cao thủ nhà họ Lý bật cười khinh thường, "Tôi chỉ nói trước mặt cậu Tuấn, chắc chắn người ngoài không nghe thấy đâu. Hơn nữa lời tôi nói cũng không phải không có khả năng. Cậu nghĩ xem, Thượng Quan Nhu là người thừa kế của hoàng tộc, cô ấy gả cho cậu thì vị trí người thừa kế sẽ mất. Nhưng cô ấy cam lòng sao? Chắc chắn sẽ không. Nếu cô ấy được nhà họ Lý trợ giúp, rất có thể sẽ chiếm được hoàng vị." Cô ấy là vợ cậu, chỉ cần cậu dỗ dành cô ấy, dù không thể kế thừa hoàng vị nhưng con của cậu sẽ có thể. Đến lúc đó, cậu chính là thái thượng hoàng của hoàng tộc thượng quan. Lý Bảo Tuấn chưa từng có ý đồ với hoàng vị, nghe xong lập tức nổi lòng tham. Đúng như đối phương nói, chỉ cần thượng quan nhu đoạt được hoàng vị, hai người lại là vợ chồng. Cho dù anh ta không phải thượng quan hoàng nhưng cũng chẳng khác là bao. Ông nghĩ tôi thật sự có khả năng kế thừa hoàng vị sao? Lý Bảo Tuấn kích động hỏi. Cao thủ nhà họ Lý gật đầu cười đáp, đương nhiên là có, còn là hy vọng rất lớn. Lý Bảo Tuấn sắp kích động phát điên, nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của thượng quan Nhu lại càng không khống chế nổi, cười lớn nói, tốt lắm, nếu ngày đó tới, ông chính là người lập công lớn nhất. Cao thủ nhà họ Lý vội vàng nịnh nọt, cảm ơn cậu Tuấn. Trong khi Lý Bảo Tuấn đang gấp rút tới hoàng phủ thượng quan thì ở chỗ của Dương Thanh. Cậu Thanh, giờ lành sắp đến. Hoàng chủ bảo tôi tới báo cho cậu một tiếng đợi đội đón dâu nhà họ lý tới chúng ta sẽ cùng đến khách sạn hoàng thành một cao thủ mặc áo khoác đen đeo mặt nạ tìm tới chỗ dương thanh anh nhìn chằm chằm đối phương đây chính là cao thủ thần bí bên cạnh thượng quan hoàng hôm qua lúc thượng quan hoàng tới đây đối phương cũng ăn mặc như vậy dù dương thanh đã bị phế võ công nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ từ người đối phương được anh đáp tôi đi trước đây đến lúc đó sẽ có người tới báo tin cho cậu Cao thủ thần bí nói xong lập tức quay lưng rời đi. Thoát cái, cao thủ thần bí đã tới nơi ở của thượng quan hoàng. Lão ta tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt già nua. Chú sắp xếp xong hết chưa ạ? Thượng quan hoàng cung kính hỏi. Cao thủ bí ẩn này chính là thượng quan phó, chú của lão ta. Thượng quan phó gật đầu, nhếch môi nở nụ cười âm hiểm. Đợi 5 phút nữa, cháu hãy cho người dẫn thượng quan nhu tới phòng cậu ta nghe xong thượng quan hoàng liền biết mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả hoàng tộc thượng quan cũng chỉ có thượng quan phó có khả năng làm được chuyện kia nhưng chú có chắc dương thanh thật sự khôi phục võ công rồi không thượng quan hoàng bỗng lo lắng hỏi thượng quan phó gật đầu nghiêm giọng nói hôm qua lúc đi với cháu chú vẫn chưa nhìn thấu nhưng đêm qua chú âm thầm tới tòa nhà nơi dương thanh ở phát hiện thi thể của lý thái bạch dưới cây liễu sau nhà lý thái bạch là cao thủ thần cảnh đỉnh phong lại chết ở sau tòa nhà Dương Thanh ở. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, người lấy mạng Lý Thái Bạch chính là cậu ta. Đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cậu ta cũng có thể lẳng lặng thủ tiêu, chứng tỏ cậu ta đã khôi phục thực lực, ít nhất cũng tới siêu phàm cảnh rồi. Hoàng tộc thượng quan không thể xác định Dương Thanh có khôi phục tu vi hay không nên mới chậm chạp không biết phải đối xử với anh thế nào. Nếu bọn họ biết anh đã khôi phục, sao còn dám ra tay với anh? Tất nhiên, dù cuối cùng nhà họ Lý và hoàng tộc thượng quan vẫn đối đầu với anh cũng chẳng sao. Đến lúc đó anh chỉ cần ăn đan dược phùng tiểu uyển đưa cho là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Mọi người đều xứng sở trước thái độ thản nhiên như không của thượng quan nhu, dường như không ai ngờ con gái cưng của hoàng tộc họ thượng quan lại tự tin đến mức này. Thượng quan tử khiêm tức giận run người, giơ tay tát mạnh lên mặt cô ta. Chát, lần này ông ta còn chưa kịp đụng tới thượng quan nhu đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt dương thanh thượng quan tử khiêm thấy dương thanh trên mặt thoáng ngạc nhiên ông ta là cao thủ thần cảnh chung kỳ thế mà lúc này lại bị dương thanh nắm chặt cổ tay không nhúc nhích được ông ta vốn nghĩ võ công của dương thanh đã bị phế rồi nên có thể tưởng tượng được bây giờ ông ta kinh hãi đến cỡ nào không chỉ có thượng quan tử khiêm mà còn có người của nhà họ lý khi nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng thay đổi sắc mặt trong mắt lóe lên vẻ sợ sệt dù ông là bố của thượng quan nhu nhưng trước khi làm rõ sự thật cũng không thể ra tay với cô ấy được dương thanh bình tĩnh nói dương thanh và thượng quan nhu đều biết rõ hết thảy mọi việc đều tại thượng quan hoàng sắp đặt nên hai người mới xảy ra quan hệ nhưng khi thấy phản ứng của thượng quan tử khiêm hẳn ông ta không biết việc này dương thanh vốn còn đang nghi ngờ tại sao thượng quan hoàng lại làm như vậy nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi Hôm nay là ngày vui của hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý, nhưng kết quả khi Lý Bảo Tuấn đến rước dâu lại phát hiện anh và thượng quan Nhu đã lên giường với nhau. Kết hợp với mọi việc xảy ra trước đó, không khó để đoán ra mục đích thật sự của thượng quan hoàng. Như vậy, đúng là thượng quan Nhu đã làm mất mặt hoàng tộc, nhưng như thế cũng chỉ ảnh hưởng tới danh dự của cá nhân thượng quan Nhu mà thôi. Xong, việc này lại ảnh hưởng rất lớn tới nhà họ Lý. Đây là nỗi nhục của nhà họ Lý nếu nhà họ lý chịu cưới thượng quan nhu thì sẽ mất sạch thể diện vì vậy cuộc hôn nhân này chỉ đành bỏ qua từ đó khiến nhà họ lý căm thù dương thanh và hoàng tộc họ thượng quan thượng quan hoàng làm như thế là vì muốn dương thanh hoàn toàn đứng về phía hoàng tộc họ thượng quan cậu đã khôi phục võ công rồi thượng quan tử khiêm nhìn chằm chằm dương thanh một hồi mới lo lắng sợ hỏi những người khác cũng thấp thỏm nhìn dương thanh nhưng dương thanh lại không trả lời chỉ tiện tay đẩy một cái khiến thượng quan tử khiêm lảo đảo lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Ở đây ai cũng biết thượng quan tử khiêm là cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng lại bị Dương Thanh đỡ cái tát dễ như trở bàn tay, lúc này lại còn bị anh hờ hững đẩy một cái đã phải lùi mấy bước. Điều này chứng tỏ võ công của Dương Thanh không hề bị phế. Từ nay về sau, thượng quan nhu là người phụ nữ của Dương Thanh tôi. Nếu ai dám có ý đồ với cô ấy, chính là đáng đối nghịch với tôi ánh mắt Dương Thanh sắc lạnh, lạnh giọng nói. Thấy Dương Thanh đứng trước mặt mình, trong lòng thượng quan nhu tràn đầy ấm áp, mặc dù cô ta biết Dương Thanh cố ý nói vậy là vì muốn cô ta tự do nhưng ngay cả một lời nói dối cũng khiến cô ta cực kỳ vui sướng, hai mắt đỏ hoe. Sắc mặt của người nhà họ Lý cực kỳ khó coi, nhất là Lý Bảo Tuấn kia, hai tay nắm chặt, đôi mắt u ám nhìn chầm chầm Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, cô ta là vợ sắp cưới của tôi. Dù cô ta và cậu đã xảy ra quan hệ thì đã sao? giống như thượng quan nhu đã nói tôi chơi đùa mười mấy người phụ nữ trong khi cô ta chỉ có ngủ với một người đàn ông mà thôi tôi vẫn chấp nhận được việc này nghe lý tuấn bảo nói vậy vị cha chú nhà họ lý lập tức tái mặt vội quát lên câm miệng vì cha chú nhà họ lý trước đó đã đi hoàng thành diệp với dương thanh chính mắt ông ta đã nhìn thấy dương thanh giao đấu với người bảo vệ của hoàng tộc họ diệp rất lâu tuy cuối cùng thất bại nhưng anh cũng không phải là cao thủ mà nhà họ lý chống lại được sau khi quát lớn lý tuấn bảo ông ta lại vội vàng nói với dương thanh nếu công chúa nhu đã là người phụ nữ của cậu thanh thì đương nhiên chúng tôi sẽ không có bất kỳ ý định nào với cô ấy nữa dương thanh hờ hững liếc nhìn ông ta sau đó nhìn lý bảo tuấn đang không cam lòng hỏi cút về nói cho lý trọng biết thượng quan nhu là người phụ nữ của tôi nếu nhà họ lý không nuốt được cục tức này cứ việc nhắm vào tôi chỉ là tốt nhất các người phải suy nghĩ cho kỹ tôi có thể cho các người cơ hội nhưng chỉ được một lần hai lần, sẽ không có lần thứ ba đâu. Lý Bảo Tuấn nắm chặt tay, tức giận nói, cô ta là vợ sắp cưới của tôi, dù không yêu tôi vậy cũng phải gả cho tôi. Cậu câm miệng cho tôi. Vị cha chú nhà họ Lý lập tức bị dọa đến nổi điên. Lý Bảo Tuấn này năm lần bảy lượt khiêu khích Dương Thanh, chán sống rồi sao? Lý Bảo Tuấn cả giận nói, các người có thể nuốt trôi cục tức này nhưng tôi thì không. Người phụ nữ đê tiện này không thích tôi, có thể không gả, nhưng nếu đã hứa gả cho tôi rồi thì là người phụ nữ của tôi. Nếu cô ta thích ngủ với người đàn ông khác như vậy tôi sẽ khiến cô ta trả giá đắt. Bốp. Vị cha chú nhà họ Lý Tát Lý Bảo Tuấn một cái thật mạnh, giận dữ nói, cậu còn dám bất kính với công chúa nhu nữa tôi sẽ bảo bố cậu đánh gãy hai chân cậu trước. Lý Bảo Tuấn lau vết máu trên miệng, vẻ mặt điên cuồng cười nói, ông thật sự nghĩ Dương Thanh đã khôi phục võ công rồi à? Lần trước cậu ta bị thương nặng như vậy sao có thể khôi phục được tu vi chứ? Theo tôi thấy, lúc nãy cậu ta ra tay với thượng quan tử khiêm thật ra là vì hoàng tộc họ thượng quan đang phối hợp diễn kịch với cậu ta mà thôi. Nơi này là hoàng tộc, sao có thể cho các người cản rỡ như vậy? Thượng quan nhu bỗng nhiên đi lên trước, khi thế võ công thần cảnh trung kỳ lan tràn khắp người cô ta, dường như chỉ cần nhà họ lý dám động thủ, cô ta sẽ ra tay với người nhà họ lý ngay. Audio điện tử võ tấn bền lúc này quanh người thượng quan phó tràn ngập sát khí, thượng quan hoàng thoáng sững sờ rồi mới hoàn hồn, vội nói, không được đâu. Sao lại không được chứ? Thượng quan phó lạnh lùng hỏi. Thượng quan hoàng nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, vẫn chưa khẳng định được rốt cuộc cậu ta có mất phó công không mà. Nếu Dương Thanh không mất phó công thì sao chứ? Một khi chúng ta muốn giết cậu ta, nếu cậu ta phản kháng, tuy cậu ta không phải đối thủ của chú nhưng chắc chắn sẽ tạo ra tổn thất to lớn cho hoàng tộc. Thượng quan phó lập tức im lặng, thượng quan hoàng nói cũng có lý, nếu Dương Thanh không mất phó công, một khi hoàng tộc đi giết anh, giết được thì cũng thôi, nhưng nhớ anh chạy khỏi hoàng thành thì sao nào? Cả thượng quan hoàng lẫn thượng quan phó đều không dám đánh cược, dù sao đây cũng là cơ nghiệp nghìn năm của hoàng tộc, một khi bị hủy hoại, họ không tài náo gánh nổi hậu quả đó. Đối với chúng ta, khó khăn lớn nhất bây giờ bây giờ là không thể xác định xem rốt cuộc Dương Thanh đã mất phó công chưa, nếu xác định được điều đó, chúng ta có thể giải quyết mọi phiền phức một cách dễ dàng. Thượng quan hoàng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, chúng ta rất khó thăm dò được điều đó, nếu đã vậy, chỉ bằng chúng ta nghĩ cách để nhà họ Lý làm thay đi. Thượng quan phó vội nhìn về phía thượng quan hoàng, hỏi, cháu có kế hoạch gì rồi à? Thượng quan hoàng gật đầu, chú, chú cứ chờ xem kịch vui đi. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lý, xác Lý Bảo Tuấn được đặt trong nhà chính của nhà họ Lý, Lý Trọng ngồi ở ghế trên, bên dưới đều là dòng chính nhà họ Lý, lúc này trên mặt họ tràn ngập vẻ tức giận. Ông nội, Chẳng những Dương Thanh ngủ với Thượng Quan Nhu mà còn giết con trai cháu nữa, đúng là định khiêu khích nhà họ Lý chúng ta. Ông nội, cháu xin ông hãy đem quân đến hoàng tộc họ Thượng Quan, giết Dương Thanh để trả món nợ máu này." Bố Lý Bảo Tuấn nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông ta phải chịu nỗi đau mất con, có thể tưởng tượng được ông ta đang tức giận tới mức nào. Lý Trọng không nói gì, sắc mặt vô cùng u ám, sát khí phun trào, lão ta không ngờ võ công của Dương Thanh đã khôi phục thật sắc mặt Lý Giang Hùng cũng u hù ám đến mức đáng sợ, lão ta nhìn về phía Lý Trọng, bố, Dương Thanh khinh người quá đáng, dám giết con cháu nhà họ Lý chúng ta trước mặt mọi người, nếu không bắt cậu ta trả giá cho việc này, nhà họ Lý sẽ trở thành trò cười cho Hoàng Thành Thượng quan mất. Lý Trọng không nói gì, lúc này, lão ta chợt nhớ tới chuyện Lý Thái Bạch đã biến mất ở Hoàng Tộc. Lão ta vốn đang suy đoán xem rốt cuộc hoàng tộc họ thượng quan đã bắt Lý Thái Bạch hay Dương Thanh đã giết Lý Thái Bạch, bây giờ xem ra là khả năng thứ hai rồi nếu như vậy thì tu vi của dương thanh đã khôi phục rồi bằng không sao anh có thể giết cao thủ thần cảnh của nhà họ lý chứ sau khi im lặng một lúc lâu lý trọng cắn răng bắt cậu ta trả giá đắt ư cậu ta giết được cao thủ thần cảnh tức là tu vi của cậu ta đã khôi phục rồi có ai trong nhà họ lý giết nổi cậu ta chứ đúng là lý trọng còn chiêu khác nhưng không thể đối phó nổi dương thanh lão ta đã tận mắt chứng kiến dương thanh mạnh đến mức nào ngay cả người bảo vệ của hoàng tộc họ diệp cũng phải tốn bao công sức để đánh bại anh với thực lực của nhà họ lý bây giờ họ vốn không có hy vọng gì trong việc giết dương thanh hết quan trọng nhất là tuy lão ta đã có chuẩn bị nhưng nó dành cho mưu kế lớn hơn chứ không phải dương thanh cho dù lão ta đã chuẩn bị tất cả có thể giết được dương thanh nhưng thực lực của nhà họ lý cũng sẽ bị phơi bày đến khi đó nếu muốn chủ tính chuyện khác thì rất khó có thể nói đối với lão ta bây giờ biến số lớn nhất chính là dương thanh nếu không có dương thanh có lẽ lão ta đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi Ông Tổ, cháu có chuyện này, không biết có nên nói không. Đúng lúc này, bề trên nhà họ Lý đã dẫn Lý Bảo Tuấn đến hoàng tộc họ Thượng Quan để đón dâu trần nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía ông ta, Lý Trọng lạnh lùng nói, "Nói đi." Bề trên nhà họ Lý đó vội đáp, "Cháu nhớ kỹ lại thì thấy, Tuy Dương Thanh đã giết Lý Bảo Tuấn trong nháy mắt, nhưng không có bất cứ khí thế gì tràn ra từ người cậu ta cả." Lý Trọng không nói gì, nhưng trên mặt lại có vẻ đấu tranh bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của nhà họ Lý, lão ta không dám cực bừa. Nhưng nếu định đối đầu với Dương Thanh thật thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết anh. Bởi vì bây giờ, rất có thể Dương Thanh đã mất phó công, nhưng anh vẫn còn thể xác siêu phàm cảnh, không chừng ngày nào đó, phó công của anh sẽ khôi phục. Một khi tu vi võ thuật của Dương Thanh khôi phục, có lẽ anh sẽ không tha cho nhà họ Lý. Trong lúc Lý Trọng đang do dự, một người giúp việc bỗng chạy vào, quỳ trước mặt Lý Trọng, ông Tổ, người của hoàng tộc đến, người đó nói rằng muốn bàn chuyện quan trọng với ông tổ, chuyện này có liên quan tới Dương Thanh. Lý Trọng nhíu mày, nói ngay, để người đó vào đi. Một bóng người trung niên nhanh chóng đi vào phòng Lý Trọng. Lý Trọng thản nhiên nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, đại hoàng tử đến nhà họ Lý, có chuyện gì không? Người tới chính là đại hoàng tử của hoàng tộc họ Thượng Quan, Thượng Quan Tử Trí. Lý Trọng cũng không định bảo Thượng Quan Tử Trí ngồi, khuôn mặt trông rất lạnh lùng, rõ ràng đang bày tỏ sự bất mãn với hoàng tộc họ thượng quan. Thượng quan tử trí cũng không tức giận, còn mỉm cười, ông tổ họ lý, tôi biết ông rất tức giận vì chuyện giữa con nhóc đề tiện thượng quan nhu và dương thanh, nhưng hôm nay tôi đã mang sự ái náy của bố tôi đến tìm ông. Hừ, lý trọng hừ lạnh, vẫn không nói gì, chỉ chờ thượng quan tử trí nói tiếp. Thượng quan tử trí ho khẽ, lập tức nghiêm nghị nói, thượng quan nhu lén xảy ra quan hệ với dương thanh, Thật ra cũng là đang chống đối bố tôi, cũng vì chuyện này, bố tôi đã tước đoạt vị trí người thừa kế của nó, đồng thời cấm túc nó trong hoàng phủ. Bố tôi nói, nếu ông tổ họ Lý vẫn chưa tha thứ thì sẽ không bao giờ thả con nhóc đê tiện đó ra. Lý Giang Hùng lạnh lùng nói, đại hoàng tử, chúng tôi không có hứng thú với chuyện của hoàng tộc các người, hơn nữa, thượng quan nhu ngủ với ai là tự do của cô ta, dù sao cô ta vẫn chưa về nhà họ Lý chúng tôi, mấy chuyện buông thả của cô ta cũng không liên quan gì đến nhà họ Lý hết rõ ràng lý trọng cũng có ý này lão ta vẫn không nói gì thậm chí chẳng buồn nhìn thượng quan tử trí vẫn ngồi im tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi thượng quan tử trí thầm tức giận nhưng cũng hiểu nơi đây là nhà họ lý lý trọng mà ông ta đang đối mặt là cao thủ siêu phàm cảnh thực thụ nếu lý trọng muốn giết ông ta thì cũng chỉ như dẫm chết con kiến mà thôi chẳng phải đại hoàng tử vừa nhờ người ta chuyển lời rằng ông muốn nói chuyện có liên quan tới dương thanh ư đừng nói nhảm nữa mau vào việc chính đi lý giang hùng chợt nói không hề nể mặt thượng quan tử trí chút nào. Thượng quan tử trí cố nén giận, mở miệng nói, bố tôi bảo tôi chuyển lời cho ông tổ họ Lý, Dương Thanh cũng không có thực lực giết cao thủ thần cảnh, đúng là cậu ta đã mất phó công, nhưng cậu ta vẫn giữ được thể xác siêu phàm cảnh, cho dù chỉ là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nếu cẩn thận thì cũng rất khó bị Dương Thanh giết. Ông ta nói rồi quay người rời đi, không muốn nói nhảm nữa. Sau khi biết tin này, người nhà họ Lý đều có vẻ kinh ngạc lý trọng ngồi ở ghế trên chậm rãi mở mắt ra trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén lý giang hùng nhìn lý trọng nói bố xem ra đúng như chúng ta nghĩ dương thanh đã mất hết phó công chỉ còn thể xác siêu phàm cảnh hồi nãy bề trên nhà họ lý đưa lý bảo tuấn đi đón dâu đã nói lên suy đoán của mình kết quả ông ta vừa dứt lời thượng quan tử trí cũng đến rồi nói đúng chuyện đấy lý trọng không nói gì nhìn về phía bề trên nhà họ lý kia trong đôi mắt sắc bén lóe lên sát khí bề trên đó vốn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong rất nhạy cảm với sát khí ông ta lập tức cuống lên ông tổ chẳng lẽ ngài nghi ngờ cháu có quan hệ với hoàng tộc họ thượng quan à ông ta vừa dứt lời những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía ông ta lý giang hùng thấy thế vội nói bố em họ không thể là quân cờ mà hoàng tộc họ thượng quan xếp vào nhà họ lý chúng ta được em ấy đã ở bên con từ nhỏ con rất chắc chắn về điều đó bề trên nhà họ lý kia chính là em họ lý giang hùng tên Lý Giang Hoa, kém Lý Giang Hùng 2 tuổi, nhưng hai người đã chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ hết sức thân thiết. Chỉ có điều, Lý Giang Hoa vừa phân tích về chuyện Dương Thanh đã mất hết võ công, thượng con tử trí tới sau cũng nói về việc đó. Chuyện này khiến Lý Trọng không khỏi nghi ngờ. Lý Giang Hoa vội quỳ xuống đất, sợ xanh mặt, lão tổ, cháu xin thề, cháu không hề có quan hệ gì với hoàng tộc họ thượng quan, xin ngài hãy tin cháu. Lý Trọng thản nhiên nói, không phải tôi muốn nghi ngờ cậu, mà có lẽ chuyện đối phó với Dương Thanh sẽ khiến nhà họ Lý bị hủy diệt, thế nên tôi bắt buộc phải cảnh giác. Mắt Lý Giang Hoa đỏ hoe, "Vậy ngài muốn thế nào thì mới bằng lòng tin cháu ạ?" À? Lý Giang Hùng cũng vội khuyên, "Bố, chắc chắn Giang Hoa không liên quan gì đến hoàng tộc đâu." Lý Trọng im lặng một lát rồi nói, "Cứ giam lỏng cậu ta lại, tịch thu hết thiết bị truyền thông tin, sau khi điều tra rõ mọi chuyện thì trả tự do cho cậu ta sau." Lý Giang Hùng biết, cho dù lão ta nói gì thì cũng vô dụng. Nhưng may mà Lý Trọng chỉ tạm thời giam lỏng Lý Giang Hoa chứ không giết ngay. Lý Giang Hoa nhanh chóng được đưa đi, Lý Trọng bảo những người khác ra ngoài, chỉ giữ Lý Giang Hùng lại. Con nghĩ Thượng Quan Hoàng có ý gì khi cử Thượng Quan Tử Trí tới đây để truyền đạt tình trạng của Dương Thanh, Lý Trọng hỏi. Lý Giang Hùng nói, con nghĩ Hoàng tộc họ Thượng Quan cũng chưa chắc chắn về việc Dương Thanh có mất phó công không, chắc họ cũng chỉ suy đoán như Lý Giang Hoa vậy. Có lẽ Thượng Quan Hoàng cử Thượng Quan Tử Trí đến tìm bố đồng thời tiết lộ chuyện dương thanh đã mất hết phó công nhưng vẫn giữ được thể xác siêu phàm cảnh vì muốn mượn tay chúng ta để thăm dò dương thanh hơn nữa hoàng tộc chỉ mới cử thượng quan tử trí âm thầm tiếp xúc với chúng ta nếu chúng ta trắng trợn đến hoàng tộc để đòi người trước khi xác định dương thanh có mất phó công hay không họ sẽ giao cậu ta cho chúng ta chắc lý trọng cười lạnh rồi nói ra đây đi lão ta vừa dứt lời một người bỗng bước ra khỏi bước màn sau lưng lão ta sau giây phút sướng sờ ngắn ngủi Rốt cuộc Lý Giang Hùng cũng hoàn hồn, bỗng cảm thấy hơi chán nản. Lão ta bỗng nhớ ra, 50 năm trước, sau khi Lý Trọng đột phá siêu phàm cảnh rồi biến mất không lâu, tin dữ bỗng truyền đến, chín cao thủ rời đi với Lý Trọng đã chết một cách bất ngờ. Khi ấy, chuyện này còn khiến cả Hoàng Thành Thượng Quan rung chuyển, Lý Giang Hùng nhớ rất rõ, chín cao thủ đó đều đã chết, hay nói cách khác, chính lão ta đã chôn cất họ. Nhưng bây giờ, người đã chết từ 50 năm trước lại xuất hiện có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ và mất mát của lão ta. Có vẻ Lý Trọng đã nhận thấy tâm trạng của Lý Giang Hùng, bèn nói, dù sao nhà họ Lý cũng cần chủ nhân, thực tế chứng minh, con làm rất tốt. Lý Giang Hải cũng mỉm cười, hồi đó anh đã biết em có tài trí hơn người, thiên phú võ thuật cũng hết sức xuất chúng, nhà họ Lý được như bây giờ cũng nhờ công của em. Lý Giang Hùng nhanh chóng che giấu tâm trạng chán chường, nhìn về phía Lý Trọng, "Bố, ý bố là anh Lý Giang Hải sẽ đến hoàng tộc để đòi người với con à?" Lý Trọng gật đầu, hít mắt, xem ra, Thượng quan Hoàng đã biết chuyện chín cao thủ mất tích với bố vào 50 năm trước vẫn còn sống, thế nên ông ta cử Thượng quan tử trí tới tìm bố cũng vì muốn bố cử cao thủ siêu phàm cảnh đến Hoàng tộc họ Thượng quan, bởi nếu như thế thì cho dù Dương Thanh không mất phó công, Hoàng tộc họ Thượng quan vẫn có thể nói rằng họ không ngăn cản được cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý. Lý Giang Hùng tức giận nói, đúng là con cáo giả, ông ta nham hiểm thật. Lý Trọng hít mắt, không nên trần trừ nữa, Bây giờ con dẫn Giang Hải đến hoàng tộc họ Thượng Quan một chuyến đi, bố cũng muốn xem xem bây giờ Dương Thanh mạnh tới mức nào. Vâng ạ, à, Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lý, cũng không dẫn thêm ai khác theo. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh và một cao thủ siêu phàm cảnh cũng là đội hình hết sức mạnh mẽ. Nửa tiếng sau, Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải đã tới hoàng tộc họ Thượng Quan. Sao hôm nay ông chủ Lý lại có thời gian tới đây thế? thượng quan tử trí đích thân tiếp đón cười ha hả như thể người vừa tới nhà họ lý trước đó không phải ông ta thượng quan tử trí nói rồi nhìn thoáng qua lý giang hải đang đứng sau lưng lý giang hùng thầm kinh ngạc ông ta đã cảm nhận được khí thế rất đáng sợ từ lý giang hải lý giang hùng thản nhiên nói dương thanh sỉ nhục nhà họ lý bố tôi rất tức giận cố tình cử tôi tới đây để đưa dương thanh về nhà họ lý đại hoàng tử sẽ không ngăn cản chứ thượng quan tử trí giả vờ kinh ngạc sao cơ ông định dẫn cậu Thanh đi à? Không được, cậu Thanh là khách quý của hoàng tộc chúng tôi, sao chúng tôi có thể để ông đưa cậu ta đi được chứ? Lý Giang Hùng lạnh lùng nói, nếu hôm nay tôi cứ phải đưa cậu ta đi thì sao? Lão ta đã biết hoàng tộc họ thượng quan cũng muốn để lão ta thăm dò Dương Thanh, nên đương nhiên không cần lo hoàng tộc sẽ truy cứu trách nhiệm của nhà họ Lý nữa. Việc cần làm bây giờ là diễn một vở kịch với hoàng tộc họ thượng quan. Để người khác biết, hoàng tộc họ thượng quan không thể ngăn nổi lý giang hùng nên dương thanh mới bị nhà họ lý đưa đi để tôi xem ai dám thượng quan tử trí bước lên một bước lạnh lùng nói ông ta vừa dứt lời mấy cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc họ thượng quan đã bao vây lý giang hùng và lý giang hải các người định chắn đường chúng tôi thật à đúng lúc này lý giang hải chợt nói khí thế đáng sợ cũng lan ra từ người lão ta trong lúc nhất thời cả hoàng phủ họ thượng quan đều bị bao phủ bởi khí thế đáng sợ đó trong số các cao thủ đang bao vây họ có cả bán bộ siêu phàm cảnh, lúc này mọi người đều biến sắc, nhìn Lý Giang Hải với vẻ kiêng dè. "Ông là cao thủ siêu phàm cảnh, một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh nghiêm nghị nói." Lý Giang Hải cười nhạt, "Nếu đã biết tôi là cao thủ siêu phàm cảnh, các người cũng nên hiểu rõ, chỉ với các người thì không phải đối thủ của tôi đâu, tôi cho các người cơ hội rời đi, bằng không, chết." Giọng điệu lão ta sặc mùi đe dọa. Những cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan cũng không biết rõ sự thật lúc này không có ai lùi lại trong mắt họ là vẻ nghiêm nghị chưa từng có thượng quan tử trí cũng nhìn lý giang hùng với vẻ mặt khó coi ông chủ lý ông làm thế này thì hơi quá đáng nhỉ dù sao đây cũng là hoàng tộc họ thượng quan lý giang hùng lạnh lùng nói chính vì đây là hoàng tộc họ thượng quan nên chúng tôi vẫn chưa giết ai thế đã là nể mặt hoàng tộc lắm rồi nếu đại hoàng tử không muốn hoàng tộc chịu tổn thất nặng nề thì nên dẫn người đi đi chúng tôi chỉ cần dương thanh mà thôi đương nhiên thượng quan tử trí cũng hiểu lý giang hùng đang diễn trò ông ta giả vờ không cam lòng các người sẽ phải trả giá đắt ông ta nói rồi khoát tay tránh ra đi cô ta biết rõ võ công của dương thanh vẫn chưa khôi phục anh giết được cao thủ thần cảnh cũng nhờ thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh mà thôi dương thanh lắc đầu chậm rãi đứng dậy lúc này anh vô cùng bình tĩnh anh biết rõ sự bối rối sẽ gây ảnh hưởng tới mạch tư duy của anh như thế còn nguy hiểm hơn nếu không đi nổi thì cứ ở lại đây để xem có cơ hội giết cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý chỉ trong một đòn hay không. Chỉ cần anh giết được cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, cả hoàng tộc lẫn nhà họ Lý sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng với tình trạng bây giờ của anh, nếu muốn giết một cao thủ siêu phàm cảnh, nói dễ hơn làm. Đúng lúc này, giọng Lý Giang Hùng bỗng vang lên bên ngoài, "Dương Thanh, cậu đã sỉ nhục nhà họ Lý, khiến bố tôi rất tức giận, bây giờ cậu đi với chúng tôi một chuyến đi." Khi nghe thấy giọng Lý Giang Hùng, thượng quan nhu cuống cả lên vội nói cậu đừng đến nhà họ lý với họ nguy hiểm lắm để tôi nghĩ cách ngăn cản họ cho lời thượng quan nhu nói khiến dương thanh rất cảm động nhưng anh biết rõ nếu lý giang hùng đã dám dẫn người tới đây để tìm anh mình thượng quan nhu không ngăn cản được dương thanh bình tĩnh nói chị cứ yên tâm đi chỉ với họ thì vẫn chưa đủ để đưa tôi về nhà họ lý đâu anh vừa nói vừa ra mở cửa bình tĩnh nhìn hai khuôn mặt già nua bên ngoài một người là lý giang hùng còn người kia rất xa lạ nhưng dương thanh đã cảm nhận được khí thế hơn xa lý giang hùng trên người lão ta lý giang hùng vốn là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh tức là người đang đứng cạnh lão ta đã bước vào siêu phàm cảnh rồi đúng lúc dương thanh mở cửa lý giang hùng vô thức lùi lại trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi tuy bên cạnh lão ta có cao thủ siêu phàm cảnh nhưng lão ta biết rất rõ thực lực thật sự của dương thanh nếu võ công của anh đã khôi phục lão ta chỉ còn con đường chết lý giang hải bình tĩnh nhìn về phía dương thanh nói với vẻ mặt u ám, này nhãi, cậu chính là Dương Thanh à. Trong lúc lão ta nói chuyện, khí thế mạnh hơn hẳn bán bộ siêu phàm cảnh đã tràn ra từ người lão ta, ập về phía Dương Thanh. Nhưng điều khiến lão ta kinh ngạc chính là Dương Thanh vẫn đứng im, hình như không hề cảm nhận được áp lực đó. Chỉ riêng chuyện này đã cho thấy Dương Thanh không phải người bị mất võ công bình thường, bằng không, sao cậu ta có thể chịu nổi áp lực từ cao thủ siêu phàm cảnh chứ? Nhưng lão ta cũng hiểu rõ, rất có thể Dương Thanh vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh, chỉ là không thể ngưng tụ khí thế mà thôi. Dương Thanh lạnh nhạt nhìn Lý Giang Hải, không ngờ nhà họ Lý che giấu kỹ như thế, chứ Lý Trọng Gia vẫn còn cao thủ siêu phàm cảnh khác, nếu tôi không đoán nhầm, chắc ông là một trong 9 cao thủ đã biến mất với Lý Trọng vào 50 năm trước đúng không? Nghe thấy thế, Lý Giang Hải lập tức biến sắc, lão ta không ngờ Dương Thanh cũng biết chuyện này. Dương Thanh đã điều tra những chuyện này từ lâu nhưng anh nghĩ nếu đã trọng dụng ai thì nên tin tưởng người đó, khi dùng Lý Trọng, anh chọn tin tưởng lão ta, chứ cũng không tìm hiểu đến cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết. Đương nhiên, anh chỉ điều tra được việc vào 50 năm trước, chín cao thủ nhà họ Lý đã biến mất với Lý Trọng, sau đó có tin tức chín người đó đã chết truyền ra ngoài. Dương Thanh vẫn luôn nghi ngờ, chín người kia đã đi theo Lý Trọng, âm thầm tu luyện ở nơi nào đó chứ chưa chết. Bây giờ bỗng dưng nhìn thấy một cao thủ siêu phàm cảnh Đương nhiên Dương Thanh sẽ đoán, rất có thể Lý Giang Hải chính là cao thủ đã biến mất từ 50 năm trước của nhà họ Lý. Đó vốn chỉ là suy đoán, nhưng từ nét mặt Lý Giang Hải thì có thể thấy anh đã đoán đúng, lão già trước mặt chính là một trong 9 cao thủ đã biến mất với Lý Trọng vào 50 năm trước. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Thượng Quan Nhu cũng biến sắc, đương nhiên người thông minh như cô ta cũng biết chuyện 9 cao thủ nhà họ Lý đã biến mất vào 50 năm trước. Nếu người trước mặt họ chính là một trong 9 cao thủ đó, vậy có phải tám cao thủ khác cũng đã đột phá siêu phàm cảnh không? Nếu đúng thế thật, hình như thực lực của nhà họ Lý hơi khủng khiếp quá nhỉ. Bây giờ trong bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu, người mạnh nhất mới đến bán bộ siêu phàm cảnh, nếu không có người bảo vệ mạnh mẽ và thần bí âm thầm che chở, có lẽ không gia tộc nào có thể đối phó nổi nhà họ Lý. Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, Lý Giang Hải lạnh lùng hỏi. Lúc này Lý Giang Hùng cũng hoàn hồn, bắt đầu đe dọa, Dương Thanh, cậu đừng nói lung tung, đây là cao thủ siêu phàm cảnh mà bố tôi đã trả giá cao để mời về bây giờ đang làm việc cho nhà họ lý dương thanh cười nhạt thế ư vậy sao tôi lại thấy hai người trông rất giống nhau nhỉ hay là anh em thế láo sược lý giang hùng còn chưa nói gì lý giang hải đã tức giận quát mau đến nhà họ lý với chúng tôi bằng không đừng trách tôi ra tay đấy dương thanh không thèm quan tâm chỉ nhìn về phía lý giang hùng lạnh lùng nói xem ra nhà họ lý đang rất nôn nóng nhỉ vội ra tay với tôi như thế, các người đã khẳng định tôi chỉ còn là kẻ tàn phế ư. Các người không sợ nếu võ công của tôi khôi phục, nhà họ Lý sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào à? Nghe thấy anh nói thế, Lý Giang Hùng không khỏi dùng mình. Tuy lão ta không cảm nhận được khí thế của Dương Thanh, nhưng Dương Thanh vẫn khiến lão ta sợ hãi. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, việc đưa tôi đến nhà họ Lý là ý của Lý Trọng hay ông thế, Dương Thanh chợt hỏi. Lý Gia Hùng cố kìm nén sự sợ hãi, mở miệng nói, Đương nhiên là ý của bố tôi, cậu Thanh, hôm nay chúng tôi đến đây cũng không có ác ý gì, chỉ muốn đưa cậu tới nhà họ Lý một chuyến." Dương Thanh cười ha hả, "Nếu các người muốn đưa tôi đi thì phải xem các người có bản lĩnh đó không." Dương Thanh nói rồi quay người bước vào phòng, đóng cửa lại, lạnh lùng nói, "Tốt nhất các người nên nghĩ kỹ xem có ra tay hay không, một khi ra tay, các người sẽ không còn đường để quay lại nữa." Tuy Lý Giang Hùng là chủ nhà họ Lý, nhưng Lý Giang Hải cũng là dòng chính nhà họ Lý hơn nữa còn là anh họ lão ta, thậm chí còn là cao thủ siêu phàm cảnh, lão ta có muốn ngăn cũng không ngăn được. Dầm, Lý Giang Hải đạp cửa ra, xài bước vào phòng Dương Thanh, giận dữ quát, Dương Thanh, cút ra đây chịu chết. Chấm. Đúng lúc Dương Thanh đấm trúng lưng Lý Giang Hải, một luồng sức mạnh cuồng bạo cũng lan khắp người lão ta. Vào giây phút này, Lý Giang Hải chỉ thấy một luồng sức mạnh đang rằng xé nội tạng của lão ta, sự sợ hãi đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn khiến trong mắt lão ta tràn ngập vẻ tuyệt vọng một giọng nói khinh miệt bỗng vang lên sau lưng lão ta, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo khác lại nện mạnh vào lưng Lý Giang Hải. Dầm, Lý Giang Hải bay thẳng ra khỏi phòng như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất rồi hộp máu, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Lão ta nhìn chằm chằm về phía Dương Thanh, sức sống lập tức biến mất, trở thành một cái xác không hồn. Vào giây phút này, thi thể Lý Giang Hải đang nằm dưới chân Lý Giang Hùng, chết không nhắm mắt. Lý Giang Hùng vốn đã rất kiêng dè Dương Thanh, lúc này chỉ cảm thấy người mềm nhũn. Lão ta muốn trốn nhưng chân lại run lẩy bẩy, không sao bước đi được. Lý Giang Hải là cao thủ siêu phàm cảnh thực thụ, bây giờ lại chết dưới chân lão ta, Lý Giang Hùng mới đến bán bộ siêu phàm cảnh, sao có thể không sợ chứ? Bịch, ngay sau đó, Lý Giang Hùng trực tiếp quỳ xuống đất, sợ hãi van xin, "Cậu Thanh, cậu, cậu hiểu lầm rồi, bố, bố tôi bảo tôi mời cậu đến nhà họ Lý một chuyến, chứ cũng không định làm gì cậu đâu." Mọi, mọi chuyện đều do Lý Giang Hải tự quyết định, muốn động đến cậu, chuyện, chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi, xin cậu cho tôi một con đường sống. Lý Giang Hùng vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống đất. Một lần, hai lần, mười lần, chán lão ta nhanh chóng đầm đìa máu, sự sợ hãi trong lòng khiến lão ta hoàn toàn sụp đổ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Lý Giang Hùng, tôi định giết cả ông, nhưng ông chỉ là tên vô dụng còn chưa bước vào siêu phàm cảnh, giết hay không cũng thế, Tôi sẽ để cái mạng chó đó lại cho ông, quay về nói với Lý Trọng, nếu muốn giết tôi, tốt nhất hãy làm nhanh lên, bằng không, đến khi võ công của tôi quay về đỉnh cao thì chính là tận thế của ông ta đấy." Lý Giang Hùng vừa sợ hãi, vừa thấy may mắn khi được sống sót, lão ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ giết mình, nào ngờ anh lại tha cho lão ta, tuy anh làm thế vì muốn lão ta chuyển lời, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống. "Vâng vâng vâng, tôi về chuyển lời của cậu ngay đây ạ." À, Lý Giang Hùng vội nói đi, Dương Thanh quát. Lý Giang Hùng chạy chối chết, sợ Dương Thanh sẽ đổi ý nếu mình đi chậm. Sao cậu lại thả ông ta đi thế? Sau khi Lý Giang Hùng rời đi, Thượng quan Nhu hỏi với vẻ khó hiểu. Phụt, nhưng đúng lúc cô ta hỏi xong, Dương Thanh bỗng hộp máu. Dương Thanh, cô ta sợ hết hồn, vội tiến lên đỡ Dương Thanh. Dương Thanh cắn đầu lưỡi, cố giữ tỉnh táo, nói nhỏ, dìu tôi vào trước đã, đừng để ai quấy giày tôi được thượng quan nhu luống cuống đỡ dương thanh vào phòng rồi đóng cửa lại vừa đi vào phòng dương thanh lập tức ngồi xếp bằng điên cuồng vận chuyển đại đạo thiên diễn kinh một hơi thở ôn hòa nhanh chóng xoa dịu nội tạng anh thượng quan nhu không dám lên tiếng lo lắng vô cùng hồi nãy cô ta hơi tức giận khi thấy dương thanh thả lý giang hùng đi nhưng giờ cô ta mới biết không phải dương thanh muốn làm thế mà sau khi giết lý giang hải xong anh cũng bị thương rồi thượng quan nhu nhìn dáng vẻ yếu ớt của dương thanh cảm thấy rất đau lòng và tự trách nếu cô ta không vô dụng thế này không thể đưa anh rời khỏi hoàng thành thượng quan sao anh lại bị như ngày hôm nay chứ phía bên kia sau khi rời khỏi hoàng tộc họ thượng quan lý giang hùng quay về nhà họ lý đã xảy ra chuyện gì khi thấy lý giang hùng sợ hãi lao vào phòng lý trọng lập tức có linh cảm không lành vội hỏi lý giang hùng lập tức quỳ xuống đất sợ hãi nói bố lý giang hải chết rồi bị dương thanh giết chỉ trong một đòn thôi Sao cơ, sau khi biết tin, Lý Trọng đứng phát dậy, vô cùng kinh hãi, trên mặt tràn ngập vẻ sợ sệt. Theo lão ta thấy, khả năng Dương Thanh mất hết võ công, chỉ giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh sẽ lớn hơn. Lão ta không ngờ Dương Thanh có thể giết Lý Giang Hải đã bước vào siêu phàm nhất cảnh chỉ với một đòn. Lão ta thấy mình như đang nằm mơ, ngay cả lão ta cũng rất khó giết cao thủ siêu phàm nhất cảnh chỉ với một đòn, nhưng Dương Thanh lại làm được. Chẳng lẽ lão ta đã đoán sai, Phó công của Dương Thanh đã khôi phục về đỉnh cao rồi ư. Thượng quan Hoàng Nghiêm Nghị nói, chú, xem ra chúng ta đều đã nhìn lầm, phó công của Dương Thanh không mất mà chỉ bị hao tồn, vẫn đang hồi phục. Bây giờ, cậu ta đã có thể giết cao thủ siêu phàm cảnh chỉ với một đòn, tức là cậu ta rất mạnh. Chú, cháu định bàn chuyện liên minh với Dương Thanh, chỉ cần cậu ta đồng ý giúp, việc xóa sổ nhà họ lý sẽ nằm trong tầm tay. Tuy thượng quan phó cảm thấy rất khó hiểu trước tình trạng của Dương Thanh, nhưng sự thật rành rành ra đó, Dương Thanh có thể giết cao thủ siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt, tức là ít nhất anh đã đạt tới siêu phàm nhị cảnh. Chẳng lẽ ngay cả mình cũng cảm nhận nhầm rồi ư, nhưng nếu mình nhầm, tại sao trên người Dương Thanh không hề có khí thế võ thuật tràn ra chứ, thượng quan phó lẩm bẩm Thượng quan hoàng cũng không quấy dày, chờ thượng quan phó suy nghĩ. Một lúc lâu sau, thượng quan phó mới trầm giọng nói, cho dù tình trạng của Dương Thanh thế nào, nếu cậu ta đã giết được cao thủ siêu phàm nhất cảnh thì sẽ có tác dụng lớn với chúng ta. Cứ như ý cháu, cháu hãy tiếp xúc với Dương Thanh, bàn chuyện hợp tác để xóa sổ nhà họ Lý. Chú tin, việc nhà họ Lý liên tục khiêu khích đã chọc giận cậu ta, chỉ cần chúng ta đề nghị liên thủ, chắc hẳn cậu ta sẽ không từ chối. Cùng lúc đó, trong phòng Dương Thanh, Dương Thanh đang ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển đại đạo Thiên Diễn Kinh, một hơi thở rất tinh khiết tiến vào cơ thể anh, xoa dịu lục phủ ngũ tạng. Thượng quan nhu vẫn luôn canh chừng bên cạnh Dương Thanh, rất sợ có người bất chợt xuất hiện, quấy giày anh tu luyện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu họ phát hiện tình trạng của Dương Thanh bây giờ thì sẽ phiền to. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, trong lúc Dương Thanh đang tu luyện, giọng thượng quan hoàng bỗng vang lên bên ngoài, cậu Thanh, tôi vào được không? Ông nội, thượng quan nhu lập tức biến sắc, cô ta là cháu gái thượng quan hoàng. Sao lại không biết ông nội mình là loại người gì chứ? Nếu Thượng Quan Hoàng biết tình trạng của Dương Thanh bây giờ, chắc chắn Dương Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta liếc Dương Thanh đang tu luyện, nói khẽ, cậu cứ yên tâm tu luyện, tôi sẽ nghĩ cách ngăn cản ông nội tôi. Dương Thanh không đáp lời, vẫn đang dùng phép hô hấp tầng một của đại đạo thiên diễn kinh, mỗi khi anh hít vào thở ra, vết thương trong người anh lại dần khôi phục. Thượng quan Nhu biết Dương Thanh đang tu luyện đến giây phút quan trọng, bèn ra khỏi phòng, nhìn về phía thượng quan Hoàng, ông nội, cậu Thanh đang tu luyện trong đó, cậu ấy bảo cháu nhắn cho ông biết, cậu ấy sẽ đi tìm ông sau khi tu luyện xong. Ồ, thượng quan hoàng nhíu mày, trong mắt có vẻ nghi ngờ. Không hiểu sao, lão ta cứ cảm thấy quái lạ, lão ta có thể cảm nhận được trong phòng có một hơi thở hết sức yếu ớt. Đây là phòng Dương Thanh, chắc chắn hơi thở yếu ớt đó sẽ là Dương Thanh rồi. Đương nhiên, lão ta chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Dương Thanh rất yếu, chứ không thể phát hiện khí thế võ thuật của Dương Thanh. Cậu Thanh không sao chứ?" Thượng quan hoàng chợt hỏi thượng quan nhu lắc đầu cậu thanh đã giết cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ lý trong nháy mắt sao có thể bị sao được thượng quan hoàng không nói gì như có điều suy tư thượng quan nhu hơi căng thẳng bây giờ tình trạng của dương thanh không tốt lắm cô ta có thể cảm nhận được thượng quan hoàng đang nghi ngờ hình như đang do dự xem có nên xông thẳng vào không sau khi im lặng một lát thượng quan hoàng chợt nói nhu nhu cháu đi nói với cậu thanh rằng ông có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với cậu ấy Chuyện này, thượng quan nhu lập tức nói với vẻ khó xử, nhưng cậu thanh sắp đột phá nên mới bế quan tu luyện, cậu ấy đã dặn cháu không được cho phép bất cứ ai quấy rầy. Ông nội, ông có thể nói chuyện quan trọng đó cho cháu biết, để cháu nhắn lại hộ ông được không? Thượng quan hoàng không nói gì, bỗng nhìn chằm chằm vào thượng quan nhu bằng ánh mắt sâu thẳm. Thượng quan nhu bỗng thấy trột dạ, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thượng quan hoàng. Nhu nhu, cháu đang nói dối. Thượng quan hoàng chợt nói, Thượng quan nhu giật mình, vội phủ nhận. Ông nội, cháu không nói dối. Thượng quan hoàng lắc đầu, cháu là người thừa kế vị trí chủ hoàng tộc do ông bồi dưỡng, sao ông lại không biết cháu có nói dối hay không chứ? Nghe thấy thế, thượng quan nhu lập tức im lặng, cảm thấy hơi căng thẳng. Cô ta chưa bao giờ nói dối. Huống hồ nếu nói dối trước mặt thượng quan hoàng thì sẽ không thành công. Rốt cuộc cậu thanh sao rồi? Có phải cậu ấy bị thương không? nếu đúng thế thật thì không thể trần trừ, ông phải bảo thần y của hoàng tộc họ thượng quan chữa trị cho cậu ấy. Thượng quan hoàng có vẻ hơi sốt ruột, lão ta nhìn thượng quan nhu, nhu nhu, ông biết cháu thích cậu Thanh, bây giờ cậu ấy đang bị thương, chẳng lẽ cháu không muốn thần y của hoàng tộc chúng ta chữa cho cậu ấy à? Thượng quan nhu lắc đầu, nhìn thượng quan hoàng với vẻ kiên định, ông nội, cậu ấy không bị thương mà đang tu luyện, nếu bây giờ ông vào đó thì sẽ làm phiền cậu ấy. Tới khi đó, nhớ cậu thanh trách tội thì chúng ta không gánh nổi đâu thấy thượng quan nhu kiên định như thế ánh mắt thượng quan hoàng bỗng trở nên lạnh lùng sao thế cháu còn chưa lấy cậu thanh mà đã bênh cậu ấy à cháu phải nhớ cháu là người của hoàng tộc họ thượng quan trước sau đó mới là người phụ nữ của cậu ấy dáng vẻ này của cháu khiến ông rất thất vọng thượng quan nhu nhìn thượng quan hoàng bằng đôi mắt đỏ hoe ông nội vì cháu biết mình là người của hoàng tộc họ thượng quan nên mới ngăn ông quấy dày cậu thanh Ông vốn không biết cậu ấy mạnh đến mức nào, nếu chọc giận cậu Thanh thì hoàng tộc sẽ gặp họa đấy. Thượng quan hoàng rất tức giận, nhưng không dám bùng nổ trước cửa phòng Dương Thanh, chỉ có thể nén giận rồi nói, "Nhu Nhu, ông chỉ muốn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu Thanh, sau đó chữa trị đúng cách, chứ không định chọc giận cậu ấy. Hơn nữa, cậu Thanh là bạn của hoàng tộc họ Thượng quan, sao ông phải chọc giận cậu ấy chứ? Cũng như cháu đã nói, cậu Thanh rất mạnh, ông cũng không ngốc, sao lại làm hại cậu Thanh đây?" chẳng phải cháu thích cậu Thanh ư, nếu bệnh của cậu ấy nặng hơn vì chữa trị trễ thì phải làm sao bây giờ? Cháu biết mình đang làm gì không? Nếu làm lỡ chuyện lớn, cháu gánh nổi à, thượng quan hoàng híp mắt. Thượng quan nhu nói, cháu biết mình đang làm gì, ông nội, tốt nhất ông nên từ bỏ một số suy nghĩ viển vông đi, bằng không, cả hoàng tộc sẽ gặp họa đấy. Láo sược, thượng quan hoàng giận dữ giơ tay lên, tát vào mặt thượng quan nhu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng truyền đến từ trong phòng, ông dám động vào người phụ nữ của tôi hả? Tay thượng quan hoàng đã sắp đánh trúng mặt thượng quan Nhu, nhưng câu nói của Dương Thanh lại khiến lão ta thấy ớn lạnh. Bàn tay lão ta lập tức ngừng cách mặt thượng quan Nhu một ngón tay, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Sau khi nghe Dương Thanh nói xong, mắt thượng quan Nhu lập tức rơm rớm nước mắt, tuy cô ta biết Dương Thanh chỉ nói thế để giúp cô ta. Thượng quan hoàng thấp thỏm nói, xin cậu thanh thứ lỗi. Tôi có chuyện lớn cần bàn với cậu thật, nhưng Nhu Nhu không cho tôi gặp cậu. Trong tình huống cấp bách, tôi đã không kiểm soát nổi cơn giận của mình, cậu Thanh, rất xin lỗi. Vào đi." Dương Thanh chợt nói. Thượng quan Nhu hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao Dương Thanh lại bảo Thượng quan Hoàng tiến vào, chẳng lẽ anh không sợ Thượng quan Hoàng phát hiện anh đã bị thương nặng ư? Thượng quan Hoàng vốn đang định xông vào, nhưng khi Dương Thanh gọi lão ta vào, lão ta lại thấy hơi sợ hãi. Nhưng lão ta vẫn đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Dương Thanh đang bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, sắc mặt rất thản nhiên, hơi thở yếu ớt cũng bình thường như cũ. Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy Dương Thanh không giống người bị thương nặng. Chuyện này khiến thượng quan hoàng càng khiếp sợ hơn, hồi nãy lão ta đã cảm nhận được hơi thở của Dương Thanh hết sức yếu ớt, rõ ràng vết thương đang phát tác rồi. Sao Dương Thanh có thể hồi phục trong thời gian ngắn như thế chứ? Rốt cuộc hoàng chủ có chuyện lớn gì cần thương lượng với tôi? Hay hoàng chủ cũng như nhà họ Lý? nghi ngờ cảnh giới võ thuật của tôi nên định đến thăm dò. Dương Thanh chợt nói, ánh mắt rất lạnh lùng. Lúc này Thượng quan Hoàng mới hoàn hồn, toàn thân run lên, vội nói, "Cậu Thanh hiểu lầm rồi, cậu là bạn của hoàng tộc họ Thượng quan, sao tôi lại nghi ngờ cậu chứ? Hơn nữa, cậu có thể giết cả cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, chắc chắn võ công đang ở trạng thái đỉnh cao rồi, tôi đâu dám nghi ngờ cậu." Dương Thanh cười lạnh, thản nhiên nói, "Ai bảo ông là võ công của tôi đang ở trạng thái đỉnh cao?" Hả? Thượng quan Hoàng lập tức ngơ ngác. Thượng quan Nhu cũng hơi khó hiểu, nhưng Dương Thanh đã nhanh chóng nói tiếp, trong chuyến đi đến hoàng tộc họ Diệp lần trước, đúng là tôi đã bị thương rất nặng, nền tảng võ thuật gần như hỏng hẳn, may mà mạng tôi lớn nên mới sống tới bây giờ. Tuy bây giờ vết thương của tôi chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không phải thịt cá mặc người ta chém giết đâu, nếu ai đó dám có ý đồ với tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến họ hối hận. Rõ ràng câu nói này nhắm vào thượng quan Hoàng, sắc mặt thượng quan Hoàng tái mét, lão ta còn nghĩ dương thanh sẽ không trở mặt nhanh như thế nhưng bây giờ xem ra anh đã trở mặt rồi bằng không sao anh lại nói thế với lão ta chứ nếu dương thanh đã dám nói thế tức là tuy võ công của anh chưa quay về trạng thái đỉnh cao nhưng cũng đã cách đỉnh cao không xa rồi ư vào lúc mạnh nhất dương thanh có thể đánh với người bảo vệ hoàng tộc một trận nghe nói thực lực của anh cũng không yếu hơn người bảo vệ hoàng tộc họ diệp là bao quan trọng là dương thanh còn rất trẻ chưa đầy 30 mà đã đạt được thành tựu như thế, nếu cho anh thêm mấy năm, có lẽ ngay cả người bảo vệ hoàng tộc cũng không phải đối thủ của anh." Thượng quan hoàng càng nghĩ càng thấy sợ hãi. "Nề mặt nhu nhu, tôi sẽ không so đo với ông, nhưng tôi nói cho ông biết, đây là lần cuối cùng, nếu ông dám có ý đồ với tôi nữa, cho dù tôi không phải đối thủ của hoàng tộc họ Thượng quan, khiến hoàng tộc họ Thượng quan tổn thất nặng nề vẫn là chuyện dễ như bớn. Dương Thanh chợt nói. Thượng quan hoàng sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch vội quỳ trước mặt dương thanh thấp thỏm nói cậu thanh bất nóng tôi xin thề hoàng tộc họ thượng quan không bao giờ dám có ý đồ với cậu đâu thượng quan nhu hơi kinh ngạc không ngờ dương thanh đang bị thương lại dọa được thượng quan hoàng chỉ bằng vài câu nói dương thanh nhíu mày lạnh lùng nói nhu nhu là người phụ nữ của tôi ông là ông nội cô ấy bây giờ ông quỳ trước mặt tôi để khiến tôi tổn thọ à thượng quan hoàng thoáng sửng sốt rồi mới hoàn hồn vội đứng dậy nói đi Ông muốn bàn chuyện quan trọng gì với tôi thế?" Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. Lúc này Thượng quan Hoàng mới nói, "Không giấu gì cậu Thanh, từ sau khi lý trọng của nhà họ Lý xuất hiện, họ ngày càng hống hách, ỷ vào việc mình có cao thủ siêu phàm cảnh, không coi hoàng tộc chúng tôi ra gì. Nếu cứ để nhà họ Lý phát triển, có lẽ một ngày nào đó, hoàng tộc họ Thượng quan sẽ bị nhà họ Lý xóa sổ thôi. Tôi đến tìm cậu vì muốn bàn chuyện hợp tác để đối phó với nhà họ Lý. Đối với hoàng tộc họ Thượng quan, Tuy nhà họ Lý mạnh nhưng cũng chỉ là một gia tộc quyền thế trong hoàng thành thượng quan, nhưng sau khi nhà họ Lý có thêm Lý Trọng đã đạt đến siêu phàm tứ cảnh thì khác. Cũng như thượng quan hoàng vừa nói, nhà họ Lý hoàn toàn có thể tước đoạt quyền lực của hoàng tộc họ thượng quan, đến khi đó, mọi chuyện ở hoàng thành thượng quan đều do nhà họ Lý quyết định. Hoàng tộc họ thượng quan cũng sẽ trở thành trò cười của Chiêu Châu sau khi bị một thế lực đỉnh cao trong hoàng thành cướp quyền lực. Thời gian sau đó, Dương Thanh không tu luyện tiếp nữa, qua thời gian tu luyện này, anh đã phát hiện phép hô hấp tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh chỉ có thể giúp mình hồi phục vết thương. Nhưng vì tu vi võ đạo của anh chưa khôi phục lại cho nên dù anh có tu luyện như thế nào cũng không thể giữ lại được khí thế võ đạo trong cơ thể. Bây giờ anh giống như một cái sàng vậy, hoàn toàn không thể hấp thu khí thế võ đạo chuyển hóa qua Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Lúc này, trên bàn trà nhỏ trước mắt anh bày một tấm bản đồ rất lớn, là bản đồ hoàng thành thượng quan. Vị trí trung tâm của bản đồ là hoàng tộc họ Thượng Quan, bốn phía xung quanh chính là những gia tộc lớn đứng đầu trong hoàng thành, trong đó có nhà họ Lý chiếm giữ diện tích lớn nhất. Tấm bản đồ này vô cùng chi tiết, sân bay, đường sắt, còn cả các đường quốc lộ đều được đánh dấu vô cùng rõ ràng trên bản đồ. Dương Thanh bỗng nhiên tự lẩm bẩm, tối nay mình phải rời khỏi hoàng thành Thượng Quan. Không sai, anh vốn không định giúp hoàng tộc Thượng Quan đối phó nhà họ Lý mà chỉ muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để rời khỏi hoàng thành Thượng Quan mà thôi tối nay hoàng tộc thượng quan sẽ khai chiến với nhà họ lý chỉ cần anh ra mặt nhất định sẽ phải giao chiến với lý trọng nhưng tình trạng bây giờ của anh vốn không phải đối thủ của lý trọng đối phương chỉ dùng một ngón tay cũng có thể giết chết anh hoàng tộc thượng quan vốn chỉ muốn lợi dụng anh nên cho dù anh rời đi cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào chỉ là trong lòng sẽ tràn đầy ái này với thượng quan nhu mặc dù anh không thể mở lòng với thương quan nhu nhưng trong khoảng thời gian ở lại hoàng tộc họ thượng quan nếu không có cô ta, chắc hẳn tin anh bị phế võ đạo đã sớm lộ ra bên ngoài. Dương Thanh tự thì thầm, hôm nay mình vẫn không thể rời đi, chỉ có thể chờ đến 9 giờ tối, khi hoàng tộc thượng quan đến nhà họ Lý. Chọn ngồi máy này rời đi là chuyện không thể, một khi hoàng tộc họ thượng quan phát hiện mình mất tích, nhất định nghĩ đến sân bay đầu tiên. Một khi sân bay bị phong tỏa, dù mình mọc cánh cũng khó bay được. Vừa nói anh vừa dùng bút mực đỏ gạch lên vị trí sân bay trên bản đồ ngôn tình hài sau đó anh lại nhìn đến ga tàu hỏa thấp giọng nói tàu hỏa xem ra khá ổn chỉ cần mình nghĩ cách trà trộn được lên tàu chờ tàu rời khỏi hoàng thành thượng quan rồi mình mua bổ sung vé tàu là được đến khi đó dù hoàng tộc họ thượng quan biết mình rời đi muốn ngăn cản cũng muộn rồi nhưng đây vẫn không phải lựa chọn tốt nhất trừ khi mình có thể thuận lợi trà trộn lên tàu rồi rời đi đúng lúc nếu không một khi bị hoàng tộc phát hiện chỉ sợ đường sắt cũng bị phong tỏa Dương Thanh vừa nói vừa vẽ một dấu hỏi lớn ở vị trí ga tàu hỏa. Sau đó anh lại nhìn các tuyến đường quốc lộ nhì nhằng, đan xen nhau vô cùng phức tạp ở Hoàng Thành Thượng Quan, nhưng con đường chính để rời khỏi đây lại chỉ có vài cái. Dương Thanh lại nói, có lẽ có thể ngồi xe rời đi, nhưng giống nhau, một khi Hoàng tộc họ Thượng Quan phát hiện mình mất tích nhất định sẽ phong tỏa cả Hoàng Thành, tất cả các trạm kiểm soát chính chắc chắn sẽ bị phong tỏa. Nhưng so với đi máy bay hay tàu hỏa, ngồi xe vẫn có tính cơ động hơn hoàng thành thượng quan rất lớn dù hoàng tộc có phong tỏa cả hoàng thành cũng chỉ có thể phong tỏa các góc chết với thể xác siêu phàm cảnh của mình rời khỏi hoàng thành hẳn không phải chuyện quá khó nghĩ đến đây cuối cùng dương thanh cũng quyết định anh dùng bút vẽ một đường dọc theo con đường gần hoàng tộc họ thượng quan dẫn ra khỏi hoàng thành thượng quan không ngờ lại có một ngày dương thanh này cũng phải trốn chạy dương thanh cầm bật lửa lên đốt tấm bản đồ vừa dùng nhìn ngọn lửa cháy rửa vẻ mặt anh vô cùng đau khổ anh đã ghi nhớ những tuyến đường có thể rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan vừa rồi, vậy nên tấm bản đồ này đương nhiên không thể giữ lại. Anh đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả, chờ đến 9 giờ tối, sẽ nhân cơ hội rời đi. Bây giờ mới là sáng sớm, còn lâu nữa mới đến 9 giờ tối, trong lúc rảnh rỗi, Dương Thanh lại ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nhưng lần này anh sử dụng phép hô hấp tầng thứ hai của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Hôm nay, anh đã có thể thoải mái tu luyện phép hô hấp tầng thứ nhất, nhưng đến tầng thứ hai, anh vẫn gặp khó khăn, còn khó hơn rất nhiều so với khi tu luyện tầng thứ nhất. Khi anh vừa mới bắt đầu tu luyện phép hô hấp tầng thứ nhất, ban đầu còn có thể kiên trì 3-4 giây. Nhưng ở tầng thứ hai này, vừa bắt đầu đã kết thúc ngay, chỉ sợ ngay cả một giây anh cũng không trụ được. Nhưng anh cũng không quá nóng lòng, hiện giờ muốn dựa vào tu luyện đại đạo thiên diễn kinh để khôi phục tu vi võ đạo e là không thể nào. Nếu đã như vậy, anh sẽ gạt bỏ tất cả suy nghĩ linh tinh, bình tĩnh tu luyện tầng thứ hai của phép hô hấp. Một ngày chớp mắt đã trôi qua, 8 giờ 40 phút tối, Thượng quan Nhu đi đến chỗ của Dương Thanh. Dương Thanh hỏi, phải đi rồi ư? Thượng quan Nhu lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thanh, nói, cậu có thể đừng ra tay với nhà họ Lý được không? Dương Thanh hơi sừng sốt, là sao? Thượng quan Nhu đỏ mắt nói, có vài lời tôi vốn không nên nói với cậu, nhưng nếu không nói ra, tôi sợ mình sẽ áy náy suốt đời dương thanh không lên tiếng chờ thượng quan nhu nói tiếp thượng quan nhu tiếp tục nói ông nội tôi là một người vô cùng cẩn thận chỉ khi hoàn toàn chắc chắn ông ấy mới dám ra tay với nhà họ lý tuy cậu có thể giết cao thủ siêu phàm cảnh trong nháy mắt nhưng ông nội tôi vẫn không dám chắc cậu đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hay chưa nếu không thể chắc chắn ông ấy còn dám để hoàng tộc thượng quan bắt tay với cậu cùng đối phó với nhà họ lý sao thật ra ông ấy chỉ muốn bỏ ra cái giá thấp nhất để giải quyết nhà họ lý nếu như hy sinh cậu để đổi lấy cơ hội tiêu diệt nhà họ Lý, ông nội tôi nhất định sẽ không từ chối, tôi sợ ông ấy sẽ coi cậu là con tốt thí mạng. Thượng quan nhu cũng không tiện ở lâu, xoay người rời đi. 9 giờ tối, từng chiếc xe bọc thép bắt đầu xuất phát từ hoàng tộc họ thượng quan. Dương Thanh chỉ mang theo hai viên đan dược phùng tiểu Uyển đã để lại cho anh, nhẹ nhàng ra trận. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, anh lại phát hiện một cao thủ thần bí mặc áo khoác màu đen, mang mặt nạ quỷ đang đứng trước cửa. Anh biết người này chính là cao thủ thần bí bên cạnh Thượng quan Hoàng. Thấy đối phương, Dương Thanh khẽ nhíu mày, có chuyện gì? Thượng quan phó nói, "Vì để đảm bảo sự an toàn cho cậu, phiền cậu Thanh đừng rời khỏi tầm mắt của tôi." Nghe Thượng quan phó nói vậy, Dương Thanh thầm nhủ không tốt rồi trong lòng, vẻ mặt nháy mắt trở nên nặng nề. Dương Thanh híp mắt nói, "Thượng quan Hoàng làm vậy không sợ tôi trở mặt nghiêng về nhà họ Lý?" Thượng quan phó không nói gì nhưng Dương Thanh có thể cảm nhận được một luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ từ trên người lão ta. Anh biết người này rất mạnh, nhất định đã ở siêu phàm cảnh. Chỉ là anh mất hết võ công, không thể nào cảm nhận được đối phương rốt cuộc là cao thủ cảnh nào. Với tình hình hiện tại của anh, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì nháy mắt giết một cao thủ siêu phàm nhất cảnh đã là cực hạn rồi, hơn nữa bản thân còn phải chịu phản phệ. Đúng lúc này thượng quan phó lạnh lùng nói, thế nào? Muốn ra tay với tôi? dương thanh nhìn chằm chằm lão ta không hề đáp lời nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ có nên ra tay hay không anh không biết thân phận của thượng quan phó nhưng từ lần trước thượng quan hoàng dẫn lão ta tới gặp anh lần đầu tiên anh đã cảm nhận rõ có điều gì đó không đúng vì lúc thượng quan hoàng thử thăm dò anh có mấy lần đều lén liếc nhìn về phía thượng quan phó từ đó có thể thấy thượng quan phó không phải cấp dưới của thượng quan hoàng mà có thân phận rất cao hôm nay lão ta tới canh chừng anh đương nhiên là không sợ anh bỗng dưng ra tay. Nếu là vậy thì thực lực của đối phương hẳn là ở trên siêu phàm nhất cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Thanh từ bỏ việc ra tay, lạnh lùng nói, nếu tôi đã nói muốn giúp hoàng tộc đối phó nhà họ Lý, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu hoàng tộc đối xử với tôi như vậy thì xin lỗi, tối nay tôi sẽ không xen vào chuyện giữa hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý. Đồng thời, Dương Thanh đã chuẩn bị sẵn thời cơ tốt nhất để tùy lúc lùi về phía sau. Một khi Thượng quan phó muốn ra tay với anh, anh sẽ lập tức uống đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Chỉ cần anh có thể khôi phục võ thực lực võ đạo đỉnh phong, thì sẽ có lòng tin giết được cao thủ thần bí trước mặt. Lúc anh đã chuẩn bị tốt nhất thì Thượng quan phó cũng nhìn anh chằm chằm, sát khí quanh người lão ta nổi lên cuồn cuộn nhưng lại không ra tay ngay, rõ ràng là lão ta cũng rất băn khoăn trong lòng. Khoảng 2 phút sau, sát ý trên người Thượng quan phó dần dần biến mất, lão ta nhìn Dương Thanh chăm chú rồi lạnh lùng nói: nếu cậu dám trêu đùa chúng tôi, cậu nhất định sẽ hối hận." Dứt lời, lão ta nói xoay người rời đi. Dương Thanh thấy lão ta bước về phía trước vài bước rồi biến mất trong không khí. Đến khi lão ta rời khỏi rồi anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc trước này chưa từng có. Thượng quan phó khiến anh cảm thấy lão ta rất mạnh. Tuy anh đã mất hết võ công, không thể nào cảm nhận được sự dao động của khí thế võ đạo. Nhưng dù sao anh vẫn còn thể xác của cao thủ siêu phàm tam cảnh vừa nãy anh cảm nhận rất rõ ràng về sát ý mạnh mẽ của lão ta dành cho anh thực lực của thượng quan phó rất có thể đang ở trên siêu phàm tam cảnh xem ra đúng như lời thượng quan nhu nói thượng quan hoàng không bao giờ làm chuyện lão ta không chắc chắn e là dù không có mình hoàng tộc muốn lật đổ nhà họ lý cũng không khó khăn gì dương thanh lẩm bẩm hôm nay từ cao thủ thần cảnh sơ kỳ trở lên trong hoàng tộc họ thượng quan đã tới nhà họ lý hết rồi số còn lại đều là những người bị thương bị bệnh còn cả người bình thường dưới thần cảnh. Nhưng hoàng tộc cũng không cần lo lắng gì, nơi này là địa bàn của hoàng tộc họ thượng quan, có người bảo vệ hoàng tộc canh giữ, nếu nhà họ lý dám đánh tới thật thì chỉ e sẽ thu hút sự chú ý của người bảo vệ. Dương Thanh không dám chậm trễ, tìm một chiếc xe rồi xuất phát từ phủ thượng quan hoàng, một mình lái xe tới nhà họ lý. Không phải là anh thật sự muốn tới nhà họ lý mà anh hiểu rất rõ, nếu thượng quan hoàng đã sắp xếp cao thủ thần bí vừa rồi canh chừng anh thì đương nhiên sẽ có những người khác cũng lo chuyện này nếu bây giờ anh quay xe đi càng xa hướng đi tới nhà họ lý thì e rằng thượng quan hoàng sẽ lập tức biết tin này một khi hoàng thành bị phong tỏa anh muốn rời khỏi lần nữa sẽ rất khó đúng vậy thật ngay lúc anh lái xe rời khỏi hoàng tộc thượng quan hoàng đang gấp gáp đi tới nhà họ lý đã nhận được điện thoại hoàng chủ dương thanh một mình lái xe tới nhà họ lý được tôi biết rồi Thượng quan Hoàng nói: Ngay lúc mấy chục chiếc xe của hoàng tộc họ Thượng quan đi tới nhà họ Lý, ở trang viên nhà họ Lý, trong mật thất tu luyện của Lý Trọng. "Bố, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Thượng quan Hoàng đích thân dẫn tất cả cao thủ thần cảnh của hoàng tộc đi về phía nhà họ Lý chúng ta. Lý Giang hùng mặc kệ Lý Trọng còn đang tu luyện trong mật thất, lão ta xông thẳng vào trong, vẻ mặt sợ hãi nói: "Con nói gì?" Lý Trọng lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt giận dữ, "Con chắc chắn tin này là thật?" Lý Giang Hùng sắp khóc tới nơi, vội vàng gật đầu, rất chắc chắn. Từ hoàng tộc thượng quan đến nhà họ Lý chỉ có một con đường chính, đoàn xe của họ vô cùng khí thế, khua chiêng gõ trống. Tin tức này đã gây chấn động cả hoàng thành, rất nhiều gia tộc đều đang suy đoán có phải hoàng tộc muốn tiêu diệt nhà họ Lý chúng ta hay không. Vẻ mặt nặng nề của Lý Trọng hơi đáng sợ, Lý Giang Hùng không dám nói nữa, chờ lão ta ra lệnh. Dù hiện giờ nhà họ Lý đã rất mạnh, nhưng nếu không có cao thủ siêu phàm cảnh Lý Trọng thì nhà họ Lý còn lâu mới là đối thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan. Lý Trọng im lặng một lát rồi mới cắn răng nghiến lợi nói, nếu hoàng tộc Thượng Quan gấp gáp muốn chết như vậy, bố sẽ cho chúng được như ý. Vẻ mặt Lý Giang Hùng lập tức trở nên kinh hãi, lão ta vội vã nói, "Bố, bố đừng quên, còn có một Dương Thanh. Nếu hoàng tộc họ Thượng Quan dám đột ngột ra tay với nhà họ Lý, nhất định là do đã thỏa thuận gì đó với Dương Thanh." lý trọng đập một trường thật mạnh xuống cái bàn đá trước mặt cái bàn đá lập tức biến thành bột mịn trên người lão ta vần quanh khí thế võ đạo cực kỳ đáng sợ khiến lý giang hùng liên tiếp lui về phía sau trong ánh mắt lý trọng tràn đầy vẻ tức giận và đáng sợ lão ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy lão ta vừa nói vừa đi tới trước mặt con sư tử đá sau mật thất tay phải ấn lên đầu sư tử xoay nhẹ không một ai hay ngay trong mật thất dưới lòng đất của nhà họ Lý vẫn còn 8 cao thủ. 8 cao thủ này chính là 8 người trong số 9 vị cao thủ đã biến mất cùng Lý Trọng 50 năm trước, một người còn lại trong số đó là Lý Giang Hải, kẻ đã bị Dương Thanh giết chết. Ông tổ, chú ba đâu? Lúc này, tên cao thủ đứng đầu bỗng nhìn về phía Lý Trọng, hỏi. Đáy mắt Lý Trọng thoáng lóe lên một ý muốn giết người mãnh liệt, lão ta lạnh lùng nói, "Chết rồi." "Cái gì? Chết rồi? Chú ba là cao thủ siêu phàm cảnh cơ mà." Tuy chỉ mới là nhất cảnh nhưng cũng đã tu luyện tại nhất cảnh này nhiều năm, dù là cao thủ siêu phàm nhị cảnh bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của chú ấy, sao lại chết được? Những người còn lại đều hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng phẫn nộ vô cùng. Hơn 50 năm trước, bọn họ đi theo Lý Trọng rời khỏi hoàng thành thượng quan, ra bên ngoài tu hành nhiều năm, cũng chỉ mới trở lại gia tộc họ Lý được vài năm nay. Tính cả Lý Giang Hải là chín cao thủ, 50 năm qua, bọn họ luôn tu luyện cùng nhau, thân như tay với chân hôm nay lại bỗng nghe được tin một người đã chết tám cao thủ từng người đều bùng phát ra một khí thế khủng bố không sao tưởng tượng được ông tổ rốt cuộc ai đã giết chú ba chúng ta phải báo thù cho chú ấy tay cao thủ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói hơi thở võ thuật trên người lão ta tăng vọt khủng khiếp không yếu hơn lý trọng bao nhiêu lý trọng lại lên tiếng yên tâm đi mối thù này sẽ được báo nhanh thôi lúc này cả tám cao thủ đều không biết có chuyện gì xảy ra nghe lý trọng nói thế bọn họ chỉ biết đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, bọn họ cũng mơ hồ đoán được một ít. Trước đây, bọn họ rời đi theo Lý Trọng thì đã biết sứ mệnh của mình là gì. Nay chú bà bị giết, Lý Trọng lại để bọn họ ra ngoài, vậy chứng tỏ sự việc được Lý Trọng bố trí 50 năm qua đã sắp bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Lý, hơn 10 chiếc xe màu đen đồng bộ xếp hàng trước cửa chính, từng vị cao thủ mang theo hơi thở võ thuật cực khủng khiếp đang bước xuống xe. Thượng quan Hoàng đứng trước nhất, hơi thở võ thuật đã gần sát với siêu phàm nhất cảnh tràn ra từ trên người lão ta. "Phá đi!" Thượng quan Hoàng ra lệnh một tiếng, hai gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong thoáng di chuyển, nháy mắt đã xuất hiện trước cổng chính của trang viên nhà họ Lý. Ầm, um, gần như cùng một lúc, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia công kích vào cánh cổng to lớn và nặng nề, một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cổng lớn ầm ầm đổ xuống. Dưới sự chỉ huy của Thượng quan Hoàng, Đám cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan đồng loạt xông vào trang viên nhà họ Lý. Chỉ có điều, ngay khi đám cao thủ hoàng tộc này xông vào trang viên nhà họ Lý, mười mấy cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý dưới sự chỉ huy của Lý Giang Hùng cũng xông ra chắn trước đội quân cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan. Lý Giang Hùng căm tức nhìn Thượng Quan Hoàng, lạnh lẽo nói: "Thượng Quan Hoàng chủ, ông làm vậy là có ý gì?" Tuy lão ta đã biết hoàng tộc họ Thượng Quan kéo tới muốn tiêu diệt gia tộc họ Lý, lòng lão ta cũng có đôi phần sợ hãi nhưng lão ta cũng biết, chỉ cần có Lý Trọng ở đây, hoàng tộc hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào diệt được gia tộc lão ta. Hoàng tộc họ thượng quan mà muốn diệt được nhà họ Lý, chỉ e cũng phải trả một cái giá cực đắt. Thượng quan hoàng hỏi ngược lại, vì sao tôi phải dẫn người tới đây, lẽ nào ông chủ Lý còn không rõ hay sao? Lý Giang Hùng nghiến răng nói, nếu thượng quan hoàng chủ đã tới thì dĩ nhiên sẽ có lý do để tấn công nhà họ Lý tôi, sao tôi biết được? Thượng quan hoàng quát lớn, chưa nói nhảm nữa, Bảo Lý trọng cút ra đây ngay." Lý Giang hùng cười nhạt, "Thượng quan hoàng, không phải tôi coi khinh ông, nhưng chỉ bằng một thứ vô dụng đến cả siêu phàm cảnh cũng không bước vào được như ông thì còn chưa có tư cách mời bố tôi ra đây đâu. Nếu bây giờ ông dẫn đám người kia rời khỏi đây, nhà họ Lý chúng tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau này hoàng tộc thượng quan các ông vẫn cứ là hoàng tộc, nhà họ Lý chúng tôi vẫn cứ là gia tộc họ Lý, hai bên không phiền gì đến nhau. Còn nếu ông nhất quyết muốn khai chiến với nhà họ Lý chúng tôi, Vậy thì hôm nay, dù không diệt được hoàng tộc thượng quan, nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ đánh cho hoàng tộc tan nát mới hả? Tôi thật sự muốn biết, một hoàng tộc thượng quan tàn tạ rồi, những hoàng tộc khác liệu có thèm muốn xâm chiếm không? Nếu đã trở mặt thì không cần thiết phải khách khí với nhau làm gì, Lý Giang Hùng không thèm che giấu thái độ khinh miệt với hoàng tộc họ thượng quan nữa. Ông chán sống rồi, thượng quan hoàng phẫn nộ tổn độ, nhưng lão ta cũng biết, những điều Lý Giang Hùng nói đều là sự thật. giấu sao, nhà họ Lý còn có một Lý Trọng có thực lực siêu phàm tứ cảnh chấn giữ, thậm chí còn có khả năng, chín vị cao thủ cùng Lý Trọng rời đi từ 50 năm trước, đến nay cũng đã bước vào siêu phàm cảnh. Trước kia, Lý Giang Hải đi theo Lý Giang Hùng tới Hoàng tộc Thượng Quan, định mang Dương Thanh tới nhà họ Lý chính là một trong chín vị cao thủ đã biến mất cùng Lý Trọng từ 50 năm trước. Chỉ có điều, nhà họ Lý còn không biết, ở Hoàng tộc họ Thượng Quan, dù người bảo vệ Hoàng tộc không ra tay thì cũng còn một cao thủ siêu cấp nữa, đó là vì hoàng thúc mà ngay cả chính thượng quan hoàng cũng không biết người này mạnh đến mức nào. Nhưng lão ta có thể chắc chắn một điều, nếu Lý Trọng đối đầu với thượng quan phó, Lý Trọng tuyệt đối không có phần thắng. Theo suy đoán của lão ta, thực lực của thượng quan phó hẳn phải đạt tới siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí có thể là siêu phàm lục cảnh. Có điều, hoàng tộc thượng quan chỉ có một cao thủ siêu phàm cảnh là thượng quan phó, mà nhà họ Lý, ngoại trừ Lý Trọng, bọn họ có thể còn có rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh khác. Chính vì lo nghĩ tới điểm này nên hoàng tộc họ thượng quan trần chờ hồi lâu vẫn chưa ra tay với nhà họ Lý. Xong, hôm nay hoàng tộc họ thượng quan đã có thêm một sự trợ giúp, đó chính là Dương Thanh, người vốn có thù hận với nhà họ Lý. Chấm, vô số cao thủ của các gia tộc đều đã tiếp nhận tin tức này, tuy lòng vẫn còn chấn động vô cùng. Dẫu sao, nơi này cũng là hoàng thành thượng quan, vốn nên nằm trong tay hoàng tộc họ thượng quan, nhưng nay lại bị nhà họ Lý liên tục lấn lướt chiếm đoạt, lần này coi như đáng đời nhà họ Lý. Bên phía hoàng tộc họ Thượng Quan, Thượng Quan Hoàng rời khỏi nhà họ Lý bèn ra lệnh, huy động tất cả các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc lùng bắt Dương Thanh trong toàn thành. Vâng, nhất thời, toàn bộ các cao thủ thần cảnh của hoàng thành Thượng Quan đều gia nhập cuộc đua lùng bắt Dương Thanh. Lúc này, Thượng Quan Nhu cũng rất nóng ruột, cô ta lo lắng cho Dương Thanh vô cùng. Cô ta muốn liên lạc với Dương Thanh nhưng không cách nào làm được. Ngay cả chính cô ta cũng không nhận ra khi biết dương thanh quyết định chạy thoát khỏi hoàng thành cô ta không hận dương thanh mà lại lo lắng cho anh không biết liệu anh có thể thuận lợi rời khỏi hoàng thành thượng quan này hay chăng chẳng mấy chốc toàn bộ hoàng thành thượng quan đều đã bị phong tỏa sân bay và trạm tàu hỏa cùng với tất cả các trạm kiểm tra của toàn thành đều bị phong tỏa toàn bộ tất cả mọi cao thủ trong hoàng thành đều gia nhập công cuộc tìm kiếm dương thanh những người vốn chưa từng nghe nói đến dương thanh nay cũng đều đã biết tên biết mặt ảnh chụp của anh đã được đăng khắp thành trong lúc hoàng tộc họ thượng quan và nhà họ lý đang dốc sức truy lùng dương thanh khắp thành dương thanh đang ngồi trên một chiếc xe thuê phóng về phía con đường rời khỏi hoàng thành thượng quan từ sau khi rời khỏi nhà họ lý đây đã là chiếc xe thứ năm anh đổi xe liên tục để tránh né sự truy lùng của hoàng tộc họ thượng quan và người nhà họ lý anh biết chuyện mình chạy trốn sẽ nhanh chóng bị phát hiện nhưng anh không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh đến thế dựa theo kế hoạch của anh ít nhất phải đến khi anh sắp rời khỏi hoàng thành thượng quan thì mới có người phát hiện, nhưng nào ngờ, anh mới rời khỏi nhà họ Lý chưa đến một giờ đồng hồ đã có người nhận ra sự khác thường. Bây giờ là 10 giờ tối, trên đường chỗ nào cũng có người kiểm tra khách đi lại. Ngay khi Dương Thanh đang suy tính làm thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi hoàng thành thượng quan, chiếc xe trước mặt bỗng dừng lại, Dương Thanh vội vã đạp phanh, bấy giờ mới phát hiện, đoạn đường trước mặt đã bị chặn, cách anh chừng 300 mét có một trạm kiểm tra đang tiến hành giả soát từng xe qua lại. Dương Thanh nhíu mày, xem ra, muốn rời khỏi hoàng thành thượng quan này thì không thể dùng xe hơi được rồi. Dứt lời, anh xuống xe, bỏ lại xe ở đó, quay đầu bước đi. Hiện giờ còn tối thiểu một giờ đồng hồ mới có thể rời khỏi hoàng thành thượng quan, nếu anh bị kiểm tra, nhất định sẽ tra được thân phận, ở đây chờ bị tra ra còn chẳng bằng tranh thủ thời gian rời đi trước. Mẹ kiếp, rốt cuộc có chuyện gì mà phải phong tỏa toàn thành thế này? cái gã dương thanh kia rốt cuộc là ai mà khiến cho hoàng tộc họ thượng quan phong tỏa cả hoàng thành để tìm hắn chấm bấy giờ vô số người đang oán thắn tức tối trong đó có rất nhiều người không biết dương thanh từng giây từng phút trôi đi dương thanh đã ra khỏi xe một lúc lâu dọc theo con đường này anh thấy rất nhiều cao thủ của hoàng tộc và nhà họ lý may sao hiện nay trên người anh không có chút hơi thở võ thuật nào nếu không những cao thủ kia đã sớm phát hiện ra anh rồi không ổn có sơ hở rồi Đi được một hồi, Dương Thanh bỗng dừng chân, mặt đanh lại. Bởi vừa rồi anh bỗng nhớ tới, ban nãy anh bỏ lại xe giữa dòng xe cộ, một mình bỏ đi. Đoạn đường kia vốn đã bị chặn, nay lại có một chiếc xe thuê không người chắn giữa đường sẽ khiến đoạn đường đó càng tắc nghẽn thêm. Chuyện này nhất định sẽ có người phát hiện, đến khi đó, các cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan và nhà họ lý sẽ dễ dàng đoán được vị trí đại khái của anh. Không được, mình phải tìm cách rời khỏi đây ngay, nếu không, với tình hình hiện tại của mình chỉ cần không quá nửa giờ là đã bị phát hiện rồi dương thanh lẩm bẩm sau đó nhanh chóng loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu lúc này anh cực kỳ trầm tĩnh hệt như một cỗ máy lạnh lẽo bằng kim loại hôm nay anh đã không còn bất kỳ đường lui nào từ lúc anh quyết định rời đi cũng là thời khắc anh xác nhận với hoàng tộc họ thượng quan và nhà họ lý tu vi võ thuật của anh đã bị phế bỏ hoàn toàn dương thanh anh mới đi chưa được bao lâu bỗng có một bóng người trung niên xông tới trước mặt trong tay còn cầm một tấm hình đúng là hình của Dương Thanh phát hiện Dương Thanh tại giao lộ phía nam gã đàn ông trung niên vội nâng bộ đàm lên báo cáo đáy mắt Dương Thanh lạnh lẽo như băng anh quát chết đi chân anh di động lao thẳng về phía gã đàn ông trung niên kia uyên Dương Thanh tung một cước thân mình gã trung niên bay người ra sau lập tức mất mạng người này không phải cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan hay nhà họ Lý Tuy chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ nhưng nếu đối phương đã nhằm vào anh thì đều đáng chết. Dương Thanh, mày đã bị chúng tao bao vây, trốn không thoát đâu. Mau đầu hàng đi thôi." Anh vừa mới chuẩn bị cất bước, sau lưng đã có một giọng nói của cao thủ hoàng tộc truyền tới. Gần như cùng lúc, xung quanh anh xuất hiện một đám cao thủ thần cảnh, trong số những người này, có người thuộc hoàng tộc họ Thượng Quan, cũng có người thuộc gia tộc họ Lý. Bọn họ đều có một mục đích, đó là giết chết Dương Thanh. Dương Thanh đảo mắt nhìn qua đám người này, cất giọng lạnh lùng nói, tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu không muốn chết thì cút hết cho tôi. Mặc dù anh đã không còn cảnh giới võ thuật nhưng lại vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh, những cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cảnh đều không thể làm gì được anh, cùng lắm chỉ có thể tiêu hao thể lực của anh mà thôi. Kẻ nào bị anh lại gần đều chỉ còn một con đường chết. Dương Thanh đã bắt đầu vận hành phép hô hấp thứ nhất của đại đạo thiên diễn kinh, từng luồng hơi thở ôn hòa liên tục cọ rửa gân cốt anh, Đồng thời xông vào lục phủ ngũ tạng của anh, thể lực vừa tiêu hao trong quá trình chạy trốn đã nhanh chóng khôi phục trở lại. Hơn chục cao thủ thần cảnh bao vây quanh anh, lại không một ai dám ra tay trước. Bọn họ đều biết rõ, dù Dương Thanh đã mất sạch võ thuật nhưng vẫn có năng lực giết chết cao thủ siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt. Điều bọn họ phải làm lúc này là giữ chân Dương Thanh ở đây, chờ cao thủ đứng đầu của hoàng tộc hoặc của gia tộc họ Lý tới, dù không ai là đối thủ của Dương Thanh thì với số lượng áp đảo, đàn kiến cũng có thể cắn chết voi. Dĩ nhiên Dương Thanh cũng hiểu được điều này, anh không hề do dự, cất bước đi thẳng về phía trước. "Dương Thanh, mày đừng có làm liều, hoàng chủ chỉ sai chúng tao bắt mày trở lại, không có ý định gây thương tổn cho mày, nhưng nếu mày tấn công chúng tao trước thì sự việc đã khác đi rồi, đến khi đó, dù hoàng chủ muốn tha mạng cho mày, các cao thủ của hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý." Tay cao thủ thần cảnh trung kỳ cầm đầu đám người này nói với Dương Thanh, đồng thời, khi Dương Thanh di chuyển tới gần, ông ta cũng dẫn đám cao thủ kia lùi lại phía sau liên tục. Dương Thanh đâu phải kẻ ngu, nếu anh bị đám người này mang về hoàng tộc, e rằng chỉ còn một đường chết, dù thượng quan hoàng không giết anh cũng nhất định sẽ tìm cách moi ra bí mật khiến anh trở nên mạnh mẽ. Dương Thanh âm thầm đếm, vừa đúng 8 người, hơn nữa, mỗi người đều gây cho anh một áp lực cực kỳ lớn. Mặc dù anh không cách nào cảm nhận được cảnh giới võ thuật của bọn họ, nhưng anh biết, tất cả bọn họ đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Lúc này, ngay cả Dương Thanh cũng đã biến sắc, nhìn cao thủ cầm đầu đội siêu phàm cảnh của nhà họ Lý bị giết chết trong tích tắc, lòng anh trầm xuống. Anh không ngây thơ đến độ tưởng rằng có người tới giết cao thủ nhà họ Lý để cứu mình. Hôm nay, không chỉ có cao thủ nhà họ Lý đuổi giết anh mà còn cả cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan cũng đang truy đuổi anh giáo giết. Ở đây, kẻ có thể giết chết cao thủ nhà họ Lý chỉ có thể là cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan. Ban đầu, đội ngũ cao thủ nhà họ Lý có 9 siêu phàm cảnh, Dương Thanh đã giết chết 3 người, kẻ thần bí vừa hạ gục một tên, Nay chỉ còn lại 5 cao thủ. Quan trọng nhất là ba người mạnh nhất đội ngũ này đều đã chết. Năm tên cao thủ còn lại đều chỉ là siêu phàm nhất cảnh mà thôi. Rốt của kẻ nào vừa ra tay, năm cao thủ còn lại của nhà họ Lý đều tức giận không thể kiềm chế. Tận mắt nhìn người anh em từng cùng nhau tu luyện hơn 50 năm bị giết chết, bọn họ vừa phẫn nộ lại vừa đau xót tột cùng. Vào lúc này, một bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ từ trong đêm tối bước ra là ông à? Dương Thanh lập tức nhận ra đối phương, đây chính là vị cao thủ ở bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Rốt cuộc mày là ai? Che che giấu giấu thì đáng mặt gì chứ? Có giỏi thì bỏ mặt nạ xuống, để chúng tao xem mày là kẻ nào. Người đứng thứ tư trong đội cao thủ siêu phàm cảnh nhà họ Lý sầm mặt quá to. Mặc dù biết đối phương chính là cao thủ bên cạnh Thượng Quan Hoàng nhưng Dương Thanh cũng biết người này hẳn phải có thân phận cực cao trong hoàng tộc họ Thượng Quan, thậm chí còn có thể là bậc cha chú của Thượng Quan Hoàng bởi vì lần trước, khi Thượng quan Hoàng mang người này tới gặp anh, anh có thể nhận ra Thượng quan Hoàng đối xử với người này hết sức cung kính. Lúc này, anh cũng đang cực kỳ muốn biết, vị cao thủ đeo mặt nạ quỷ này rốt cuộc là ai. Nếu các người đã muốn biết tôi là ai thì tôi sẽ cho các người tỏa nguyệt, chỉ có điều, tất cả những kẻ từng nhìn thấy mặt tôi luôn phải nhận một kết cục, đó chính là chết. Người kia lạnh lẽo lên tiếng. Tên cao thủ anh tư của nhà họ Lý cười nhạt, nói, mày đã giết chết anh cả của chúng tao, hôm nay, nếu mày không giết được chúng tao thì ngày này năm sau là ngày rỗ của mày. Vậy tôi cho các người được tọa nguyện. Vị cao thủ thần bí của hoàng tộc họ thượng quan lạnh lùng nói, sau đó, lão ta gỡ chiếc mặt nạ quỷ xuống, một gương mặt già nua xuất hiện trước mắt bao người. Thì ra là ông, tên cao thủ anh tư nhà họ Lý vừa thấy khuôn mặt kia, con người liền co rút lại, đồng thời sắc mặt cũng tràn đầy sợ hãi thân mình liên tục run lẩy bẩy. Anh tư, ông ta là ai? Có người không nhận ra vị cao thủ kia, bèn lên tiếng hỏi. Anh Tư run giọng đáp, "Đó là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Thượng Quan, cũng chính là chú của hoàng chủ hiện tại, tên là Thượng Quan Phó." Ầm, ừ, lão ta vừa dứt lời, các cao thủ khác của nhà họ Lý đều biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Thượng Quan Phó. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nghe nói đến thân phận của Thượng Quan Phó, lòng anh cũng vô cùng chấn động, thì ra lão ta chính là hoàng chủ đời trước, chẳng trách Thượng Quan hoàng lại cung kính với người này đến thế. Thượng quan phó cười nhạt, thật không ngờ đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện lại mà vẫn còn có người nhớ được tên tôi. Tên anh tư kia nghiến răng nói, thượng quan phó, nói thế nào thì ông cũng là người thuộc hàng cha chú, vậy mà lại tùy tiện giết hại cao thủ nhà họ Lý chúng tôi như thế, có phải hơi quá đáng rồi không? Ngôn tình hay thượng quan phó khinh thường cười lạnh, quá đáng à? Nói như các cậu, Dương Thanh cũng là hàng con cháu, lại đã mất hết phó thuật, còn bị cả đám cao thủ siêu phàm cảnh các cậu bao vây tấn công như vậy chẳng phải các cậu càng tồi tệ hơn hay sao? Đám cao thủ nhà họ Lý lập tức im lặng, một hồi lâu sau, anh tư kia lại hỏi, nói vậy, ông tới đây là để cứu cậu ta à? Thượng quan phó không đáp, ánh nhìn sắc bén như dao bóng rơi xuống người Dương Thanh. Giây phút này, Dương Thanh có cảm giác mình đang bị cái chết bao trùm lên rồi, kẻ kia chỉ cần nảy sinh một ý niệm trong đầu là có thể dễ dàng giết chết mình. Cho đến giờ phút này, anh mới ý thức được, vị cao thủ vẫn luôn ẩn núp bên cạnh thượng quan hoàng mạnh đến cỡ nào, chỉ sợ cảnh giới võ thuật của lão ta đã vượt qua Lý Trọng rồi, nhưng hẳn cũng không cao hơn Lý Trọng là bao. Lý Trọng tuy chỉ mới tới siêu phàm tứ cảnh nhưng cũng đã tiến sát tới cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, quan trọng hơn nữa là, Lý Trọng đang tu luyện đại đạo thiên diễn kinh, có thể chiến đấu vượt cảnh giới, có nghĩa là, thực lực của Lý Trọng chỉ ít cũng phải ngang với cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí có thể gần bằng siêu phàm lục cảnh. Hoàng tộc họ thượng quan đã có thượng quan phó âm thầm bảo vệ, nhưng hoàng tộc họ Thượng Quan vẫn không chịu ra tay với nhà họ Lý, như vậy chỉ có một khả năng, đó là hoàng tộc vẫn còn có điều cần lo lắng. Lo lắng này nhất định đến từ Lý Trọng, Thượng Quan phó hoàn toàn không dám chắc mình có thể nhanh chóng giết chết Lý Trọng hoặc đánh trọng thương lão ta. Không chỉ có thế, Thượng Quan phó còn biết Lý Trọng đang âm thầm bồi dưỡng 9 cao thủ siêu phàm cảnh, một khi cuộc chiến giữa hai tộc nổ ra, nếu lão ta không thể nhanh chóng hạ gục Lý Trọng thì 9 tên cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý sẽ tàn sát sạch người của hoàng tộc. Thượng quan phó không dám đặt cược, cho nên vẫn không dám ra tay với nhà họ Lý, đồng thời cũng nấn ná mãi không chịu ra mặt. Nhưng tình thế hôm nay đã khác, tất cả mọi cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đều đã ra mặt, trừ đi ba người bị Dương Thanh giết cùng với một tên vừa rồi bị lão ta hạ gục, đội quân siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đã thiệt hại rất nặng nề. Còn lại năm tên cao thủ siêu phàm nhất cảnh chỉ là con sâu cái kiến trước mặt lão ta mà thôi. Dương Thanh đoán lão ta đã sớm có mặt ở đây. Nhưng thấy anh bị đám cao thủ nhà họ Lý bao vây nên mãi vẫn không ra mặt, mãi đến khi Dương Thanh bị đánh trọng thương, sắp bị mang đi, lão ta mới nhảy ra. Có một điều có thể khẳng định, thực lực của thượng quan phó nhất định cao hơn Lý Trọng, vậy tức là cảnh giới võ thuật của lão ta hẳn đang nằm ở siêu phàm lục cảnh. Lòng Dương Thanh lúc này đang chua xót tột cùng, hiện tại anh đã thực sự bị phế bỏ rồi, nếu không sử dụng viên thuốc của Phùng Tiểu Uyển, anh làm gì có khả năng tham dự cuộc chiến giữa các cao thủ siêu phàm cảnh. Dương Thanh lắc đầu, xin lỗi, tôi không giúp gì được các ông đâu. Dù anh còn sức chiến đấu trận nữa thì cũng không thể giúp sức đối phó với thượng quan phó giúp bọn họ, bởi vì anh biết rõ, lấy trạng thái hiện tại của anh mà đối đầu với thượng quan phó thì hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Ngược lại, nếu những cao thủ siêu phàm cảnh này có thể bám chân thượng quan phó một thời gian, đợi lý trọng tới, chưa biết chừng lại có thể được xem một trận chiến long trời lở đất. Đợi khi thượng quan phó và lý trọng đều bị tổn thất nặng trong trận chiến, anh sử dụng viên thuốc kia lấy lại thực lực thì toàn bộ hoàng thành thượng quan này còn ai có thể cản được bước chân anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền danh con, mày đừng có không biết điều, bọn tao cho mày cơ hội giúp chúng tao cũng là để cứu mày rồi, bằng không, bọn tao mà chết thì thượng quan phó cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thấy Dương Thanh từ chối, anh tư của đám cao thủ nhà họ Lý kia bèn tức giận nói. Dương Thanh cười nhạt, chưa bàn đến chuyện dù tôi có giúp các ông thì liệu có giết nổi thượng quan phó hay không, dù có giết được thì sau đó thế nào? Lý Trọng có thể để tôi sống sao? May chán sống rồi à, đám cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đều nổi giận. Nhưng bọn họ cũng hiểu, những điều Dương Thanh nói đều là sự thật. Dẫu sao Dương Thanh cũng đã giết chết ba người anh em của họ, dù Lý Trọng có đồng ý bỏ qua cho Dương Thanh thì bọn họ cũng sẽ không thể bỏ qua. Thượng quan phó lại có vẻ hoàn toàn không lo đến chuyện các cao thủ nhà họ Lý liên hợp lại đối phó với lão ta, thậm chí thái độ còn có vẻ châm trọng. Dương Thanh vội nhìn sang phía thượng quan phó, lớn tiếng nói, tiền bối, tuy tôi đã từng gài bẫy hoàng tộc họ thượng quan nhưng thực ra cũng chưa tạo thành tổn thất gì cho hoàng tộc. Tôi cầu xin tiền bối tha cho tôi lần này, đợi khi võ thuật của tôi khôi phục lại, hoàng tộc họ thượng quan chính là người bạn tốt nhất của tôi. Thượng quan phó nhìn Dương Thanh, thoáng vẻ cười cợt, lão ta nói, vậy phải xem xem thái độ của cậu thế nào, nếu bây giờ cậu giết hết đám người kia đi thì tôi có thể nghĩ tới chuyện cho cậu một cơ hội. Dương Thanh cười khổ, tiền bối, thực lực của ngài cao như thế, hẳn đã nhận ra, hiện giờ tôi không còn sức lực gì nữa, dù tôi có muốn giết bọn họ thay ngài cũng làm không nổi. Hơn nữa, nếu tiền bối sợ tôi phản bội, hợp tác với nhà họ Lý thì thực sự không cần thiết đâu, dẫu sao tôi cũng đã tự tay giết chết ba cao thủ siêu phàm cảnh của họ rồi. Người nhà họ Lý hiện chỉ hận đến nỗi muốn xé xác tôi thành trăm mảnh, sao tôi có thể hợp tác với họ? Xin tiền bối cho tôi một cơ hội đi nghe dương thanh nói thế cả đám cao thủ nhà họ lý đều đã giận điên lên tên anh tư của đám cao thủ phẫn nộ quát lớn dương thanh mày muốn chết đúng không đợi ông tổ nhà chúng tao tới chúng tao chắc chắn sẽ bắt mày phải trả một cái giá đắt dương thanh cười nhạt nói các ông thực sự cho rằng chỉ bằng lý trọng là có thể giết được thượng quan tiền bối hay sao nếu các ông không xuất hiện thì thượng quan tiền bối còn có thể tha cho nhà họ lý một đường sống nhưng hôm nay các ông đều ra mặt rồi chẳng lẽ thượng quan tiền bối còn có thể mắt nhắm mắt mở để nhà họ lý tác oai tác quái trên đầu hoàng tộc họ thượng quan chắc. Thượng quan phó hơi nheo mắt lại, dĩ nhiên lão ta hiểu được ẩn ý của Dương Thanh. Hiển nhiên, Dương Thanh làm thế là để khoe khoang, thể hiện sự khôn lỏi của mình với lão ta, mong nhờ việc này được lão ta xem trọng mà tha chết cho. Có điều, Dương Thanh thực sự nghĩ như vậy sao? Các anh em, anh cả cũng đã chết rồi, dù chúng ta có dốc toàn lực cũng không thể đấu được với lão chó già họ thượng quan kia. Tên anh tư của nhà họ Lý chợt quay sang nhìn các cao thủ khác, kích động nói thẳng. Những người còn lại đều gật đầu, đáy mắt lóe lên ý muốn giết người mãnh liệt. "Anh tư, anh không cần nói nữa, chúng tôi đều hiểu ý anh, ngay cả anh cả đều không phải là đối thủ của lão chó già kia thì chúng ta càng không có hy vọng đánh thắng, nói trắng ra là hôm nay chúng ta hẳn phải chết chắc rồi." Một tên cao thủ nhà họ Lý lên tiếng, sau đó lập tức lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, bên trong bình là một chất lỏng màu đỏ sậm. Khi nhìn thấy bình thủy tinh trong tay đối phương Dương Thanh lập tức biến sắc, thốt lên, liều thuốc siêu phàm. Là một nạn nhân từng bị liều thuốc này của Black Doctor tàn hại, dĩ nhiên Dương Thanh biết ngay thứ chất lỏng trong tay cao thủ nhà họ Lý là cái gì, đó chính là một thứ nước thuốc có thể tăng mạnh sức chiến đấu của cao thủ. Loại thuốc này, một khi sử dụng, thực lực sẽ tăng vọt, đương nhiên, không phải ai cũng có thể dùng nó, những người có thể chất không đủ tốt hoàn toàn không chịu nổi công hiệu cực kỳ mãnh liệt của liều thuốc siêu phàm này. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, đám cao thủ nhà họ Lý đồng loạt quay sang nhìn anh, đáy mắt lóe sát khí, dường như bọn họ cũng không ngờ Dương Thanh lại biết đến liều thuốc siêu phàm này. Thượng Quan phó nhíu mày, quay sang hỏi Dương Thanh, "Liều thuốc siêu phàm là cái gì?" Bấy giờ Dương Thanh mới nhận ra mình lỡ miệng để lộ, trong tình huống thế này, hẳn anh không nên nói gì mới phải, nhà họ Lý có 5 cao thủ siêu phàm nhất cảnh, một khi bọn họ sử dụng liều thuốc siêu phàm thành công thì thực lực sẽ tăng mạnh trong một thời gian ngắn đến khi đó chỉ e chính thượng quan phó cũng phải gánh một áp lực không nhỏ đâu nhưng thượng quan phó đã hỏi dương thanh không thể không đáp anh đành nghiêm sắc mặt nói liều thuốc siêu phàm là thành quả nghiên cứu của black doctor là thứ thuốc chuyên dành riêng cho cao thủ siêu phàm cảnh uống vào sẽ tăng mạnh thực lực hoặc cũng có thể sẽ mất mạng vì thân thể không cách nào gánh chịu nổi dược hiệu anh vừa dứt lời thượng quan phó lập tức giận dữ ánh mắt bén như dao liếc sang đám cao thủ nhà họ lý lạnh lẽo quát chán sống rồi hả à. Chỉ có điều, lúc này mỗi một cao thủ đều đang cầm một lọ thuốc siêu phàm trong tay, năm tên cao thủ siêu phàm cảnh đồng thời ngửa đầu uống sạch bình thuốc. Ầm, um, ngay khi bọn họ dùng liều thuốc siêu phàm, trong nháy mắt, từng luồng hơi thở võ thuật cực kỳ cuồng bạo đã bao phủ toàn bộ khu vực này. Ngay cả chính thượng quan phó cũng cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn đang đe dọa mình. Trong một tích tắc, đáy mắt lão ta đã tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói, xem ra, gia tộc họ Lý này đúng là không nên tồn tại ở hoàng thành thượng quan các anh em giết thượng quan phó tên anh tư đã gầm lên một tiếng đầy giận dữ sau đó dẫn đầu đám người lao về phía thượng quan phó bốn tên cao thủ còn lại cũng bám theo sát gót nháy mắt cuộc đại chiến đã bắt đầu dương thanh âm thầm kích động ban đầu anh còn lo mình mà nói ra hiệu quả của liều thuốc siêu phàm này rồi thượng quan phó sẽ cố gắng giết đám người kia thật nhanh nhưng không ngờ thượng quan phó còn chưa kịp ra tay năm tên cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ lý đã uống thứ thuốc kia đồng thời chủ động tấn công thượng quan phó Lúc này, anh bỗng vô cùng chờ mong Lý Trọng có thể nhanh chóng tới đây, đợi khi Lý Trọng tới, chỉ sợ năm tên cao thủ siêu phàm cảnh còn sót lại của nhà họ Lý đều đã chết hết. Có phải cậu thất vọng lắm không? Thượng quan phó bỗng nheo mắt nhìn về phía Dương Thanh, hỏi. Lý Trọng không trả lời thượng quan phó, bởi vì mắt Lý Trọng lúc này đã hoàn toàn đỏ như máu, khi thế võ đạo trên người cũng tăng vọt, điên cuồng tấn công thượng quan phó chẳng khác nào một con thú hoang mất kiểm soát. Mặc dù Thượng Quan Phó là cao thủ siêu phàm lục cảnh nhưng Lý Trọng cũng gần đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, còn có đại đạo thiên diễn kinh có thể tăng cường thực lực. Sau khi Lý Trọng uống liều thuốc siêu phàm, thực lực có dấu hiệu mơ hồ áp chế lão ta. Nhưng bây giờ Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế, thực lực lập tức tăng vọt và vượt qua lão ta. Ầm, uhm, Thượng Quan Phó không kịp tránh nên trúng một đòn của Lý Trọng. Một tiếng động lớn vang lên, lão ta giống như quả bóng cao su bị đánh bay ngược ra ngoài. Dương Thanh chấn động khi thấy Lý Trọng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ thực lực của Lý Trọng đã gần bằng với người bảo vệ hoàng tộc. Dương Thanh, cậu có biết suốt cuộc Lý Trọng xảy ra chuyện gì không? Thượng quan phó đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh hỏi với vẻ mặt dữ tợn. Dương Thanh giả vờ hoảng sợ, lắc đầu. Tôi cũng không biết nhưng cảm giác được ông ta dường như đã mất khả năng khống chế bản thân, bây giờ hoàn toàn điên rồi. Anh sẽ không nói thật với thượng quan phó nếu anh nói cho lão ta biết Lý Trọng bây giờ dùng liều thuốc siêu phàm đã mất khống chế hoặc hoàn toàn mất khống chế hoặc sẽ tỉnh táo lại Thượng Quan Phó chắc chắn sẽ nghĩ cách chu toàn chứ không phải tiếp tục đấu với Lý Trọng Thượng Quan Phó nghe Dương Thanh nói vậy cũng không nghi ngờ gì bởi vì lão ta cũng có cảm giác như vậy chỉ không biết ứng phó thế nào đúng lúc này Lý Trọng lại lao về phía Thượng Quan Phó Thượng Quan Phó kinh ngạc di chuyển chân thân hình lập tức biến mất ầm um mà trong chớp mắt khi thượng quan phó vừa rời khỏi chỗ ban đầu lý trọng lại đánh ra một đòn mạnh mẽ vào cây cổ thụ che trời chỉ thấy vị trí trên cây cổ thụ rắn chắc kia bị lý trọng đánh trúng một đòn lập tức biến thành bột mịn cây cổ thụ đổ xuống đất thượng quan phó sợ hãi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn lý trọng trong trạng thái hoàn toàn phát điên lão ta với thực lực siêu phàm lục cảnh lại không thể đánh trả lý trọng mà lão ta đại khái đã đoán được sức chiến đấu của Lý Trọng bây giờ có lẽ là siêu phàm lục cảnh đỉnh phong nhưng còn chưa tới siêu phàm thất cảnh. Bản thân thượng quan phó lại chỉ là siêu phàm lục cảnh sơ kỳ kém Lý Trọng ít nhất ba cảnh giới nhỏ, rõ ràng không có khả năng giết được Lý Trọng. Nhìn Lý Trọng đang điên cuồng, thượng quan phó chợt thu lại khí thế võ đạo trên người. Lý Trọng nhất thời giống như con ruồi không đầu mất đi mục tiêu, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Dương Thanh khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao thượng quan phó đột nhiên ngừng tấn công. Chẳng lẽ lão ta biết tác dụng phụ của liều thuốc siêu phàm? Quả nhiên, sau khi thượng quan phó thu lại khí thế võ đạo trên người, Lý Trọng không tấn công lão ta nữa. Vì vậy, anh nói, tiền bối thượng quan, tôi chợt nhớ ra một việc, có một nhà khoa học biên tên là Black Doctor nắm trong tay rất nhiều công nghệ cao có liên quan tới cao thủ võ đạo. Hả, thượng quan phó chợt nhìn về phía Dương Thanh, lạnh lùng nói, không phải vừa rồi cậu còn nói không biết à. Dương Thanh vội nói, vừa rồi tôi không biết thật, bây giờ chợt nhớ tới Black Doctor này, lại nhìn dáng vẻ của Lý Trọng bây giờ mới đoán thuốc mà ông ta uống trước đó rất có thể liên quan tới Black Doctor này. Cho dù thượng quan phó vô cùng bất mãn với lời giải thích của Dương Thanh nhưng vẫn muốn biết tình hình hiện nay của Lý Trọng, vì vậy lạnh lùng nói, cậu tốt nhất nên nói hết những gì biết được với tôi, có lẽ tôi vui vẻ còn có thể cho cậu một con đường sống. Trong lời nói của thượng quan phó đầy vẻ uy hiếp, dương thanh rất muốn giết thượng quan phó nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hoảng sợ vội nói tôi nói ngay đây nếu trạng thái của lý trọng bây giờ thật sự là do dùng thuốc black doctor nghiên cứu ra vậy ông ta đã rơi vào trạng thái mất khống chế sau khi uống thuốc hễ là người dùng thuốc của black doctor thực lực sẽ lập tức tăng lên bởi vì cơ thể không có cách nào chịu được thực lực tăng mạnh trong thời gian ngắn cho nên bản thân sẽ mất khống chế nhưng trạng thái này sẽ không diễn ra quá lâu chờ tới khi Lý Trọng tỉnh táo lại có thể hoàn toàn khống chế thực lực được thuốc tăng lên. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt thượng quan phó trở nên nghiêm trọng. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, khí thế võ đạo trên người thượng quan phó vốn không bằng Lý Trọng lại lập tức vượt qua lão ta. Lý Trọng lại cảm nhận được khí thế võ đạo lập tức phong tỏa thượng quan phó, chân thoáng động đã hóa thành bóng mờ sông về phía thượng quan phó. Dương Thanh không ngờ Lý Trọng sẽ ra tay với anh trong tình huống này lý trọng và thượng quan phó vốn dĩ đã bị thương nặng ai là người ra tay trước người đó sẽ bị lộ lão ta làm vậy chẳng phải sẽ bị thượng quan phó biết rõ tình trạng hiện giờ của mình sao tuy dương thanh cũng bị thương nặng nhưng trong thời gian lý trọng kéo dài thời gian anh cũng đang sử dụng phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh để khôi phục vết thương thấy lý trọng bỗng ra tay với mình dương thanh không chút do so dự lập tức dồn toàn bộ sức mạnh toàn thân lên chân phải oanh dương thanh giẫm mạnh chân phải mặt đất nứt ra như mạng nhiệt lan tràn ra xung quanh. Mượn lực đàn hồi của luồng sức mạnh này, cơ thể của Dương Thanh gần như biến mất tại chỗ trong tích tắc. Nhưng với trạng thái bây giờ của anh, vốn không có cách nào bùng nổ lực công kích quá mạnh. Tuy không ra sức tấn công người khác mà là dùng sức đạp lên mặt đất nhưng cú đạp dốc hết sức này cũng tương đương với sức tấn công mạnh nhất của anh. Phụt, ngay khi Dương Thanh vừa rời khỏi nơi đó, phản ứng phản vệ dữ dội do dùng hết sức dẫm mạnh xuống đất khiến anh phun máu tuy người vẫn còn ở giữa lưng chừng nhưng cơ thể dương thanh đã mềm oạt ngã thẳng xuống đất đúng lúc này tay của dương thanh đột nhiên nắm chặt một chiếc bình gốm vừa định bóp nát chiếc bình rồi nuốt viên thuốc trong lọ thì lý trọng vốn đang tấn công anh trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt đột nhiên từ bỏ tấn công dương thanh mà đạp mạnh chân khiến cơ thể lão ta lóe lên như tia chớp lao về phía thượng quan phó vừa nãy thượng quan phó cũng không ngăn cản lý trọng ra tay với dương thanh tuy lão ta muốn biết bí mật trên người dương thanh nhưng tương tự lão ta càng muốn nhìn thấy tình trạng thật sự của lý trọng hơn trong lúc lý trọng tấn công dương thanh thượng quan phó liền biết thương thế của lý trọng đã khôi phục rất nhiều tuy chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất nhưng ít nhất cũng giữ được sức chiến đấu của siêu phàm tứ cảnh ngay khi lão ta nghĩ dương thanh chắc chắn phải chết thì không ngờ dương thanh lại liều mạng rời khỏi chỗ khi lão ta còn chưa tỉnh táo lại thì lý trọng đã xông tới hết thảy đều xảy ra trong trước mắt đến nỗi thượng quan phó còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Trọng đã xông tới trước mặt lão ta đưa tay lên đánh xuống. Ông dám, lúc này thượng quan phó mới lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tung ra một đòn. Oanh, chỉ là thượng quan phó còn chưa kịp đụng tới người của Lý Trọng thì cú đánh của Lý Trọng đã đánh vào lồng ngực lão ta. Trong tích tắc, thân thể của thượng quan phó như bị va đập mạch, bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu. Thân thể của lão ta vốn bị thương nặng, lúc này càng nặng hơn nhưng mà Lý Trọng cũng không khá hơn, lão ta cũng gặp phải phản phệ dưới đòn tấn công này. Dù sao thượng quan phó cũng là cao thủ siêu phàm lục cảnh, cường độ thể xác cũng ở cấp bậc của siêu phàm lục cảnh. Muốn một đòn lấy tính mạng của thượng quan phó là không thể nào. Lý Trọng đánh xong một đòn cơ thể lại biến mất lần nữa, tiếp tục lao về phía thượng quan phó. Lúc này lão ta đã bùng nổ toàn bộ thực lực, tinh thần chiến đấu dâng trào, chỉ cần lão ta giết được Thượng quan phó, chỉ cần người bảo vệ hoàng tộc không ra tay thì ở hoàng thành thượng quan này, không ai làm gì được lão ta. Dương Thành cũng ngớ người đồng thời cũng mừng thầm. Vừa nãy anh đã chuẩn bị nuốt viên thuốc kia, nhưng nào ngờ Lý Trọng chỉ là tung hỏa mù, thật ra mục tiêu thật sự của lão ta chính là thượng quan phó. Có điều việc này cũng không khó hiểu, bởi lẽ lúc này Dương Thanh không hề có chút sức uy hiếp nào đối với Lý Trọng. Một khi lão ta ra tay với Dương Thanh, ngược lại sẽ để lộ tình trạng thật sự của bản thân. Trong hoàn cảnh như vậy, khi đòn công kích của lão ta rơi lên người Dương Thanh thì sợ là đòn triệt hạ của thượng quan phó cũng sẽ rơi lên người lão ta. Chỉ cần sau khi giết được thượng quan phó lại giết Dương Thanh cũng không muộn. Phải thừa nhận Lý Trọng là một thiên tài, có thể lợi dụng mọi thứ hoàn mỹ trong tình huống thế này. Nhưng mà thượng quan phó cũng không phải là người hiền lành gì, ngay khi một đòn đánh lén của Lý Trọng đánh bay thượng quan phó, lão ta liền biết Lý Trọng sẽ thừa thắng xông lên một khi lão ta bị Lý Trọng tấn công chí mạng lần nữa thì sợ là lão ta sẽ mất toàn bộ sức chiến đấu. thân thể của Thượng Quan Phó còn chưa tiếp đất thì lão ta đã tập trung sức mạnh toàn thân sẵn sàng đáp trả đòn tấn công của Lý Trọng bất cứ lúc nào. ngay khi Thượng Quan Phó đã chuẩn bị xong thì trong nháy mắt Lý Trọng lại tấn công một lần nữa, trước mắt phun ra một đòn, giận dữ hét lên, chết đi! Thượng Quan Phó cắn răng, dồn hết sức mạnh trên người vào bàn tay trái rồi đánh ra. oanh, hai nắm đấm va chạm một luồng khí thế võ thuật đáng sợ như cuồng phong tản ra tứ phía. Âm âm âm, một số kiến trúc trong phạm vi 100 m xung quanh bọn họ cũng ngã sập dưới luồng khí thế võ thuật khủng bố này. Cùng lúc đó, cơ thể vốn vẫn chưa rơi xuống đất của thượng quan phó lại bay ra xa hơn. Mà Lý Trọng cũng không khá hơn là bao. Lần công kích đầu tiên của lão ta đối với thượng quan phó đã bị phản phệ. Mà lần tấn công thứ hai lại bị thượng quan phó đỡ đòn khiến lão ta chịu phản nghệ nặng hơn lý trọng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh như hủy diệt bộc phát từ trên nắm đấm của thượng quan phó sau đó lan ra cả cánh tay rác đột nhiên một tiếng xương gãy vang lên xương cánh tay phải của lý trọng vỡ vụn sau đó rũ xuống lý trọng chịu đựng cơn đau bị gãy một tay nhìn chằm chằm về phía thượng quan phó bị ngã xuống sau đó dẫm chân rời khỏi nơi đó một lần nữa lão ta đã trả giá đắt như vậy nên dù thế nào cũng phải giết cho bằng được thượng quan phó bằng không hết thảy đều đổ sông đổ bể Lý Trọng phun máu, khí thế võ thuật trên người lão ta lại suy yếu, nhìn bộ dáng vặn vẹo đáng sợ của thượng quan phó, trong lòng Lý Trọng tràn ngập tuyệt vọng. Thượng quan phó, ông nghĩ chỉ có một mình ông mới biết giấu giếm thực lực sao? Lý Trọng giống lên, trên tay lại xuất hiện một lọ thủy tinh trong suốt, thuốc trong chai có màu đậm hơn. Cách đó không xa, ánh mắt của Dương Thanh trở nên nghiêm nghị. Ngay cả anh cũng chưa từng thấy lọ thuốc có màu này. Nhưng anh chắc chắn, thuốc này nhất định là của Black Doctor hơn nữa hiệu quả của nó sẽ càng mạnh hơn. E rằng đây là loại thuốc mới mà hiệu quả của nó còn khủng khiếp hơn cả liều thuốc siêu phàm. Từ bình thuốc trong tay Lý Trọng có một dao động năng lượng khủng bố đang truyền ra, ngay cả thượng quan phó cũng trở nên nghiêm nghị hẳn. Thượng quan phó còn chưa kịp ra tay, Lý Trọng đã không do dự dốc cạn bình thuốc kia. Ngay sau đó, một hơi thở võ thuật đáng sợ lấy Lý Trọng làm tâm đang quét về bốn phương tám hướng, cuốn đi mọi thứ. Oanh oanh oanh, Mặt đất rung chuyển kịch liệt, dưới chân Lý Trọng, nền đường vỡ nát, những khe nước chẳng chít như mạng nhện lan tràn về các phía. Cùng lúc đó, hai mắt Lý Trọng càng lúc càng trở nên đỏ đậm, cuối cùng, toàn bộ con mắt đã gần biến thành màu đen. Gừ. Lý Trọng bỗng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, như thể đang vô cùng đau đớn. Giết. Thượng quan Phó Di động chân, nháy mắt đã lao về phía Lý Trọng. Lý Trọng của bây giờ quả thật vô cùng đáng sợ. Thượng quan Phó có cảm giác, nếu không thể giết chết Lý Trọng kịp thời, có khả năng thực lực của Lý Trọng sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Dương Thanh đứng cách đó không xa cũng lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ, nghĩ đến chuyện loại thuốc Lý Trọng dùng có thể là một liều thuốc siêu phàm kiểu mới, vượt xa loại thuốc cũ, nỗi lo âu trong lòng anh càng thêm dày đặc. Nỗi lo này không phải vì bản thân anh mà vì những cư dân trong hoàng thành Thượng Quan. Người dùng liều thuốc siêu phàm có khả năng cao không thể khống chế được bản thân chứ nói gì đến liều thuốc kiểu mới còn mạnh hơn cả liều thuốc siêu phẩm ấy. Nay Lý Trọng đã không thể khống chế được, một khi thượng quan phó bị giết, nếu người bảo vệ hoàng tộc thượng quan không ra tay, chỉ e toàn bộ hoàng thành thượng quan này sẽ biến thành địa ngục nhân gian dưới tay Lý Trọng. Đúng lúc này, thượng quan phó đã vào tới trước mặt Lý Trọng, vung tay lên, đánh ra một đòn, nhưng thân thể Lý Trọng vẫn không hề động đậy. Sao lại thế được? Thượng quan phó cả kinh thốt lên, lão ta cũng đã cưỡng chế tăng thực lực của mình, nhưng Lý Trọng lại như thể biến thành một người khác, một cao thủ khiển lão ta cũng thấy khiếp hãi, vậy thì còn đánh làm sao được nữa. Ngay lúc đòn tấn công của thượng quan phó rơi xuống người Lý Trọng, Lý Trọng cũng lập tức ra tay, tung ra một cước, trúng bụng dưới của thượng quan phố. Thượng quan phó bị đá bay ngược ra sau hệt như một quả cầu, người còn chưa chạm đất, miệng đã hộc ra một ngụm máu tươi. uy uinh uinh, Lý Trọng đuổi theo, tung thêm mấy đòn cực mạnh liên tiếp lên người thượng quan phó, thượng quan phó bị đánh cho không còn sức chống trả. Sắc mặt Dương Thanh đã hết sức nặng nề, nỗi lo âu trong lòng càng thêm dày đặc, trong trạng thái thế này, Lý Trọng quả thực là vô địch rồi, may ra người bảo vệ hoàng tộc mới có thể trấn áp được lão ta. Nhưng người bảo vệ hoàng tộc chỉ xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị tiêu diệt, mà dù thượng quan phó có chết cũng không được tính là kiếp nạn đẩy hoàng tộc tới chỗ diệt phong. Trong tình hình này, người bảo vệ hoàng tộc thượng quan nhất định sẽ không ra mặt, vậy thì còn ai có thể khống chế Lý Trọng? Khốn kiếp! Thượng quan phó lồm cồm bò dậy, nhìn Lý Trọng đã gần như phát điên, ý muốn giết người trong mắt lão ta càng thêm đậm. Vài giây so đấu đã khiến lão ta hoàn toàn nhận rõ sức chiến đấu chân thực của Lý Trọng lúc này, kể cả khi lão ta ở trong trạng thái mạnh nhất cũng không thể là đối thủ của Lý Trọng chứ nói gì đến trạng thái trọng thương như hiện tại. Lão ta cho rằng, thực lực của Lý Trọng lúc này đã ngang tầm siêu phàm thất cảnh. À, Lý Trọng bỗng gầm lên phẫn nộ, hai tay ôm chặt đầu, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, đau đớn tột độ. Tuy lần đầu Dương Thanh thấy loại thuốc mới này nhưng trạng thái của Lý Trọng khiến anh cảm thấy cực kỳ quen mét. Thượng quan tiền bối, hiện giờ Lý Trọng đang phải chịu nỗi đau đớn do liều thuốc kia mang tới, loại thuốc này sẽ liên tục khiến ông ta đánh mất khả năng khống chế bản thân. Lý Trọng hiện vẫn còn một chút lý trí nên đang cố gắng áp chế xuống, không để mình hoàn toàn mất khống chế. Trong tình hình này, bất kỳ kẻ nào cũng đừng dại dột lại gần, chỉ cần có người đến gần thì sẽ khiến ông ta càng khó khống chế bản thân. Một khi có người chết dưới tay ông ta rồi, ông ta sẽ càng thêm điên cuồng, thậm chí có thể rơi vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế trong nháy mắt. Với thực lực hiện tại của Lý Trọng, hoặc là nhanh chóng giết chết ông ta, hoặc là đừng có lại gần ông ta, bằng không, toàn bộ hoàng thành thượng quan này đều sẽ biến thành chiến trường cho ông ta giết chóc. Dương Thanh vội lớn tiếng hô lên với thượng quan phó. Thượng quan phó nhíu mày, tức giận nói, theo như cậu nói hiện tại tôi không thể tấn công ông ta. Chỉ có thể trợ mắt nhìn ông ta cố gắng khống chế sức mạnh, sau đó trở nên mạnh hơn. Dương Thanh nói, theo như tôi quan sát trạng thái hiện tại của Lý Trọng, ông ta hoàn toàn không có khả năng chịu được liều thuốc kiểu mới này, chẳng mấy chốc nữa sẽ phải nổ tan xác mà chết vì thân thể không tải nổi độ mạnh của liều thuốc. Trước đây, trên chiến trường tại căn cứ Hồng Trần ở nước ngoài, anh từng đấu với thủ lĩnh của Hồng Trần một trận, lúc đó thủ lĩnh của Hồng Trần từng sử dụng liều thuốc siêu phàm, nhưng vì bản thân không thể chịu nổi công hiệu của thuốc, cuối cùng đã nổ tan xác mà chết. Hiển nhiên, thượng quan phó không tin lời Dương Thanh, lão ta nghiến răng nói, tôi không tin cậu. Dứt lời, trong tay lão ta chợt xuất hiện một con dao găm lóe sáng, lần thứ hai lao về phía Lý Trọng. Tuy lão ta cũng biết hiện tại Lý Trọng vô cùng đáng sợ, nhưng thoạt nhìn Lý Trọng có vẻ đau đớn lắm, chỉ đứng tại chỗ vặn vẹo dẫy ruộng. Như là đáng cổ khống chế bản thân, trong tình huống này, tranh thủ thời gian giết Lý Trọng ngay mới là ý kiến tốt nhất dương thanh hét lớn đừng làm thế nhưng thượng quan phó sao lại chịu nghe lời anh chân lão ta thoảng di động thân hình lao nhanh như điện chớp mắt đã đứng trước mặt lý trọng dao găm trong tay phóng thẳng về phía trái tim lý trọng chết đi thượng quan phó gầm lên uyên ngay thời khắc lưỡi dao găm tiến sát thân thể lý trọng lão ta giơ tay đánh ra một quyền vào người thượng quan phó một tiếng động lớn vang lên thượng quan phó bay ngược ra sau như diều đứt dây chán sống rồi đúng không một giọng nói âm u như vọng về từ địa ngục vang lên từ cổ họng lý trọng khuôn mặt lão ta vặn vẹo dữ tợn dương thanh có thể cảm nhận được lý trọng đang cố gắng đè lại cơn cuồng bạo bên trong lồng ngực nỗ lực để mình duy trì trạng thái tỉnh tháo nhưng một đòn kia của thượng quan phó đã triệt để mở cửa cho cơn sóng điên cuồng trong lòng lão ta tràn ra lý trọng đã không thể khống chế cơn sóng điên cuồng ấy chân thoảng di động nháy mắt đã biến mất tại chỗ thượng quan phó bị lý trọng tấn công dồn dập điên cuồng đã triệt để tuyệt vọng lão ta thậm chí còn không đủ sức bỏ dậy nữa, thấy Lý Trọng lại xông về phía mình, sắc mặt lão ta cực kỳ không cam lòng, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Uinh! Đòn tấn công của Lý Trọng lại hạ xuống lần nữa, thân thể thượng quan phó ngã văng ra, sau khi rơi xuống đất, hơi thở trên người lão ta hoàn toàn biến mất. Thượng quan phó đã chết. Nhìn Lý Trọng đánh chết thượng quan phó, Dương Thanh cũng dại mặt ra, ngay cả thượng quan phó cũng bị giết rồi sao? Vậy thì hiện nay, trong hoàng thành thượng quan này, còn ai có thể ngăn cản Lý Trọng. Quả đúng như Dương Thanh dự liệu, sau khi giết thượng quan phó, Lý Trọng đã triệt để mất khống chế. Gu, lão ta tức giận giết gào, hơi thở võ thuật trên người bỗng tăng vọt lên cực điểm. Cùng lúc đó, tại hoàng tộc thượng quan, trong cung điện rộng thanh thang, thượng quan hoàng ngồi trên ngai vàng. Bên dưới là các thành viên quyền quý của hoàng tộc, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nặng nề. Bởi thượng quan hoàng triệu tập bọn họ lại đây, thảo luận về vấn đề, một khi thượng quan phó thất bại, hoàng tộc nên đối phó với tình hình trước mắt như thế nào? Thật không ngờ, hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Thượng Quan chúng ta lại vẫn còn sống. Có lão hoàng chủ ở đây, hoàng tộc nhất định sẽ không có vấn đề gì. Sau khi được thượng quan hoàng báo cho biết về sự tồn tại của thượng quan phó, tất cả đều hết sức kinh ngạc. Nhưng trái lại, sắc mặt thượng quan hoàng lại vô cùng căng thẳng, lão ta nói, các vị đừng nên vui vẻ quá sớm nếu như dương thanh thật sự dễ dàng bị giết đến thế thì vì sao đến tận bây giờ lão hoàng chủ còn chưa trở về lão ta vừa nói đến đây mọi người càng thêm lo âu thấp thỏm bởi vì ngay vừa rồi bọn họ cảm nhận được cách hoàng phủ họ thượng quan không xa có một hơi thở võ thuật cực kỳ khủng bố đang liên tục tràn ra khắp hoàng thành loại hơi thở võ thuật này có cấp bậc cao đến mức khiến bọn họ cảm thấy có một áp lực cực lớn đè lên người thậm chí đến hô hấp cũng không được thông thuận có người lên tiếng Hoàng chủ, chẳng phải Dương Thanh đã mất hết võ thuật rồi sao? Làm sao cậu ta có thể còn sống được? Hơn nữa, hôm nay không chỉ hoàng tộc thượng quan mà cả nhà họ Lý cũng đã huy động cao thủ đi lùng bắt Dương Thanh, nghe nói ngay cả ông tổ của nhà họ Lý cũng đã đi tìm rồi, làm sao cậu ta có thể sống sót được? Thượng quan hoàng đảo mắt nhìn qua đám người bên dưới, lạnh giọng nói, ai nói với các vị rằng mối nguy hiểm của hoàng tộc chỉ có Dương Thanh? Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau, chẳng lẽ không phải sao? Thượng quan Hoàng lại nói tiếp: "Lão hoàng chủ đã dặn dò tôi, phải cẩn thận nhà họ Lý, 50 năm trước, có 9 cao thủ biến mất cùng Lý Trọng, mấy ngày trước, Lý Giang hùng lại dẫn theo một cao thủ siêu phàm cảnh tới hoàng tộc tìm Dương Thanh, sau đó bị Dương Thanh giết chết, tên cao thủ siêu phàm cảnh kia chính là một trong 9 tên cao thủ từng biến mất cùng Lý Trọng 50 năm trước." Lão hoàng chủ nghi rằng, 8 cao thủ còn lại rất có thể cũng đã bước vào siêu phàm cảnh, cho nên, hoàng tộc chúng ta không chỉ phải đối mặt với Dương Thanh mà còn cả gia tộc họ Lý nữa. Đại hoàng tử thượng quan tử trí chấn kinh nói, nếu vậy, chúng ta nhất định phải diệt hắn gia tộc họ lý này mới được. Nhị hoàng tử thượng quan tử mặc cũng trầm giọng đồng tình, anh cả nói rất đúng, chúng ta phải khiến gia tộc họ lý biến mất khỏi hoàng thành, bằng không, không ai có thể bảo đảm sau này bọn họ sẽ không gây khó dễ cho hoàng tộc thượng quan chúng ta. Ngay lúc này, hai luồng hơi thở võ thuật vốn đang cực kỳ phập phồng cuồng bạo, bỗng có một luồng hơi thở biển mất, thượng quan hoàng lập tức biến sắc, đứng phát dậy khỏi ngai vàng phụ hoàng, có chuyện gì vậy ạ? À? Thấy thế, tam hoàng tử thượng quan tử khiêm vội hói. Những người khác thấy thượng quan hoàng lộ vẻ khiếp sợ như vậy, lòng lập tức nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Ánh mắt thượng quan hoàng nhìn về một hướng, ngây người lầm bẩm hơi thở võ thuật của lão hoàng chủ đã biến mất rồi. Cái gì, lão hoàng chủ chính là cao thủ siêu phàm cảnh, hơi thở võ thuật của ngài ấy làm sao có thể biến mất được? Hoàng chủ, có phải ngài cảm nhận nhầm rồi không? hơi thở võ thuật biến mất không phải là của lão hoàng chủ những thành viên của hoàng tộc họ thượng quan đều biến sắc không một ai muốn tin hơi thở võ thuật của thượng quan phó đã biến mất mặc dù thượng quan hoàng cũng không muốn chấp nhận sự thật này nhưng lão ta đã vô cùng quen thuộc với hơi thở võ thuật của thượng quan phó trong hai luồng hơi thở võ thuật cuồng bạo xuất hiện trước đó có một chính là của thượng quan phó nhưng nay hơi thở của thượng quan phó đã biến mất mà luồng hơi thở võ thuật điên cuồng còn lại vẫn tồn tại tất cả đều đang chứng minh một sự thật mà lão ta không cách nào chấp nhận được. Đó là thượng quan phó đã chết. Thượng quan hoàng không kịp nghĩ thêm, lập tức phân công người dưới, tất cả các cao thủ có cảnh giới dưới thần cảnh đỉnh phong lập tức lùi về trông giữ hoàng lăng. Bên trong hoàng phủ họ thượng quan có một hoàng lăng dưới lòng đất, hoàng lăng này cũng là một công trình phòng ngự dưới đất lớn nhất của hoàng tộc, cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cảnh không có khả năng phá vỡ tầng phòng ngự của hoàng lăng này. Chỉ khi hoàng tộc gặp phải hiểm họa cực lớn thì hoàng lăng dưới lòng đất mới được mở ra, mà nay thượng quan hoàng lại yêu cầu tất cả các thành viên của hoàng tộc có cảnh giới dưới thần cảnh đỉnh phong phải lùi vào hoàng lăng. Điều này chứng tỏ hoàng tộc đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn, thậm chí đó còn là nguy cơ liên quan đến sinh tử tồn vong của hoàng tộc. Ngay khi người trong hoàng tộc còn đang ngày người thất kinh, tại gia tộc họ Lý, Lý Giang Hùng bỗng phá lên cười, lão ta kích động vô cùng, hô to, quá tốt rồi, từ nay về sau, Tại Hoàng Thành Thượng Quan này, nhà họ Lý ta chính là vua. Tuy lão ta không biết đến sự tồn tại của Thượng Quan phó nhưng cũng có thể cảm thấy hai vị cao thủ vừa chiến đấu kịch liệt với nhau kia, có một người là Lý Trọng, mà bây giờ, hơi thở võ thuật của Lý Trọng vẫn còn, nhưng hơi thở của kẻ còn lại đã biến mất. Thưa chủ gia tộc, có chuyện gì thế a? À? Đám người nhà họ Lý không hiểu nguyên do, bèn cười hỏi. Lý Giang Hùng đang rất vui vẻ, bèn hào hứng nói, Tuy tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi có thể cảm nhận được, tên cao thủ vừa đấu với bố tôi chính là cao thủ siêu đẳng của hoàng tộc họ Thượng Quan. Nhưng vừa rồi, hơi thở của tên cao thủ kia đã biến mất, mà bố tôi còn sống. Lý Giang Hùng chỉ nói một câu đã khiến toàn bộ người nhà họ Lý sôi sục lên. Lý Giang Hùng lớn tiếng bảo, tất cả các cao thủ đã bước vào thần cảnh đi theo tôi nghênh đón ông tổ. Lúc này bọn họ còn chưa biết, nhà họ Lý sắp gặp phải hiểm họa đáng sợ cỡ nào. Ngay khi Lý Giang Hùng dẫn đầu đám cao thủ thần cảnh của gia tộc di chuyển về phía Lý Trọng, bên chỗ Lý Trọng lúc này, khắp nơi đã biến thành phế tích, Lý Trọng như đã phát điên, liên tục tấn công các phía, tất cả mọi mục tiêu bị lão ta nhằm tới đều hóa thành đống đổ nát trong khoảnh khắc. Dương Thanh trốn một góc, tay nắm chặt một bình sứ trắng, trong bình là viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa cho anh, anh đang chờ, chờ đến thời cơ tốt nhất để dùng viên thuốc này. Lúc này Lý Trọng vẫn còn đang ở trạng thái mạnh nhất dù lúc này anh sử dụng thuốc thì chỉ e trong 10 phút ngắn ngủi, anh không thể giải quyết lý trọng. Vậy nên Dương Thanh vẫn chưa vội dùng viên thuốc này mà chỉ chờ, chờ khi thể lực của Lý Trọng bị tiêu hao hết, có lẽ không cần anh sử dụng viên thuốc này, Lý Trọng đã biến thành một kẻ tàn phế. Lý Trọng lúc này hệt như một con ruồi không đầu, không cảm nhận được hơi thở võ thuật bốn phía, lão ta chỉ có thể điên cuồng đập phá phát tiết, như đang muốn chút hết tất cả cơn cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài. Từng giây từng phút trôi đi, Dương Thanh như một thợ săn tài giỏi, trốn ở nơi xa, đôi mắt sắc như lưỡi dao chăm chạp giám sát mọi cử động của Lý Trọng. Quả nhiên, sau khi liên tục phát tiết, thể lực của Lý Trọng dường như đã tiêu hao gần hết, hơi thở cuồng bạo trên người cũng giảm mạnh, lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng thế này còn chưa đủ, để tăng cao khả năng thắng hơn, Dương Thanh cảm thấy vẫn nên chờ thêm một lúc. Anh nhủ thầm trong lòng, chừng chục phút nữa, có lẽ Lý Trọng sẽ tiến vào thời kỳ suy nhược lại 5 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, quả nhiên, đúng như Dương Thanh liệu định, hơi thở trên người Lý Trọng càng ngày càng yếu, như thể sắp ngã vào thời kỳ suy nhược. Liều thuốc do Black Doctor nghiên cứu ra tuy rất lợi hại nhưng theo như những hiểu biết của Dương Thanh, mỗi loại thuốc mà Black Doctor điều chế ra đều có chung một tác dụng phụ, đó chính là sau khi thuốc hết công hiệu, người dùng thuốc sẽ rơi vào thời kỳ suy nhược. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai bỗng vang vọng trong đêm tối, chủ gia tộc họ Lý là Lý Gian Hùng Dẫn theo các cao thủ của gia tộc, xin cung kính nghênh đón ông tổ về tộc. Cao thủ nhà họ Lý xin cung kính nghênh đón ông tổ về tộc. Cao thủ nhà họ Lý xin cung kính nghênh đón ông tổ về tộc. Đột nhiên, hơn 20 cao thủ thần cảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Trọng, đồng loạt quỳ một chân xuống, kêu lớn. Dương Thanh không ngờ được người nhà họ Lý lại xuất hiện vào lúc này, anh lập tức biến sắc, giận dữ hét lên, "Tất cả các vị, lập tức thu hơi thở võ thuật trên người lại ngay." Chỉ tiếc khi anh hồ lên câu này tất cả đã quá muộn cảnh tượng này làm ai nấy đều chấn động lý giang hùng cũng sững sờ nét mặt đầy kinh ngạc sao chuyện này có thể xảy ra chứ dương thanh lại giận dữ hét lên lý giang hùng lý trọng uống thuốc do black doctor mới nghiên cứu ra nên đã hoàn toàn mất lý trí rồi ông ta còn giết cả hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ thượng quan thực lực đã khủng khiếp hơn rất nhiều ông mau bảo những người trong nhà họ lý thu khí thế võ đạo lại đi nếu không, Lý Trọng mà cảm giác được khí thế võ đạo của ai thì ông ta sẽ giết ngay. Giết càng nhiều, ông ta càng điên, nghe thấy lời nói của anh, Lý Giang hùng mới giật mình tỉnh ngộ. Lão ta vốn cho rằng người đã đánh nhau với Lý Trọng là Dương Thanh, lúc này mới biết không phải Dương Thanh mà là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Thượng Quan. Trong lúc lão ta đang ngẩn người, lại có mấy cao thủ thần cảnh vì phóng uy thế võ đạo ra mà bị Lý Trọng giết trong tích tắc. Phút chốc trong hơn 20 cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý lại có 3 người chết. Đến lúc này Lý Giang Hùng mới hoàn hồn, mau chóng ra lệnh, tất cả mau thu khí thế võ đạo lại. Những người còn sống sót lập tức làm theo. Quả nhiên, đúng như dự đoán của Dương Thanh, Lý Trọng như con ruồi mất đầu không còn thấy mục tiêu, điên cuồng công kích khắp nơi như muốn chút mọi năng lượng cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài. Cả đám cao thủ nhà họ Lý đều sợ hãi thấy rõ, họ chưa từng thấy dáng vẻ kinh khủng thế này của Lý Trọng. Bùm bùm bùm, khi Lý Trọng điên cuồng bùng nổ, những cao thủ thần cảnh sơ kỳ lẫn trung kỳ đều chịu thương tích nặng nề, ngã văng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc những người này bị đánh bay bởi khí thế võ đạo của mình, thân hình Lý Trọng qua lại giữa những người khác như một tia chớp đen. Dây kế tiếp lại có có 5, 6 người bỏ mạng. Lý Giang hùng suốt sáng đến nỗi sắp khóc. Những người này đều là cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý, lão ta dẫn hơn 20 cao thủ như thế để đến đây long trọng đón chào Lý Trọng, để rồi bị Lý Trọng giết chết gần một nửa số đó. Những người trong nhà họ Lý cũng sắp hóa điên. Họ hăm hở tới đây nghênh đón Lý Trọng trong niềm vui sướng khôn xiết, cho rằng nhà họ Lý sẽ trở thành bá chủ của Hoàng Thành Thượng Quan và họ sẽ trở thành những người có công lớn với gia tộc, nào ngờ vừa đến đây đã bị giết gần một nửa. Nếu để mặc chuyện này tiếp tục xảy ra thì những cao thủ hàng đầu trong nhà họ Lý đều sẽ bị Lý Trọng giết chết. Một người có thực lực thần cảnh hậu kỳ họ Lý sợ hãi nói, "Chủ gia tộc, rốt cuộc ông tổ sao vậy? Sao ông ấy lại giết cả người trong gia tộc?" Nét mặt Lý Giang Hùng đầy trầm trọng quan sát Lý Trọng thật kỹ, cắn răng đáp, "Bố tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi sợ là ông ấy không thể tỉnh táo lại được nữa." Tất cả mọi người tìm cơ hội trốn khỏi đây, tuyệt đối không được để lộ ra một chút khí thế võ đạo nào, nếu không sẽ chết chắc đấy. "Rõ." Cao thủ trong nhà họ Lý vội vàng vâng lệnh. Tuy họ không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Lý Trọng nhưng lại biết hiện giờ lão ta đã không còn quan tâm ai là người của mình, có lẽ dù là Lý Giang Hùng cũng sẽ không bỏ qua. Lý Giang Hùng liếc mắt nhìn Dương Thanh rồi bắt đầu lặng lẽ lùi ra sau, còn nín thở vì sợ bị Lý Trọng cảm giác được, sau đó giết mình. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không đứng đây chờ chết. Tuy anh cũng lo lắng Lý Trọng sau khi mất lý trí sẽ rời khỏi đây rồi gây ra một vụ tàn sát thảm khốc cho Hoàng Thành Thượng Quan, nhưng lúc này bản thân cũng đang bị thương nặng, nếu uống đan dược được Phùng Tiểu Uyển đưa cho thì cũng chỉ có thể giữ được trạng thái đỉnh cao trong vòng 10 phút là cùng. Quan trọng là, một khi uống viên đan dược của Phùng Tiểu Uyển, rất có thể anh sẽ chết. Hoàng thành thượng quan có người bảo vệ riêng, chắc kẻ đó sẽ không làm ngơ trước việc Lý Trọng thẳng tay tàn sát những người trong hoàng thành nhỉ. Bành, nhưng đang lúc các cao thủ của nhà họ Lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Lý Trọng đột nhiên xông đến trước mặt một người, giơ tay mạnh mẽ tung trưởng vào đầu của đối phương. Cao thủ họ Lý kia bỏ mạng chỉ trong giây lát, chết không nhắm mắt. Vừa rồi do quá căng thẳng nên ông ta đã bất cẩn để lộ một chút khí thế võ đạo, do đó bị Lý Trọng nhắm trúng, giết ngay tức thì những người khác đứng xứng tại chỗ, không dám thở mạnh. Ai nấy đều kinh hoàng nhìn Lý Trọng. Lý Giang Hùng thấy nhà họ Lý lại tổn thất một cao thủ hàng đầu thì cảm giác lòng như đang dỉ máu. Nhưng vào lúc này lại có thêm vài hơi thở thần cảnh đến gần, nét mặt của Dương Thanh tức khắc thay đổi, không xong rồi. Ngay sau đó, bốn cao thủ thần cảnh đỉnh phong xuất hiện, bao vây Lý Trọng. Bốn người này đều mặc trang phục đặc trưng của Hoàng tộc Thượng Quan, vậy là đã rõ lai lịch của họ. Lão Hoàng Chủ, khi nhìn thấy thượng quan phó nằm sóng xoài cách đó không xa không còn thở nữa thì ai nấy đều biến sắc cao thủ thần cảnh đỉnh phong cầm đầu căm tức nhìn lý trọng quát lý trọng ông giết lão hoàng chủ của chúng tôi ư dương thanh vội vàng thét lên mau thu khí thế võ đạo lại lý trọng đã mất lý trí rồi bị ông ta nhắm vào sẽ chết đấy nhưng câu nói của anh đã muộn màng bóng dáng của lý trọng lại biến mất trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cao thủ thần cảnh đỉnh phong vừa rồi và tung một cú đấm ra Dầm, một tiếng động ầm ý vang lên, lồng ngực của cao thủ nọ trũng xuống, hộp máu bay vụt ra ngoài như diều đứt dây. Trời, ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong còn lại hoàn toàn sững sờ, dường như họ không ngờ một đòn của Lý Trọng lại có thể giết một trong bốn người họ chỉ trong nháy mắt. Lúc này đây, anh chỉ có thể hy vọng Lý Trọng sẽ không chịu đựng được tác dụng quá mạnh của thuốc nên nổ tan xác mà chết. Nếu không thì dù uống đan dược được Phùng Tiểu Uyển đưa cho, anh cũng khó lòng giết được lão ta một khi lý trọng trở nên mạnh hơn hai người mà đánh nhau thì ngược lại sẽ khiến thực lực của lão ta được tăng cường giữa lúc đó bỗng dưng có tiếng sáo vang lên lý trọng vừa mất đi mục tiêu như cảm giác được vị trí của tất cả mọi người đôi mắt đỏ ngầu của lão ta hướng về một cao thủ nhà họ lý chớp nhoáng xông thẳng tới ầm uhm, tung một trường lại một người đã chết từ khi có tiếng sáo lý trọng vốn đang hoang mang như đã có thể cảm nhận được vị trí của mỗi một người ở đây vừa giết một người trong nhà họ Lý xong thì lại xông tới một cao thủ khác. Hơn 20 cao thủ thần cảnh họ Lý tới đây nhưng giờ đã tổn thất 10 người, chỉ còn lại 10 người cuối cùng. Lý Giang Hùng hốt hoảng đến sắp khóc, gào lên, bố, bố tỉnh lại đi. Ban đầu lão ta còn nghĩ rằng Lý Trọng sẽ dẫn dắt nhà họ Lý đến đỉnh cao, không ngờ cuối cùng Lý Trọng lại là người dẫn họ xuống vực thẳng. Những cao thủ thần cảnh đang đứng ở đây đã là toàn bộ lực lượng cuối cùng của nhà họ Lý, một khi bị giết sạch thì trong gia tộc sẽ không còn ai có thực lực thần cảnh nữa một gia tộc không có lấy một cao thủ thần cảnh thì còn không sánh bằng một gia tộc hạng bét tuy nhiên tiếng hét của lý giang hùng không hề có tác dụng nào lý trọng vẫn không ngừng tàn sát ngay lúc đó dương thanh đột nhiên gầm lên tất cả tập trung giết lý trọng đi nếu không ai cũng sẽ chết tại đây đấy mặc dù anh có thủ oán với nhà họ lý và hoàng tộc họ thượng quan nhưng hiện giờ người cầm đầu hai gia tộc này thượng quan phó thì bị lý trọng giết Lý Trọng thì đã đánh mất lý trí, còn giết nhiều người trong nhà họ Lý như vậy. Dương Thanh có thể bỏ qua mọi hận thù. Trải nghiệm ở chiến vực đã làm tâm trí của anh hướng về nhân dân, nếu Lý Trọng sống sót thì đây sẽ là nạn lớn cho hoàng thành thượng quan. Lúc này đây, Dương Thanh vô cùng phẫn nộ. Vì sao đến nước này rồi mà người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng quân vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào chỉ khi hoàng tộc đối mặt với nguy cơ sống còn mới lộ mặt ra? Người bảo vệ hoàng tộc phải bảo vệ con dân trong hoàng thành chứ không phải chỉ mình thành viên trong hoàng tộc mới phải." Lý Giang Hùng nghe thấy lời nói của Dương Thanh mới hoàn hồn, lập tức ra lệnh, tất cả cao thủ nhà họ Lý nghe lệnh, cùng giết ông tổ. "Chủ gia tộc, phải giết ông tổ thật sao?" Có người ngỡ ngàng hỏi, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Nếu như Lý Trọng có thể khôi phục lý trí thì tương lai nhà họ Lý sẽ rất huy hoàng. Lý Giang Hùng tức giận hét lên: nếu không cùng chung tay thì toàn bộ chúng ta đều sẽ bị bố tôi giết chết, giờ ông ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, đành giết thôi. Rõ. Bấy giờ các cao thủ trong nhà họ Lý mới lấy lại tinh thần, ánh mắt của họ cũng trở nên kiên định, chỉ còn lại sát ý với Lý Trọng. Dương Thanh đưa mắt nhìn ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong còn lại của hoàng tộc, lớn tiếng nói, mấy người là người trong hoàng tộc cơ mà, còn đứng đấy nhìn nữa à? Bây giờ chỉ còn cách cùng nhau giết Lý Trọng thì con dân trong hoàng thành mới không bị tàn sát. Ba cao thủ trong hoàng tộc nhìn nhau, tên cầm đầu cắn răng đáp, "Liều mạng thôi." Lý Giang Hùng lại gào lên, tất cả đều xông lên. Sau mệnh lệnh của ông ta, cao thủ trong hoàng tộc và nhà họ Lý đồng loạt xông về phía Lý Trọng. Mặc dù lão ta vô cùng đáng sợ nhưng đã hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng khác nào một cỗ máy bị người khác khống chế, không thể bộc phát ra thực lực vốn có của mình. Nhà họ Lý đã tổn thất một số lượng lớn cao thủ nhưng phần lớn đều là những người đang ở thần cảnh sơ kỳ và trung kỳ những người còn lại về cơ bản đều có thực lực thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh, ngoài ra còn có một số cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Ba người còn lại của hoàng tộc đều có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Một đội hình như vậy tuyệt đối là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mười mấy cao thủ đồng thời ra tay, trong nháy mắt những đòn công kích mạnh nhất của họ đều giáng xuống người Lý Trọng. Gầm, lão ta cuồng nộ thét lên, tung ra một đòn tấn công khủng khiếp. Lại một người trong nhà họ Lý bị giết toàn bộ lập tức lùi lại. Lý Giang Hùng nói lớn một câu rồi nhanh chóng thụt lùi. Ngay lúc lại một cao thủ họ Lý bỏ mạng, những người khác đã rời khỏi phạm vi công kích của Lý Trọng. Lý Giang Hùng cắn răng, lại hét lên, tất cả cùng sông lên. Mười mấy cao thủ lại cùng nhau phát động đòn công kích mạnh nhất của mình tới Lý Trọng. Sau mỗi đợt tiến công thì Lý Giang Hùng lại ra lệnh cho họ lùi lại, mười mấy người cứ đánh rồi lại lùi như vậy, thương thế trên cơ thể Lý Trọng cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chiến thuật này đúng là quá tuyệt vời, đây cũng là chiến lược tốt nhất cho tình huống bây giờ, thế nhưng nó lại gây ra tổn thất quá lớn. Gần như mỗi lần liều mạng tấn công đều mất một cao thủ, sau mấy đợt bao vây tấn công ngắn ngủi thì nhà họ Lý lại có thêm hai người chết. Sắc mặt của Dương Thanh vô cùng tối tăm, đưa mắt nhìn bốn phía hồng tìm cho ra chủ nhân của tiếng sáo. Anh biết rằng Lý Trọng đang bị tiếng sáo ấy khống chế. Nếu không có tiếng sáo của đối phương thì có thể lão ta đã nổ tan xác từ lâu rồi nó cứ như âm thanh mê hoặc lòng người, dẫn dắt khí thế cuồng bạo còn sót lại trong cơ thể Lý Trọng bùng nổ. Rốt cuộc mày là ai? Dương Thanh nhìn vào khoảng không, giết lên, không phải bọn mày muốn giết tao lắm sao? Giỏi thì cút ra đây đánh một trận với tao đi. Tuy không biết chủ nhân của tiếng sáo là ai nhưng có thể khẳng định một điều rằng Lý Trọng đã uống thuốc mới được Black Doctor nghiên cứu ra, như vậy thì kẻ đang thổi sáo khống chế lão ta chắc chắn là người của Black Doctor. Sau khi Black Doctor thất bại trong việc khống chế Dương Thanh thì quay sang muốn giết anh, thế nên Dương Thanh cố ý nói lớn để lừa đối phương xuất hiện. Chỉ cần đối phương dám bước ra đây, Dương Thanh dám uống đan dược của Phùng Tiểu Uyển để dốc sức giết kẻ đó trong 10 phút. Nhưng lời kêu gọi của anh hoàn toàn vô dụng, tiếng sáo vẫn vang lên, đối phương không hề có ý định lộ diện. Nhà họ Lý càng ngày càng thiệt hại nhiều mạng người, may mà các cao thủ trong hoàng tộc họ Thượng Quan đã liên lạc với Thượng Quan Hoàng, có lẽ không lâu nữa những người đứng đầu trong hoàng tộc sẽ đến nơi. Hết cách rồi, giờ chỉ có nước liều mạng để tiêu hao sức lực của Lý Trọng thôi, nếu không hoàng thành thượng quan sẽ trở thành địa ngục trần gian cho xem." Cao thủ hoàng tộc cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên ông ta biết tình thế đang rất bất lợi cho họ, nhưng còn cách nào đâu. Khi Dương Thanh nhìn Vũ Văn Bân, dường như anh ta cũng cảm giác được, đưa mắt về phía Dương Thanh, nhếch mép cười khẩy rồi bóng người chợt lóe, biến mất nhưng tiếng sáo vẫn còn vang vọng đến lúc này cuối cùng dương thanh cũng khẳng định được người vừa thổi sáo điều khiển lý trọng chính là vũ văn bân anh vô cùng ngạc nhiên sao có thể dương thanh biết rõ vũ văn bân là ai chỉ là một cậu ấm của một gia đình quyền thế tại yến đô còn chưa bước vào cả thần cảnh mới mấy tháng ngắn ngủi mà sao anh ta có thể mạnh đến mức độ này chỉ dùng sáo là có thể khống chế lý trọng có thực lực siêu phàm cảnh ư từ sau khi giết vũ văn cao dương vũ văn bân như bốc hơi khỏi nhân gian Mỗi khi Dương Thanh nhớ đến mối thủ giết bố đều cực kỳ oán hận, chỉ muốn tự tay xé xác anh ta ra. Nhưng anh không thể tìm ra Vũ Văn Bân, sau đó lại có quá nhiều chuyện xảy ra nên đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội báo thủ rửa hận cho Vũ Văn Cao Dương. Vậy mà hôm nay lại gặp Vũ Văn Bân tại đây. Vũ Văn Bân, Dương Thanh gần như cắn nát răng, thấp giọng giết lên. Khí thế cuồng bạo dần dần tràn ngập ra khỏi người, đôi mắt anh từ từ nhuốm màu đỏ rực. Tuy không thể ngưng tụ ra khí thế võ đạo nhưng mỗi khi chìm trong cơn phẫn nộ thù hận, Dương Thanh đều cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào. Lúc này, người của hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý còn đang bao vây tấn công Lý Trọng nhưng Lý Trọng trong trạng thái cuồng bạo quá mạnh, dù số lượng cao thủ thần cảnh của hai gia tộc vô cùng nhiều cũng không thể giết chết được ngay, chỉ có thể không ngừng gây thương tích cho lão ta. Nhưng Lý Trọng cứ như không cảm giác được gì vậy, cho dù cơ thể đã bị hủy hoại, thê thảm đến mức không nỡ nhìn thì lão ta vẫn mạnh như cũ vẫn có thêm mấy người chết dưới những đòn công kích của lão ta. Chủ gia tộc, chúng ta không trụ được nổi đâu, nếu cứ tiếp tục thì sẽ mất mát nhiều hơn thôi. Rút lui đi, bất chợt một người họ Lý hốt hoảng lên tiếng. Nhiều cao thủ hàng đầu như họ tấn công mà vẫn không thể giết chết Lý Trọng, thật sự là vô cùng tuyệt vọng. Lý Giang Hùng cũng bắt đầu chùn bước. Nhà họ Lý đã tổn thất quá nhiều, cứ để mọi chuyện diễn ra thế này thì họ sẽ bị tiêu diệt toàn quân mất. Chỉ có rời khỏi đây mới giúp gia tộc giữ được một vài cao thủ thần cảnh. Sau một lúc do dự, cuối cùng ông ta cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói, tất cả rời khỏi vòng vây, thoát đi nhanh nhất có thể. Vâng, các cao thủ của nhà họ Lý luôn mong mỏi lệnh rút lui của Lý Giang Hùng nên ngay thời điểm ông ta ra lệnh, gần như tất cả mọi người đều rút lui trong tích tắc. Người của hoàng tộc họ Thượng Quan nổi giận, không được rút lui một khi phe của nhà họ Lý rút lui khỏi trận chiến thì các cao thủ trong hoàng tộc họ thượng quan sẽ phải gánh chịu toàn bộ cơn cuồng nộ của Lý Trọng. Chỉ với những người này thì hoàn toàn không thể chống lại lão ta. Nhưng nhà họ Lý và hoàng tộc họ thượng quan vốn đã có thù hằn, họ Lý quan tâm đến sống chết của họ thượng quan làm gì. Trong lúc nhất thời, các cao thủ trong nhà họ Lý vội vã chạy trốn, còn Lý Trọng thì nổi điên tấn công người của hoàng tộc dữ dội hơn. Chỉ một lát mà đã có thêm hai người bị giết chết. Cậu Thanh, cậu hãy ra tay đi ạ à? Không thì chúng ta sẽ chết ở đây mất lúc này một cao thủ trong hoàng tộc Thình lình nhìn về phía Dương Thanh cầu xin Tuy biết hoàng tộc họ thượng quan đã làm chuyện có lỗi nhưng họ cũng hiểu tính cách của Dương Thanh bây giờ họ đã thật sự cùng đường bí lối nhà họ lý đã rút lui người của hoàng tộc họ thượng quan chỉ có thể một mình đối phó với lửa giận của Lý Trọng nếu tiếp tục thì không lâu nữa tất cả cao thủ thần cảnh của họ sẽ bỏ mạng tại đây mất Dương Thanh hít một hơi thật sâu liếc mắt nhìn những người trong hoàng tộc còn đang liều mạng chống chọi với lý trọng ánh mắt càng lúc càng kiên định đến lúc kết thúc rồi anh đột nhiên lên tiếng dứt lời dương thanh bóp tay thật mạnh âm một tiếng chiếc bình xứ trong tay vỡ tan tành để lộ ra một viên đan dược tròn trịa màu đen dù hoàng tộc có lỗi với mình anh cũng không thể trơ mắt nhìn những người vô tội này chết trong tay lý trọng đây là đan dược mà phùng tiểu uyển đã đưa cho dương thanh khi uống anh sẽ được trở lại trạng thái đỉnh phong của võ thuật ngay lập tức nhưng chỉ duy trì được trong 10 phút, ngoài ra còn phải uống thêm một viên đan dược khác để ổn định thương thế trước khi tác dụng của thuốc mất đi. Nhưng đan dược này lại đem đến tác dụng phụ cực lớn, rất có khả năng anh sẽ chết. Tuy nhiên, Dương Thanh không bận tâm được điều gì nữa. Lý Trọng đã bị thương nặng, thượng quan phó cũng đã chết, chắc ở trạng thái đỉnh cao, anh có thể dễ dàng giết Lý Trọng. Không trần chừ nữa, Dương Thanh nuốt đan dược xuống bụng. Ầm, um, anh vừa uống vào thì một luồng khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, xương cốt toàn thân cũng phát ra tiếng kêu bụp bụp như tiếng đậu nổ. Kèm theo đó là cơn đau đớn tột cùng. Dương Thanh siết chặt hai quả đấm, hai cánh tay nổi đầy gân xanh trông tràn đầy sức mạnh. Cảm nhận được trạng thái mạnh nhất của mình lần nữa, Dương Thanh đột nhiên có hơi hưởng thụ cảm giác này. Nhưng anh biết mình chỉ có thể duy trì trạng thái đó trong vòng 10 phút sau. 10 phút sau sống chết của anh sẽ thế nào, không ai biết. Tất cả mọi người lùi ra sau nhanh lên, Dương Thanh quát lớn. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh kinh khủng từ anh quét ra bốn phương tám hướng. Các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc cảm nhận được khí thế mạnh mẽ phát ra từ Dương Thanh thì tức khắc mừng rỡ, trong mắt tràn đầy sự kích động và cảm kích. Trước đó, việc những cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý cùng nhau tấn công đã gây ra thương thế vô cùng nghiêm trọng cho Lý Trọng. Giờ đây Dương Thanh đã khôi phục cảnh giới võ thuật của mình, hoàn toàn là tranh giành từng phút từng giây mà công kích, mỗi một đòn đều dùng hết sức lực đánh ra. Người của hoàng tộc nhìn mà chết chân, đây quả là một cảnh tượng mãn nhãn khiến cho người ta rúng động. Ngay sau khi Dương Thanh lấy vật thể màu đen kia ra khỏi người Vũ Văn Bân, con người anh ta bỗng co lại, nét mặt méo mó vì đau đớn và sự căm hận với Dương Thanh. Dương Thanh, mày tưởng mày làm thế thì sẽ giết được tao à? Vũ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi, Nét mặt vô cùng điên cuồng. Dương Thanh nhíu mày, không hiểu sao anh lại thấy được sát khí đáng sợ trong mắt Vũ Văn Bân. Đã đến mức này rồi, Vũ Văn Bân có thể tạo thành uy hiếp với anh chắc. Hồi nãy anh vẫn luôn quan sát Vũ Văn Bân, phát hiện mỗi khi tấn công, Vũ Văn Bân sẽ cố gắng bảo vệ bụng mình. Black Doctor là nhà khoa học điên, còn biến cả bản thân thành quái vật nửa người nửa máy, nói gì đến Vũ Văn Bân chứ? Trong cơ thể của những người đã bị cải tạo bằng công nghệ cao luôn có vật thể cung cấp năng lượng. Dương Thanh đã cảm nhận được sự dao động của một luồng năng lượng mạnh mẽ trong bụng Vũ Văn Bân. Quả nhiên anh đã đoán đúng, trong bụng Vũ Văn Bân có một vật thể màu đen, tuy anh không biết đây là thứ gì, nhưng anh có thể cảm nhận được luồng năng lượng khủng khiếp từ nó. Vũ Văn Bân mạnh mẽ như thế cũng vì vật thể màu đen này. "Vũ Văn Bân, ân oán giữa tao và mày kết thúc ở đây được rồi đấy." Dương Thanh nói rồi giơ tay lên, khí thế đáng sợ bùng nổ từ lòng bàn tay anh. Ngay sau đó, anh đập mạnh vào đầu Vũ Văn Bân. Dương Thanh, tao chết thì mày cũng không sống nổi. Ha 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 ha, trong mắt Vũ Văn Bân không hề có vẻ e ngại, anh ta phá lên cười. Dầm, ngay sau đó, tay Dương Thanh đã đập trúng đầu Vũ Văn Bân. Đúng lúc sức sống của Vũ Văn Bân hoàn toàn biến mất, Dương Thanh bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm từ vật thể màu đen. Dương Thanh lập tức biến sắc, ném nó ra xa theo phản xạ có điều kiện. Dầm, Đúng lúc vật thể màu đen rời khỏi tay anh, một tiếng nổ bỗng vang lên, khí thế hủy diệt lan ra khắp bốn phía. Dương Thanh đang ở gần vật thể màu đen nhất trực tiếp bay xa mấy chục mét, nặng nề rơi xuống đất. Trời đất, có chuyện gì xảy ra trong khu rừng ở hoàng thành vậy? Tiếng động hồi nãy là tiếng nổ à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hồi nãy tôi lại cảm nhận được hơi thở hủy diệt từ tiếng nổ đó chứ? Vụ nổ từ vật thể màu đen khiến cả hoàng thành thượng quan rung chuyển. Vô số cao thủ nhìn về phía khu rừng trong hoàng thành với vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trong hoàng điện của hoàng tộc họ Thượng Quan, Thượng Quan Hoàng ngồi ở ghế trên, phía dưới là các cao thủ của hoàng tộc. Lúc này ai cũng có vẻ nghiêm nghị, đối với hoàng tộc họ Thượng Quan, hôm nay đúng là kinh khủng, cao thủ siêu phàm cảnh duy nhất của hoàng tộc họ Thượng Quan Thượng Quan phó đã chết. Không những thế, hoàng tộc họ Thượng Quan cũng tổn thất rất nhiều cao thủ thần cảnh. Hoàng chủ Cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý đã rời khỏi hoàng thành, nhà họ Lý chỉ để lại mấy người bình thường thôi." Một cao thủ thần cảnh nói. "Thượng quan hoàng giận dữ quát, vô dụng, toàn là lũ vô dụng, Lý Trọng đã chết mà các người vẫn không thể giữ cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý lại, nếu các người không phải đồ vô dụng thì là gì chứ?" Cả đám cao thủ câm như hến, không dám nói năng gì. Họ cũng biết, nếu để cao thủ nhà họ Lý rời đi thì chính là thả hổ về rừng, một khi nhà họ Lý hồi phục rồi quay về chắc chắn hoàng tộc họ thượng quan sẽ phải chịu tổn thất nặng nề hơn thượng quan hoàng tức giận nói tôi không quan tâm các người dùng cách gì phải tìm thấy hết cao thủ thần cảnh của nhà họ lý cho tôi vâng thưa hoàng chủ có người vội đáp lúc này đại hoàng tử thượng quan tử trí bỗng lên tiếng bố bố còn bỏ sót một người thượng quan hoàng nhíu mày ai cơ thượng quan tử trí vội nói dương thanh ạ à, nghe thấy thế cả đám cao thủ của hoàng tộc đều biến sắc thượng quan tử mặc cũng nói bố con nghi anh cả nói không sai không thể bỏ qua cho cao thủ nhà họ lý hay dương thanh được hoàng chủ nếu không có cậu thanh cao thủ thần cảnh của chúng ta đã chết hết trong tay lý trọng rồi cậu thanh có ơn với hoàng tộc chúng ta chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa một cao thủ thần cảnh đỉnh phong được dương thanh cứu trước đó vội nói trong mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn thượng quan tử mặc cũng nói mày đừng vụ oan cho tao và anh cả thượng quan nhu không quan tâm đến họ mà nhìn về phía thượng quan hoàng ông nội dương thanh đã giết được lý trọng tức là thực lực của cậu ấy đã khôi phục rồi hoàng tộc vừa phải chịu tổn thất nặng nề nếu chúng ta đấu với dương thanh thì chỉ thiệt hại nhiều hơn thôi thượng quan hoàng vẫn luôn im lặng nhưng sắc mặt u ám đến mức đáng sợ không ai biết lão ta đang nghĩ gì thượng quan nhu nhanh chóng bị hai cao thủ đưa đi bị nhốt vào hoàng lăng dưới mặt đất thượng quan hoàng nhìn đám người lạnh lùng nói tôi biết có rất nhiều người đã được Dương Thanh cứu, các người biết ơn cậu ta. Nhưng tốt nhất các người hãy nhớ kỹ thân phận của mình, đừng quên các người là cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan, là trụ cột của hoàng tộc họ Thượng Quan, các người chỉ có thể suy nghĩ cho hoàng tộc. Trong tiếng nổ hồi nãy, tôi đã cảm nhận được khí thế trên người Dương Thanh đã tiêu tán, cho dù hôm nay cậu ta còn sống thì chắc chắn cũng bị thương nặng, chỉ khi cậu ta chết thì chúng ta mới không phải lo mối họa về sau. Nếu Dương Thanh ghi hận hoàng tộc họ Thượng Quan, một khi cậu ta hồi phục thì cũng chính là tận thế của hoàng tộc, tôi hy vọng các người sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tôi." Nghe thấy thế, mọi người đều im lặng, trong mắt những cao thủ vừa được Dương Thanh cứu tràn ngập vẻ bi thương. Đúng là họ không muốn ra tay với Dương Thanh, nhưng cũng như thượng quan hoàng đã nói, một khi Dương Thanh ghi hận hoàng tộc, chắc chắn anh sẽ không tha cho hoàng tộc sau khi hồi phục. Lúc này, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong bỗng nhìn về phía thượng quan hoàng, "Hoàng chủ, nếu được Tôi hy vọng ông sẽ cho Dương Thanh một con đường sống." Thượng quan Hoàng nói, "Đương nhiên, nể tình cậu ta đã cứu mọi người, tôi có thể cho cậu ta ăn sung mặc sướng." Ai cũng hiểu rõ, Thượng quan Hoàng định bắt Dương Thanh rồi phế võ công của anh, sau đó vĩnh viễn giam lỏng anh ở hoàng tộc họ Thượng quan. Đối với Dương Thanh, bị phế võ công đúng là rất tàn nhẫn, nhưng so với việc mất mạng, thế đã là tốt lắm rồi. "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lập tức phong tỏa hoàng thành Thượng quan." Nếu phát hiện cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý thì giết ngay tức khắc. Mặt khác, phong tỏa tin tức về tất cả những chuyện xảy ra ở Hoàng thành Thượng Quan hôm nay, nếu những chuyện đó bị truyền đi, có lẽ Hoàng thành Thượng Quan sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa. Thượng Quan Hoàng nhìn quanh, bình tĩnh nói: "Vâng, đám người đáp." Cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan nhanh chóng rời khỏi hoàng tộc theo hai nhóm, một nhóm đi theo Thượng Quan Hoàng đến khu rừng trong hoàng thành, nhóm còn lại đi tìm cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý theo đại hoàng tử Thượng Quan Tử Chí. Người ở Hoàng Thành Thượng Quan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đó là chuyện lớn, bằng không Hoàng Thành Thượng Quan đã không bị giả soát nghiêm ngặt như vậy. Trong lúc Thượng Quan Hoàng đang dẫn một đội ngũ tiến vào khu rừng ở Hoàng Thành, một bóng người dính đầy máu đang nằm trên mặt đất. Người này không phải ai khác mà chính là Dương Thanh. Sau khi anh lấy vật thể màu đen kia ra khỏi bụng Vũ Văn Bân, nó bỗng nổ tung, hất bay người đang bị thương nặng như anh. Lúc này, trên người anh chẳng chịt vết thương, quần áo tà tơi, nằm đó như một cái xác vào giây phút này nếu có người đang ở đây thì sẽ phát hiện ra những vết thương bị lộ ra ngoài của dương thanh đang chậm rãi liền lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường những vết thương máu me be bét đã đóng vảy rất dày một hơi thở ôn hòa như có như không đang bao phủ lấy dương thanh dương thanh hơi cuộn người lại tựa như trẻ sơ sinh đang ngủ say hơi thở yếu ớt dần trở nên mạnh mẽ cỏ khô quanh người anh như đã hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng đang xanh tươi trở lại với tốc độ cực nhanh lấy dương thanh làm trung tâm một luồng sức sống mãnh liệt lan ra khắp bốn phía từng giây từng phút trôi đi dương thanh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vết thương trên người anh gần như đã khỏi hẳn thậm chí có vài vết sẹo đã chóc ra ra rẻ ở đó như của trẻ sơ sinh vậy nhưng không ai thấy được sự biến đổi trên cơ thể anh phía bên kia thượng quan hoàng đã dẫn các cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc tiến vào khu rừng ở hoàng thành thượng quan hoàng ra lệnh mọi người tản ra tìm kiếm dương thanh theo phương thức cuốn chiếu đừng bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào vâng thưa hoàng chủ mười mấy cao thủ của hoàng tộc vội tản ra bốn phía thượng quan hoàng nhíu mày theo lẽ thường lão ta phải cảm nhận được khí thế của dương thanh mới đúng nhưng sau khi tiến vào trong rừng lão ta lại không thấy gì như thể dương thanh đã đột một biến mất khỏi nơi đây nhưng lão ta khẳng định dương thanh vẫn đang ở nơi này khu rừng này rất rộng là khu rừng lớn nhất hoàng thành thượng quan nếu muốn tìm người ở đây thì rất khó. Nhưng cho dù khó hơn nữa thì Thượng quan Hoàng cũng phải tìm thấy Dương Thanh, bằng không lão ta không thể yên tâm được. Hoàng chủ, không thấy người ạ. À. Hoàng chủ, không thấy Dương Thanh ạ. À. Hoàng chủ, xem ra Dương Thanh đã rời đi thật rồi, chúng ta có nhiều người như thế, gần như đã tìm hết mọi chỗ mà vẫn không thấy nơi nào bị phá hoại hết. Sau khi không đạt được kết quả gì, các cao thủ của hoàng tộc quay về bên cạnh Thượng quan Hoàng rồi nói: Thượng quan hoàng không nói gì, như có điều suy tư, chẳng lẽ Dương Thanh đã đi thật rồi à? Khi thấy lão già bất chợt xuất hiện này, mọi người đều có vẻ kinh hãi, chỉ mình Dương Thanh vẫn bình tĩnh nhìn đối phương. Trừ người bảo vệ hoàng tộc ra, đây có thể là ai nữa? Dương Thanh cười khẩy, khinh thường nhìn chằm chằm vào người bảo vệ hoàng tộc, lão sược á. Khi cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan bị giết gần hết, người bảo vệ hoàng tộc như ông đang ở đâu vậy? Bây giờ, ông xuất hiện chỉ vì tôi bảo ông cút ra đây, nhưng khi cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan bị Lý Trọng đang mất kiểm soát giết gần hết, ông lại làm như không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ đối với người bảo vệ hoàng tộc như ông, tôn nghiêm của ông quý giá hơn mạng sống của cao thủ thuộc hoàng tộc họ thượng quan à? Nghe thấy thế, những người đang trong trạng thái đờ đẫn của hoàng tộc họ thượng quan mới biết lão già tóc bạc này chính là người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan. Sắc mặt của người bảo vệ vô cùng u ám, khí thế như có như không dần lan ra từ người lão ta, trong chớp mắt, hoàng tộc họ thượng quan đã bị áp lực đáng sợ bao trùm. Dương Thanh thầm kinh ngạc, chỉ riêng khí thế của đối phương đã đạt đến siêu phàm thất cảnh, nếu lão ta dùng hết thủ đoạn, có phải sẽ phát huy được thực lực hơn xa siêu phàm thất cảnh không? Tuy Dương Thanh mới đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh nhưng với thủ đoạn của anh, anh cũng có thể phát huy thực lực ngang ngửa siêu phàm thất cảnh. Nếu hai người bước vào trận đấu sống còn thì vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Người bảo vệ nói: "Con nhỏ tuổi mà nhanh mồm lắm, nhưng không biết thực lực của cậu có lợi hại như mồm mép của cậu không?" Dương Thanh cười lạnh: "Làm sao? Ông định ra tay với tôi à?" Người bảo vệ lạnh lùng nói: "Trao rồi võ công mà thôi, cậu dám đồng ý không?" Dương Thanh vẫn rất thản nhiên: "Có gì mà không dám chứ?" "Nếu vậy thì đi theo tôi." Người bảo vệ nói rồi biến mất, ngay sau đó, Dương Thanh cũng đã biến mất theo. Mãi đến lúc này, người của hoàng tộc họ Thượng Quan mới dám thở hắt ra ông lão tóc bạc hồi nãy chính là người bảo vệ của hoàng tộc họ thượng quan chúng ta à? Cậu Thanh cũng nói thế, chắc không sai đâu. Chẳng lẽ cậu Thanh đã mạnh đến mức có thể đánh với người bảo vệ hoàng tộc à? Trong lúc nhất thời, các cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan đều sướng sờ. Ánh mắt thượng quan hoàng hết sức u ám, lão ta biết bây giờ Dương Thanh đã có địa vị rất cao ở hoàng tộc họ thượng quan, khi nhắc đến Dương Thanh, rất nhiều cao thủ hoàng tộc đều có vẻ kính trọng. Đối với lão ta, đây không phải chuyện tốt, bây giờ lão ta chỉ có thể cầu nguyện rằng người bảo vệ hoàng tộc sẽ giết được Dương Thanh, cho dù không giết nổi thì cũng phải phế võ công của anh. Trừ thượng quan hoàng gia, đại hoàng tử thượng quan tử trí và nhị hoàng tử thượng quan tử mặc cũng thấy khó chịu. Trong số ba đứa con trai của thượng quan hoàng, trừ họ ra còn có thượng quan tử khiêm, quan trọng là Dương Thanh có quan hệ rất thân mật với thượng quan nhu con gái thượng quan tử khiêm, thậm chí thượng quan nhu đã trở thành người phụ nữ của anh rồi. Bây giờ võ công của Dương Thanh đã khôi phục, thậm chí không hề e ngại người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan. Một khi anh sống sót quay về sau trận chiến với người bảo vệ hoàng tộc, địa vị của họ ở hoàng tộc sẽ giảm mạnh. Có lẽ ngay cả thượng quan hoàng cũng không thể thay đổi sự thật đó. Thượng quan tử trí bỗng nói, bố, lần này Dương Thanh hùng hổ như thế, có lẽ sẽ gây bất lợi cho bố. Nghe thấy thế, thượng quan hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, ý con là sao? Thượng quan tử trí nói, bố nghĩ xem, trước đó, sau khi biết Dương Thanh đã mất võ công, chúng ta đã đuổi giết Dương Thanh khắp hoàng thành cùng với cao thủ nhà họ Lý, bây giờ võ công của cậu ta đã khôi phục, lại hùng hổ tới hoàng tộc, đương nhiên cậu ta sẽ gây bất lợi cho bố rồi." Thượng quan tử Mặc nghe thấy thế, cũng nói: "Bố, con thấy anh cả nói rất có lý, Dương Thanh vốn có ân oán với hoàng tộc chúng ta, chắc chắn lần này cậu ta sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta, phải nghĩ cách đối phó mới được." Nghe thấy thế, sắc mặt của rất nhiều cao thủ hoàng tộc đều hơi khó coi đại hoàng tử và nhị hoàng tử nói hơi quá rồi đấy. Tuy chúng ta có đuổi giết cậu Thanh, nhưng chẳng những cậu ấy không làm gì chúng ta mà còn lấy ơn trả oán cứu chúng ta khỏi tay Lý Trọng. Hơn nữa, với quan hệ giữa cậu Thanh và công chúa Nhu, sao cậu ấy lại gây bất lợi cho hoàng chủ chứ? Thượng quan tử trí vội nói rồi liếc mắt ra hiệu cho thượng quan tử mặc. Thượng quan tử mặc hiểu ngay, theo tình hình bây giờ, họ đã là châu chấu trên một sợi dây, một khi thượng quan Nhu nhận được sự ủng hộ từ Dương Thanh, ngay cả thượng quan hoàng cũng không thể thay đổi việc thượng quan nhu thừa kế chức chủ hoàng tộc. Thế nên họ phải nghĩ cách ngăn cản thượng quan nhu thừa kế chức chủ hoàng tộc, bằng không họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lúc này, thượng quan, lời lẽ hùng hồn của thượng quan tử khiêm đã thuyết phục được tất cả mọi người, trừ thượng quan hoàng. Vào giây phút này, sắc mặt thượng quan hoàng hết sức u ám, lão ta nhìn chầm chầm vào thượng quan tử khiêm, trong mắt hừng hực lửa giận. Thượng quan hoàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói, không ngờ có một ngày, tôi lại bị con trai mình ép phải nhường chức. Nghe thấy thế, thượng quan tử khiêm nói, bố, bố hiểu lầm con rồi, con không định ép bố nhường chức, con chỉ đưa ra phân tích chính xác nhất trong tình hình bây giờ mà thôi, với tầm mắt của bố, chắc bố cũng hiểu con nói thế chỉ vì hoàng tộc. Ha ha, tiếng cười lạnh bỗng vang lên, thượng quan tử trí lạnh lùng nói, thượng quan tử khiêm ơi thượng quan tử khiêm, không ngờ chú ngày càng dẻo miệng đấy, rõ ràng chú đang nhòm ngó trước hoàng chủ, nhưng lại hùng hồn nói mình vì hoàng tộc. Thượng quan Nhu là con gái chú, nếu nó thừa kế chức chủ hoàng tộc, chắc chú sẽ trở thành hoàng chủ ngay nhỉ?" Thượng quan Tử khiêm lạnh nhạt nhìn Thượng quan Tử Trí, hờ hững nói: "Thượng quan Tử Trí, tôi biết vì Nhu Nhu đe dọa tới địa vị của anh ở hoàng tộc, nên anh mới tìm mọi cách để loại bỏ nó, nhưng vào giây phút này, tôi mong anh có thể buông bỏ thành kiến với Nhu Nhu, ủng hộ con bé, bởi vì chỉ có nó mới là người thừa kế thích hợp nhất với chức hoàng chủ." Thượng quan Tử mặc cũng nói: "Thượng quan Tử khiêm Chú chơi chén hơn nữa được không thế? Một đứa con gái như thượng quan nhu lấy tư cách gì để thừa kế chức hoàng chủ đây? Bố đồng ý chưa, hay chỉ hai bố con chú nghĩ vậy, hay hai người đã thông đồng với Dương Thanh từ lâu, chỉ chờ ngày ép bố nhường chức? Tôi cảnh cáo chú, có tôi ở đây, đừng ai hòng ép bố làm gì. Ông ta nói rồi nhìn về phía thượng quan hoàng, nghiêm túc nói, "Bố, bố cứ yên tâm, có con ở đây, không ai có thể ép bố làm gì, trừ khi con chết." Thượng quan tử trí thấy thế, cũng vội tỏ thái độ. Còn con nữa, không ai có thể ép bố cả. Nếu thượng quan tử khiêm dám làm thế, cho dù con phải liều mạng thì cũng không để nó đạt được mục đích đâu. Thượng quan tử khiêm bỗng cười lạnh, nhìn về phía họ. Hai anh không cần vội vã bày tỏ thái độ như thế. Cậu thanh đã quay lại, còn gọi người bảo vệ hoàng tộc ra. đương nhiên cậu ấy tự tin mình có thể đối phó. Hay hai anh nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng tha cho hoàng tộc họ thượng quan? Đến khi đó, chỉ mình thượng quan nhu con gái tôi có thể cứu hoàng tộc họ thượng quan mà thôi nhưng bây giờ nó vẫn đang bị giam lỏng. Một khi cậu Thanh biết người phụ nữ của cậu ấy bị đối xử như thế, hai anh nghĩ cậu ấy có dễ dàng tha cho hoàng tộc họ thượng quan nữa không? Mặt khác, nếu hai anh cho rằng cứ khống chế nhu nhu thì sẽ khiến cậu Thanh bó tay, tôi khuyên hai anh nên tìm hiểu thêm về cậu ấy. Các anh sẽ biết cậu ấy trọng tình nghĩa tới mức nào, hơn nữa, cậu ấy rất ghét bị uy hiếp. Ông ta nói rồi nhìn về phía thượng quan hoàng, bố, con cũng không thiết tha gì với chức chủ hoàng tộc, con có thể bảo đảm với bố, một khi bố truyền chức vị hoàng chủ cho Nhu Nhu, con sẽ không bao giờ nhúng tay vào quyết định của con bé, thậm chí con sẵn sàng rời khỏi trung tâm quyền lực của hoàng tộc. Đây là những lời nói từ tận đáy lòng con, con chỉ vì hoàng tộc họ thượng quan, nếu bố vẫn nghĩ con thèm khát chức hoàng chủ thì con cũng hết cách, bố nghĩ sao cũng được. Đương nhiên, quyết định sau cùng vẫn nằm ở bố, con sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của bố, cho dù con không muốn, bởi vì bố đã sinh thành và nuôi nấng con, hơn nữa bố vẫn là hoàng chủ con phải phục tùng lời bố nói. Sau khi nghe thấy thượng quan tử khiêm nói thế, sắc mặt của thượng quan hoàng cũng dịu lại. lão ta nhìn về phía thượng quan tử khiêm. cho dù thế nào, trước khi thắng thua giữa dương thanh và người bảo vệ được xác định, tôi sẽ không đồng ý với bất cứ điều kiện nào của cậu đâu. thượng quan tử khiêm thầm thở dài, lập tức gật đầu. con hiểu rồi. sau khi nghe thượng quan hoàng nói thế, thượng quan tử trí và thượng quan tử mặc đều rất mừng rỡ. câu trả lời của thượng quan hoàng có nghĩa là một khi Dương Thanh thua người bảo vệ hoàng tộc, Thượng Quan Nhu sẽ không liên quan gì đến chức hoàng chủ nữa, chức vị đó sẽ thuộc về một trong hai người họ. Thượng Quan Tử Khiêm nhìn về phía Thượng Quan Hoàng, nói với vẻ tự diếu, bố, con hy vọng bố sẽ không hối hận vì quyết định này, nếu đã vậy, con cũng không cần ở đây nữa. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Các cao thủ của hoàng tộc cũng có vẻ thất vọng, họ đang thất vọng với Thượng Quan Hoàng phần lớn cao thủ ở đây đều đã được Dương Thanh cứu, thế nên họ ủng hộ Dương Thanh. Dương Thanh lại có quan hệ rất thân mật với Thượng Quan Nhu, do đó họ cũng ủng hộ Thượng Quan Nhu nốt. Nhưng bây giờ xem ra, sự ủng hộ của họ không hề có tác dụng, bởi vì nơi này là hoàng tộc họ Thượng Quan, chỉ có Thượng Quan Hoàng chuyên quyền. Hoàng chủ, xin ngài nghĩ lại, bây giờ phải thả công chúa Nhu ra thì mới có thể xoa dịu quan hệ giữa hoàng tộc họ Thượng Quan và cậu Thanh, nếu dùng công chúa Nhu để uy hiếp cậu Thanh thì sẽ phản tác dụng mất. Một cao thủ hoàng tộc bỗng khuyên nhủ. Thượng quan hoàng nhíu mày, nhìn đối phương với vẻ không vui, nếu ai dám nói những lời như thế nữa, giết. Nghe thấy thế, những cao thủ hoàng tộc đang định tỏ thái độ đều im lặng, sắc mặt rất khó coi. Một lúc lâu sau, mới có cao thủ không nhịn được mà mắng, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đúng là quá hống hách, họ chưa thừa kế chức hoàng chủ mà đã định ra oai với chúng ta rồi ư? Ở hoàng tộc họ Thượng quan, tôi chỉ công nhận công chúa Nhu là người thừa kế. Các cao thủ của hoàng tộc đều có vẻ tức giận. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thanh Sơn của hoàng thành Thượng Quan, một già một trẻ đang đứng đối diện nhau, rõ ràng lão già mặc áo trắng, quanh người tràn ngập khí thế đáng sợ kia chính là người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan. Còn người thanh niên ở bên kia thì chính là Dương Thanh. Lúc này, trên người họ đều có khí thế hết sức đáng sợ, tuy chưa đánh nhưng khí thế của hai bên đã va chạm với nhau, tạo thành những gợn sóng năng lượng khủng khiếp, lan ra khắp xung quanh rồi. Audio điện tử võ tấn bền mây đen cuồn cuộn trên vùng trời của hoàng thành thượng quan, trong mây đen ẩn chứa khí thế mãnh liệt không gì sánh nổi, khiến tất cả cao thủ trong hoàng thành thượng quan phải khiếp sợ. Dương Thanh và người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan đứng đối diện nhau, trong mắt họ hừng hực ý chí chiến đấu. Người bảo vệ vốn hơi khinh thường Dương Thanh, giờ ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị, chỉ mới đọ khí thế mà lão ta đã cảm nhận được áp lực từ phía Dương Thanh. Dương Thanh bỗng nhìn về phía đối phương với vẻ dí dỏm tiền bối, chẳng phải ông muốn so tài với tôi à? Sao giờ lại im ri thế? Nghe thấy thế, sắc mặt của người bảo vệ càng u ám hơn, lão ta hít mắt, nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, chàng trai, cậu hơi ngông cuồng rồi đấy. Cậu tưởng mình có chút thiên phú là có thể vô địch thiên hạ à? Dương Thanh thản nhiên nói, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.